Chương 1501, tôi phải giết chết cậu. Nữ kỵ sĩ cắn môi một cái, mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lòng đã đồng ý với sự suy đoán của Dato. Đáng tiếc anh ta cũng sắp chết rồi. Trong lòng nữ kỵ sĩ thở dài. Chuẩn bị chiến đấu đi, người đó không tiếp nổi chiêu này đâu, sau khi anh ta chết đến lượt chúng ta lên, tuyệt đối không thể để cho Thủy Thanh Lam phá vỡ phong ấn. Dato nói. Mấy vị kỵ sĩ khác nhau nhau gật đầu bắt đầu ấp ủ khí thế chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào chết giọng nói hung ác của ma tước vang lên không biết tự lượng sức mình giọng nói nhàn nhạt, nhạt phát ra từ trong miệng đường tuấn bóp bốp, anh nhẹ nhàng giơ tay lên tùy ý nhẹ nhàng giống như đập một con ruồi cái tên này chết chắc rồi a à, sao có thể như vậy nữ kỵ sĩ đang chuẩn bị chờ sau khi đường tuấn chết sẽ ra tay nhưng khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng lúc đường tuấn ra tay cả người xứng sở tại chỗ, khí tức cũng hỗn loạn. chiêu ma thôn thiên hạ đó ngay cả dato cũng kiêng rẻ không thôi, lại bị anh tiện tay dùng hai bàn tay đập tan rồi. chuyện này, chuyện này, không chỉ là cô ta, mà ngay cả dato và mấy vị kỵ sĩ đều ngây ngẩn cả người. audio điện tử võ tấn bền. một làm tiện tay dùng hai bàn tay đập tan một đòn tấn công sử dụng toàn bộ sức lực của người tu hành bán siêu phẩm, đây thật sự là chuyện nguyên đan cấp một có thể làm được sao? nụ cười đắc ý của ma tước cũng đột nhiên cứng đờ dường như không dám tin ảo giác nhất định là ảo giác ma tước lẩm bẩm nói ông ta ra tay lần nữa lần này còn mạnh hơn lần trước ba phần năng lượng hắc ám dường như có cảm giác tung hoành trời đất bao phủ toàn bộ không gian bốp bốp lại là hai tiếng giòn vang không biết từ lúc nào đường tuấn đã xuất hiện trước mặt ma tước mà trên hai bên má của ma tước có thêm hai dấu bàn tay đỏ tươi máu tươi đều chảy xuống dọc theo khóe miệng. Một lát sau, ma tước giống như điên cuồng, đôi mắt vô cùng xấu hổ và tức giận. Đường đường là ma tước, người tu hành bán siêu phẩm, thế mà bị người ta tát cho hai cái bà tai. Tôi phải giết chết cậu, ma tước cắn răng, đồng thời tâm thần đề phòng đường tuấn ra tay, bốp bốp. Lại là hai bà tai đánh lên mặt của ma tước, hai bà tai một lần nữa đánh tan khí thế mà ma tước vất vả lắm mới ngưng tụ được. Bốp 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 bốp, sau đó, tiếng bà tai liên tục không ngừng vang lên trong không trung. Cho dù ma tước đã dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng, nhưng ngay cả một bà tai cũng không tránh thoát. chương 1502, bức tường chấn ma đã bị phá vỡ. Lão bát, đây chính là nguyên đan cấp 1 mà các cô nói. Phía dưới, đa tôi nhìn đến nỗi trợn mắt hốc mồm, dường như nói không nên lời. Có thể đánh một người tu hành thập giai bán siêu phẩm như đánh chó, nói anh ta là nguyên đan cấp, ai sẽ tin đây tôi kỵ sĩ thứ tám xấu hổ và tức giận gần chết nhưng cùng lúc trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi có thể đánh cao thủ thập giai bán siêu phẩm bầm dập thế này thực lực của tên đường tuấn đó e là vượt xa đối phương lẽ nào một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện tại trong đầu của cô ta không sai có lẽ anh ta đã ngưng tụ nguyên đan siêu phẩm đa tô giống như nhìn thấu tâm tư của nữ kỵ sĩ giọng nói khẽ run rẩy vang lên nguyên đan siêu phẩm cái tên này không phải nguyên đan cấp 1, mà là nguyên đan siêu phẩm thật sự. Bốp bốp, hai bà tai cuối cùng, đầu của ma tước bị đánh nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm nữa. Từ đầu tới cuối, vị ma tước không ai bị nổi, đã ngưng tụ nguyên đan bán siêu phẩm này ngay cả quần áo của đường Tuấn cũng chưa chạm được, mà bị đánh cho chết tươi. Ưng ừ ực, tiếng nuốt nước bọt liên tục vang lên trong không gian yên tĩnh. Nóc, mấy người của tòa án thứ bảy, còn có Crimson Blood đều sợ đến nỗi không dám nói lời nào, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đường Tuấn chắp tay sau lưng, dưới chân là thi thể của Ma Tước, cảnh tượng này theo bọn họ thấy tựa như thiên thần. Mẹ nó người này dũng mãnh quá. Phịch, Crimson Blood quỳ gối trước mặt Đường Tuấn. "Anh Đường, tha mạng." Ông ta nhịn không được mà cúi đầu, ngay cả Ma Tước vô địch trong mắt ông ta cũng bị Đường Tuấn đánh cho nổ tung rồi, ông ta nào còn dám ra tay nữa. Đường Tuấn mặt không biểu cảm, một trường phủ xuống. Đừng mà, Crimson Blech xin tha, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Một trường đánh lên đỉnh đầu ông ta, Crimson Blood chết. Đại ca, kết thúc rồi chứ. Nữ kỵ sĩ nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù thời gian chỉ ngắn ngủi không đến một phút, nhưng sự đả kích mang đến cho cô ta thực sự quá lớn. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, may là mình không đánh nhau với đường Tuấn, nếu không người chết chính là mình. Dato vừa định gật đầu, ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, không hay, Thủy Thanh Lam thức tỉnh rồi. Âm, um, âm, um, âm. Um. Đột nhiên, nơi chấn giữ ma dung chuyển như một trận động đất. Bức tường chấn ma đã bị phá vỡ. Lúc này, Nóc Thất Thanh nói. Nhóm người đồng thời nhìn vào đó và thấy rằng bức tường chấn ma nơi có nhiều chữ cổ bí ẩn ban đầu được khắc đã bị vỡ ra ở giữa, và nó không thể gắng ngượng được ngay cả khi bức tường phong ấn đang phát sáng. Cùng lúc đó, trên đỉnh bức tượng với vô số vũ khí dung chuyển như thể sắp sụp đổ. Dầm. Đột nhiên, những vũ khí không hề hư hại suốt 2 2000 năm bỗng chốc tan thành bụi và rơi xuống từ không trung. Chương 1503, cấp 11. Những vũ khí này được dùng để kết hợp với bức tường chấn ma nhằm phong ấn Thủy Thanh Lam. Bây giờ, bức tường đã bị nứt, vũ khí cũng tan thành bụi, sợ rằng phong ấn Thủy Thanh Lam đã được hóa giải. Đa tô cùng một số người của tòa án thứ bảy đi cùng Đường Tuấn sử dụng kính ngữ nói. Sức mạnh của Đường Tuấn đã giành được sự kính trọng của anh ta. Ánh mắt của nữ kỵ sĩ đi cùng lặng lẽ nhìn Đường Tuấn, trong mắt không một chút khinh thường mà là lo lắng. Đường Tuấn không khác thần và ma trong mắt cô, thật đáng tiếc khi Đường Tuấn dường như không nhận ra điều đó, anh thậm chí còn không nhìn cô. Giác, phòng ấn quanh bức tường chấn ma bị vỡ ra hoàn toàn, như thể năng lượng đen tối vô tận tuôn ra khỏi nó lấp đầy toàn bộ không gian năng lượng bóng tối sao mạnh vậy? Dato trông rất cảnh giác vốn dĩ anh ta đã luyện được bán nguyên đan siêu phẩm nhưng có vẻ xuất hiện trước mặt thế lực này cũng quá nhỏ bé rồi về phần những người khác họ thậm chí còn không thở nổi ngay cả con cháu của ta cũng dám giết các người hay lắm ta sẽ để cho các người chết trong đau đớn vô tận trong không gian này đột nhiên vang lên một giọng nói giọng nói lạnh lùng, như thể phát ra từ vực thẳm, lại mang theo ma tính, như muốn dụ người ta trầm luân thành ma. Đường Tuấn lúc này không chút suy nghĩ nhìn vào bức tường chấn ma, cũng không để ý 99 ký tự cổ quái trong thức hải đang hơi phát ra ánh sáng. Năng lượng bóng tối vô tận hội tụ lại và một người bước ra khỏi bức tường phong ấn nứt nẻ. Đây là một thanh niên nhìn chừng 30 tuổi, mặc áo choàng đen, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng. Là anh ta. Khi nóc nhìn thấy người này, sắc mặt anh ta hơi thay đổi, anh ta chính là người đã vào trấn ma với tôi trước đây. Không sai, tôi phải cảm ơn anh. Vào phút cuối khi bị Bách Tiên phong ấn, tôi đã dùng hai truyền nhân để phân tán cơ thể mình và pháp môn thức tỉnh tinh thần bản thân và để lưu lạc bên ngoài. Chính anh đã mang thể xác của tôi đến đây và cả những truyền nhân vì tôi đã mang chìa khóa thần đến, cuối cùng tôi đã có thể tỉnh lại. Người thanh niên nhẹ nhàng nói, vì ngày này, anh ta đã đợi hơn 2.000 năm trước bây giờ thực lực của tôi đã khôi phục, các người đều phải chết. Thanh niên cũng chính là Thủy Thanh Lam lạnh lùng nói. Một hào quang tỏa ra từ anh ta. Cấp 11, khuôn mặt của Đa thay đổi đáng kể. Hơi thở của Thủy Thanh Lam mang đến cho anh một cảm giác vô cùng hụt hẫng. Anh ấy đã là cao thủ bán siêu phẩm cấp 10, có nghĩa là Thủy Thanh Lam ít nhất là cấp 11. Cấp 11, đó chính là cảnh giới Nguyên Anh. Khó trách năm đó Bách Tiên thua nặng như vậy trong lòng đường tuấn rõ ràng. Khi đó, Bách Tiên chỉ có cảnh giới nguyên đan, cũng không đồng đều, luyện thành nguyên đan siêu phẩm cũng chẳng có mấy người, làm sao có thể là đối thủ của cảnh giới nguyên anh như Thủy Thanh Lam. chương 1504, bây giờ đến lượt anh. Anh Đường, để tôi đến trước. Đa Tô nói với Đường Tuấn, năm đó, Thủy Thanh Lam làm loạn gây họa, dẫn đến cái chết của Bách Tiên ở Việt Nam. Hôm nay, Thủy Thanh Lam lại xuất hiện, người của tòa án thứ bảy như tôi cũng có thể chết. Đúng vậy, vừa rồi anh đã trải qua một trận chiến, bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Cho dù anh ta cấp 11, người tòa án thứ bảy như tôi cũng không sợ hãi. Nữ kỵ sĩ cũng đứng lên, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Vẻ mặt của Dato nghiêm nghị, thần khí chư thần hoàng hôn trong tay anh ta và các vị thần bắt đầu tấn công về phía Thủy Thanh Lam. Một đường kiếm sáng xuyên qua không trung với khí chất của lòng dũng cảm. Chư thần hoàng hôn đại diện cho sự sụp đổ của các vị thần rất phù hợp với trạng thái tâm trí hiện tại của Dato yếu quá. Thủy Thanh Lam cười nhạt, búng ngón tay. Năng lượng kiếm khủng khiếp vỡ tan dưới ngón tay này hóa thành một chút ánh kiếm. Một ngón tay đã bẻ gãy thanh kiếm mạnh nhất của Dato chiến, nhưng Dato đã không lùi bước vì điều đó, ngược lại cầm chư thần hoàng hôn vọt đi lên. Các hiệp sĩ của tòa án thứ bảy cũng ra tay không do dự. Trong một thời gian. Sức mạnh của nhiều sức mạnh dị năng khác nhau và hào quang của kiếm đã bao trùm lấy Thủy Thanh Lam, và bất kỳ cao thủ cấp 10 nào cũng chỉ có nước chết trong trường hợp này. Đối mặt với đòn tấn công khủng khiếp như vậy, Thủy Thanh Lam chỉ nói một từ phá. Âm thanh giống như sấm sét, và ngay sau đó, tất cả các hiệp sĩ trong tòa án thứ bảy, bao gồm cả Dato, bay lộn ngược. Các hiệp sĩ tái mặt, cơ thể của họ đều bị thương. Một số người yếu hơn thậm chí còn đứng không vững. Mạnh quá. Đa Tô cũng bị thương nặng, bàn tay nắm chư thần hoàng hôn run nhẹ nhẹ. Anh nhìn Thủy Thanh Lam, phát hiện ra rằng Thủy Thanh Lam chỉ dùng một tay. Khoảng cách quá lớn. Vừa rồi có thể nói bọn họ đã dốc hết sức lực, nhưng Thủy Thanh Lam chỉ dùng một tay đánh trả rất mạnh. Không ngờ là không ngăn cản được. Đa Tô thở dài, rất hối hận. Anh nhìn đường Tuấn, chẳng lẽ anh ta có thể trở lại. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, anh lập tức phủ quyết, tuy nguyên đan siêu phẩm huy lực ở cấp 10, nhưng Thủy Thanh Lam thì đã ở cấp 11 rồi, e rằng không phải là đối thủ của anh ta. Thủy Thanh Lam vỗ tay nhìn đường Tuấn, bây giờ đến lượt anh. Như cảm nhận được ánh mắt của Thủy Thanh Lam, một tia sáng lóe lên từ lông mày của đường Tuấn, một vầng hào quang mờ nhạt bao phủ đường Tuấn và ngọc trụ phục ma tự động bảo vệ chủ tử. Thủy Thanh Lam thấy vậy, trong mắt hiện lên hận thù thâm sâu, hồi đó, bách tiên rèn ngọc trụ này là muốn giết tôi bây giờ anh lại muốn dùng nó để chống lại tiêu, thật đáng tiếc vì anh quá yếu. Điều mà Bách Tiên chưa bao giờ làm được, anh dựa vào cái gì cho rằng có thể làm được. Bách Tiên thật ngu ngốc, đem ngọc trụ phục ma để lại cho một kẻ như anh. Tay Thủy Thanh làm trưởng về hướng đường Tuấn nhằm chụp lấy, năng lượng hắc ám dâng trào, mạnh gấp 10 lần so với ma tước ra tay. Phục, trường 1505, đến cùng thì anh đã làm cái gì với tôi? khi lòng bàn tay của thủy thanh lam chạm vào rào cản ánh sáng do ngọc trụ phục ma tạo ra phát ra âm thanh giống như tiếng chuông lớn dường như đã nhận được rất nhiều sự phản kháng hỏng rồi thủy thanh lam nghiến răng sức lực lại tăng vọt phụp đường tuấn bị lực này làm cho chấn động bay ra ngoài tại sao anh ta không đánh trả dato và những người khác cảm thấy khó hiểu mặc dù đường tuấn không phải là đối thủ của thủy thanh lam nhưng cũng không đến mức không có khả năng đánh trả Chơi đủ chưa? Đường Tuấn nhìn Thủy Thanh Lam với ánh mắt diễu cợt. Hả? Thủy Thanh Lam cau mày. Nếu đủ, anh có thể quỳ xuống. Đường Tuấn nhẹ nói. Âm thanh vừa phát ra, cả hiện trường một mảnh chết lặng. Đường, đường tiên sinh vừa mới mới nói cái gì? Âm thanh đa tô run rẩy, không dám tin những gì bản thân nghe được. Hình như anh ta muốn Thủy Thanh Lam quỳ xuống. Nữ hiệp sĩ càng là có biểu hiện như nhìn thấy quỷ. Thủy Thanh Lam là một tồn tại vô cùng cường hãn từ hơn 2.000 năm trước ngay cả Bách Tiên cũng đều không thể giết chết được, có cái nào mà không sợ như sợ cọp đâu. Chúng hiệp sĩ của tòa án thứ bảy đều đã chuẩn bị tinh thần hy sinh toàn bộ ở chỗ này, nhưng lúc này Đường Tuấn chỉ với một câu nói đã muốn đối phương quỳ xuống. Đây vốn dĩ là điều không thể nào. Mẹ nó, lúc này... Một trong những tòa án thứ bảy không nhịn được bật ra tiếng chửi thề, thượng đế, tôi đã nhìn thấy cái gì? Bịch, vậy mà thủy thanh lam thật sự quỳ xuống trước mặt đường tuấn đến cùng có chuyện gì xảy ra không chỉ có dato mà ngay cả bản thân thủy thanh lam cũng đều không rõ ràng thân thể anh ta dường như mất kiểm soát sau khi đường tuấn nói ra câu đó anh ta thậm chí còn không sinh ra ý niệm phản kháng phải quỳ gối trước mặt một con kiến hôi như đường tuấn quả thật là một sỉ nhục to lớn anh ta liều mạng muốn đứng dậy lại phát hiện cơ thể của mình căn bản không nghe theo mệnh lệnh tự đánh mình hai bà tay, dùng lực mạnh một chút. Đường Tuấn nói tiếp, chát chát, Thủy Thanh Lam thật sự tự đánh mình hai bà tay, khóe miệng đều đã chảy máu, xem ra thật sự đã dùng không ít lực. Đa Tô cùng với những người khác triệt để không còn lời nào để nói nữa rồi, đây có thật là Thủy Thanh Lam cái tên làm hỗn loạn giới tu luyện đó không? Sao mà một chút danh dự đều không cần vậy? Đến cùng thì anh đã làm cái gì với tôi? Thủy Thanh Lam trong mắt tức giận như muốn phun ra lửa anh còn nhận ra cái này không? Một đóm ánh sáng nhỏ từ bên trong thức hải nhảy ra, rơi vào giữa ngón tay của đường Tuấn. Một bộ phận của chìa khóa thần, Thủy Thanh Lam sững sờ một lúc rồi mới trả lời. Đóm ánh sáng nhỏ trong tay đường Tuấn chính xác là một bộ phận nhỏ của chìa khóa thần. Audio điện tử võ tấn bền chương 1506, đáng giận, tôi muốn giết anh. Đúng là một bộ phận, nhưng mà bộ phận nhỏ này chính là hạch tâm của chìa khóa thần, có thể điều khiển toàn bộ khối chìa khóa thần. Anh đã dung hợp phần lớn năng lượng của chìa khóa thần, chẳng lẽ không cảm giác được là thiếu một chút gì sao?" Đường Tuấn nói. Thủy Thanh Lam nghiến răng nghiến lợi, "Tất nhiên là anh ta có thể cảm ứng được chìa khóa thần thiếu đi một bộ phận nhỏ, nhưng lại không ngờ rằng đó lại là hạch tâm. Phương pháp tinh luyện chìa khóa thần là tôi tình cờ lấy được, về đặc tính ngay cả tôi đều không rõ ràng, làm sao anh lại biết được rõ ràng như vậy?" Nếu biết chìa khóa thần lại thiếu khuyết bộ phận hạch tâm, thủy thanh lam tức tuyệt đối sẽ không dung hợp. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không giải thích thêm nữa. Sở dĩ anh ta có thể hiểu rõ đối với chìa khóa thần như vậy nguyên nhân là vì 99 chữ cổ. Trong số những kiến thức được lưu truyền trong chữ cổ có liên quan đến phương pháp khống chế của chìa khóa thần, nhờ đó anh ta mới có thể sử dụng hạch tâm của nó để khống chế tinh thần dung hợp của thủy thanh lam. Đáng giận, tôi muốn giết anh. Trong mắt Thủy Thanh Lam tràn ngập hận ý. Anh ta tính toán ngàn năm, không dễ dàng gì mới thoát khỏi vây khốn, không nghĩ tới tại thời điểm sắp thành công lại bị khống chế. Anh còn nói thêm câu nào nữa, tôi bắt anh tự sát có tin hay không?" Đường Tuấn đùa giỡn nhìn Thủy Thanh Lam nói. Toàn thân Thủy Thanh Lam chấn động, cũng tuyệt không dám nói thêm câu nào nữa. Nếu Đường Tuấn thật sự làm như vậy, chỉ sợ anh sẽ thật sự tự sát, đến lúc đó cũng chết quá oan ức rồi. Thì ra là như vậy mấy người dato nghe vậy trên khuôn mặt cũng hiện lên ý cười nhẹ nhõm. tất nhiên khi thủy thanh lam bị đường tuấn khống chế, điều đó cũng có nghĩa là mối nguy cơ ở địa cầu sẽ được giải trừ. anh đường, chuyện ở nơi chấn giữ ma đã được xử lý hoàn tất, vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị rời khỏi đây rồi. mấy vị dato tòa án số 7 trầm giọng nói. em mờ thanh vừa dứt, toàn bộ không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội, xem động tĩnh này còn muốn kịch liệt hơn so với thủy thanh lam trước kia suốt thế nữa chuyện gì xảy ra, đường Tuấn cao mày nhìn về Thủy Thanh Lam. Bây giờ tính mạng Thủy Thanh Lam cũng coi như nằm trong khống chế của đường Tuấn, đương nhiên biết gì nói nấy, giải thích nói, nơi chấn giữ ma vốn là nơi hội tụ nguyên khí của địa cầu hơn 2.000 năm trước, tương đương với mạch suối nguồn. Cho nên năm đó Bách Tiên mới có thể chấn áp tôi, chính là lợi dụng vị trí của nơi chấn giữ ma và năng lượng trời đất. Nhưng sau khi chấn áp tôi tại nơi chấn ma này tương đương với việc ngăn chặn mắt của nguyên khí, khiến cho nguyên khí trong trời đất không cách nào lưu thông. Nói đến đây, mọi người nhất thời hiểu được, khó trách 2000 năm này nguyên khí trời đất lại mỏng manh như vậy, thì ra là vì bị thủy thanh lam chặn lại mắt của nguyên khí. Khi tôi giải trừ phong ấn, nguyên khí khổng lồ đã được tích lũy bên trong mắt của nguyên khí sẽ không được áp chế nữa, và nó sẽ phun ra giống như núi lửa phun trào vậy, bởi vậy chấn ma sẽ bị hủy diệt. Thủy Thanh Lam cười cười nhìn mọi người rồi nói, ở chỗ này vừa vặn là vị trí trung tâm của nguyên khí bộc phát, đến lúc mấy người đều sẽ chết hết. Sắc mặt mọi người đồng thời thay đổi. Có cách nào có thể ngăn chặn hay không? Đường Tuấn hỏi. Trường 1507, nhất định tên nhãi danh này điên rồi. Điều này, mấy người đa tô nhìn nhau. Các anh rời đi đi. Đường Tuấn đối với mấy người đa tô nói. Anh Đường, mấy người đa tô khó hiểu, chợt dường như nghĩ tới cái gì, con người co rụt lại, thất thanh nói, anh sẽ không phải là muốn tiến vào bên trong mắt của nguyên khí đấy chứ. Ừ, đường Tuấn gật đầu. Theo những lời Thủy Thanh Lam nói, nếu phần nguyên khí tồn động trong mắt của nguyên khí không được khai thông mà nói, nó sẽ đột nhiên bộc phát, nồng độ nguyên khí của trời đất có thể lập tức khôi phục trở lại như thời cổ đại, đến lúc đó thì không biết bao nhiêu người tu luyện sẽ chết vì điều này. Giống như một người bị bỏ đói quá lâu, để anh ta ăn cả một con bò chẳng những vô ích mà còn no chết. Anh Đường, không được đâu, như vậy anh sẽ chết đó. Đa Tô khuyên nhủ. Đường Tuấn cao này, hét lớn, cút, tu vi của mấy người quá kém, ở lại chỉ vướng tay vướng chân. Bọn người Đa Tô giật mình, cũng biết Đường Tuấn nói đều là sự thật. Mấy người cùng nhau hướng về phía Đường Tuấn khom lưng bái, nói, đại ân của anh Đường, tôi đại biểu cho tòa án số 7 và toàn thể tu luyện giả phương Tây bày tỏ lòng biết ơn chúng ta đi nói xong, Đạt Tô dẫn một nhóm người rời đi. Cuối cùng chỉ còn sót lại hai người Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam. Anh tính thật sự tiến vào mắt của Nguyên Khí. Thủy Thanh Lam nhìn Đường Tuấn, nói tuy rằng Nguyên Khí khôi phục sẽ rất cuồng bạo, nhưng đối với những người tu luyện đạt đến cảnh giới thần hải trở lên cũng không ảnh hưởng quá lớn. Anh không cần thiết phải làm như vậy. Đường Tuấn lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm. ở chỗ này đợi tôi. Đường Tuấn nói một câu, sau đó thân hình khẽ động chui vào vết rách của bức tường quỷ. Nhất định tên nhãi danh này điên rồi, Thủy Thanh Lam nhìn đường Tuấn biến mất, lẩm bẩm tự nhủ. Nhưng anh ta cũng không dám làm trái ý nguyện của đường Tuấn, bằng không chỉ với một cái ý niệm của đối phương cũng có thể giết chết anh ta. Quên đi, cứ ở chỗ này chờ anh ta, anh ta tốt nhất là chết ở trong đó luôn đi, đến lúc đó tôi sẽ được tự do. Thủy Thanh Lam nhìn ra bên ngoài chấn ma, lẩm bẩm nói, hai ngàn năm rồi đã trôi qua đi, bọn họ chắc cũng sắp đến rồi. Vừa đi vào trong mắt của nguyên khí, đường Tuấn đã cảm nhận được nguyên khí cuồng bạo như sóng biển mãnh liệt đang lao nhanh về phía anh, xương cốt toàn thân trên dưới của anh phát ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt gãy. Đây là uy lực của trời đất tự nhiên động lại trong 2.000 năm, không phải thứ người bình thường có thể chống lại được. Giống như những gì Thủy Thanh Lam đã nói, cho dù là cảnh giới nguyên anh viên mãn, khi đi vào mắt của nguyên khí, đều là 10 phần chết, không phân sống. Nhưng Đường Tuấn đã dám đi vào nơi này, cũng không phải chỉ là lòng nhiệt huyết mù quáng, mà là có chỗ dựa. Chỗ dựa của anh chính là Phục Ma Ngọc Trụ và 99 chữ cổ. Vù vù vù, nguyên khí như cơn gió mạnh cắt đứt không gian, da thịt của Đường Tuấn đều bị cắt ra, trong nháy mắt đã máu me đầm đìa. Đúng lúc này, Phục Ma Ngọc Trụ trong thức hải của Đường Tuấn tỏa ra một đợt khí tức huyền diệu, khí tức khuếch tán ra, lấy Đường Tuấn làm trung tâm. Nguyên khí vốn dĩ cuồng bạo xung quanh vậy mà trở nên ổn định hơn nhiều. Chương 1508 bóng người này chính là Đường Tuấn. Nguyên khí ở mức độ này vừa thích hợp có thể để cho mình tu luyện. Tâm thần của Đường Tuấn khẽ động. Sau khi có 99 chữ cổ, anh đã vô cùng hiểu rõ con đường tu luyện, ít nhất là không có khó khăn gì ở cảnh giới Nguyên Đan. Thứ còn thiếu duy nhất chính là tích lũy nguyên khí mà bây giờ nguyên khí động lại ở trong mắt nguyên khí hơn 2.000 năm vừa đủ để bù vào thiếu hụt của anh. Đường Tuấn cứ như vậy mà tu luyện trong mắt của nguyên khí. Rầm dầm dầm, mặc dù có đường Tuấn đi vào mắt của nguyên khí đã làm suy yếu mức độ cuồng bạo của nguyên khí, nhưng chỉ là suy yếu mà thôi, chứ không có trừ khử. Sau khi đường Tuấn đi vào mắt của nguyên khí, nguyên khí bắt đầu tuôn ra. Một ngày nay, nồng độ nguyên khí trời đất ở trái đất tăng lên tựa như muốn nổ tung, vô số người tu hành xuất hiện như mang mọc sau mưa. May là có đường tuấn đi vào trong mắt của nguyên khí chân áp, tốc độ khôi phục của nguyên khí chậm lại rất nhiều, cho người tu hành thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù vẫn xuất hiện tình trạng thương vong, nhưng còn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Một năm sau, trong nơi chấn giữ ma, Thủy Thanh Lam khoanh chân ngồi trong hư không, nguyên khí hội tụ thành luồng không khí màu trắng đi vào huyệt khiếu quanh người anh ta. Trải qua tu luyện một năm, Thủy Thanh Lam đã hoàn toàn hòa hợp với cơ thể này, khí tức càng thêm chậm chạp, vững vàng đạp trên ngưỡng cửa của cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí có xu hướng đột phá đến hậu kỳ. Sau một hồi lâu, Thủy Thanh Lam mới kết thúc tu luyện, nhìn về phía bức tường phong ma. Vốn dĩ bức tường phong ma đã bị tổn hại hoàn toàn, chỉ còn lại một cái cửa hang sâu thẳm. Nguyên khí rồi rào tuôn ra từ trong cửa hang, nó đã không còn dáng vẻ cuồng bạo của một năm trước nữa một năm trôi qua, chắc cái tên kia cũng đã chết rồi. Thủy Thanh Lam tự nhủ. Anh ta rất muốn cứ vậy mà rời khỏi, nhưng lỡ như đường Tuấn không chết trong mắt của Nguyên Khí, vậy anh ta sẽ gặp phải tai họa rồi. Thủy Thanh Lam nhìn một hồi, không hề nhìn thấy bất kỳ bóng người nào xuất hiện trong cửa hang, anh ta chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Một năm nay, mỗi ngày anh ta đều sẽ ngừng tu luyện quan sát một hồi, nhưng mỗi lần kết quả đều như thế. Đúng lúc này, cửa hang có một đợt rung động, sau đó một bóng người từ bên trong đi ra. Thủy Thanh Lam bỗng nhiên đứng lên, thất thanh nói, anh thật sự chưa có chết. Bóng người này chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Thủy Thanh Lam, nói, anh không hề rời khỏi đây, rất tốt. Nói xong, anh bước ra ngoài cửa hang. ầm ầm ầm, cửa hang của mắt của Nguyên Khí đột nhiên đóng lại. Anh phong ấn nơi chấn giữ ma thêm một lần nữa. Thủy Thanh Lam nghi ngờ nói, chẳng lẽ không sợ nguyên khí ở trái đất bị khô cạn sao? Đường Tuấn nói, tôi chỉ chữa trị nơi chấn giữ ma. Năm đó vật liệu mà Bách Tiên dùng để luyện chế phục ma ngọc trụ chính là lấy được từ bên trong nơi chấn giữ ma, mà bây giờ tôi hòa nhập phục ma ngọc trụ vào nơi chấn giữ ma thêm một lần nữa, nguyên khí trời đất cũng sẽ không bởi vì như vậy mà khô cạn. chương 1509, nơi này chính là kiếm môn sao. Anh để phục ma ngọc trụ lại trong đó. Thủy Thanh Lam có chút không dám tin, phục ma ngọc trụ có liên quan đến việc kế thừa của Bách Tiên, không biết bao nhiêu người muốn có được nó, thế mà cứ như vậy vứt vào trong đó. Đường Tuấn gật đầu, trong lòng cũng không có đáng tiếc nhiều lắm. Tu vi của anh, lúc này, cuối cùng Thủy Thanh Lam cũng cảm ứng được khí thức của Đường Tuấn, chân mày anh ta nhớn lên, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ anh đã đột phá cảnh giới nguyên anh à? Anh ta cảm ứng được khí thức nguy hiểm từ trên người của Đường Tuấn. Vẫn chưa phải, Đường Tuấn nói, tu luyện trong mắt của nguyên khí một năm, Tu vi của anh đã đạt đến cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, cách cảnh giới Nguyên Anh chỉ còn một bước nữa. Cho dù lúc này không sử dụng tinh thần chi thi, Thủy Thanh Lam cũng sẽ không phải là đối thủ của anh. Nên ra ngoài rồi, Đường Tuấn vươn vai. Phía tây của Việt Nam. Một năm nay, toàn cầu xuất hiện thay đổi rất lớn. Vốn dĩ trong 100 người cũng không nhất định có một người có được thiên phú tu luyện, mà bây giờ trong 10 người lại có một hai người. Những người tu hành lớn mạnh cũng xuất hiện lũ lượt May mắn thay Việt Nam là một cường quốc của thế giới, có được vũ khí hạt nhân đáng sợ như một thứ khiến người khác sợ hãi, mới làm cho những người tu hành không dám làm loạn. Nhưng cho dù là như vậy, tu hành cũng đã trở thành chủ đề thường ngày của mọi người. Một nhóm thanh niên nam nữ chừng 20 tuổi đang tụ tập trong một khu rừng núi ở vùng ngoại ô. Hôm nay là ngày kiếm môn thu nhận học trò, lần này nhất định phải thi đậu, chỉ có trở thành người tu hành, tôi mới có thể vượt hẳn mọi người. Hừ anh cho rằng kiếm môn là nơi anh muốn vào thì có thể vào sao? Bây giờ Việt Nam có ít nhất trên trăm môn phái tu hành, mà kiếm môn có thể xếp trong top 10. Muốn vào kiếm môn, ít nhất phải đạt đến cảnh giới chân khí hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới thần hải mới được. Đậu má, cảnh giới chân khí hậu kỳ, cảnh giới thần hải, loại tu vi này ở những môn phái tu hành khác đều đã là học trò tinh anh rồi. Chẳng lẽ kiếm môn không sợ không thu nhận được học trò sao? Anh thì biết cái gì? kế thừa kiếm thuật của kiếm môn cũng là hàng đầu ở toàn bộ Việt Nam đó, có ai lại không có lý tưởng cưỡi gió ngự kiếm chứ? Hơn nữa, nghe nói môn chủ hiện tại của kiếm môn Trương Kiếm Luân đã bước vào cảnh giới Nguyên Đan, ngưng tụ Nguyên Đan màu vàng cấp 1, là một trong những người mạnh nhất Việt Nam. Nghe nói trước đó kiếm môn bị người ta buộc phải phong sơn, là thật hay giả vậy? Chắc chắn là giả rồi, kiếm môn lớn mạnh như vậy, ai có thể buộc ông ta phong sơn? Anh cho rằng là đại thánh của yêu tộc ở biển đông kia hay sao? Đám người này ăn mặc đều vô cùng đẹp đẽ, rõ ràng là xuất thân không tầm thường, nhưng giờ phút này đều tụ tập ở đây chờ đợi, muốn trở thành học trò của kiếm môn. Sau khi thời đại tu hành bắt đầu, việc đo lường địa vị đã không còn đơn giản là tiền tài và quyền lực nữa, mà là sự cao thấp của việc tu hành. Tu vi của đám người này phần lớn là ở cảnh giới chân khí, nếu là trước khi bọn họ đều là những người có cấp bậc tông sư, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn đợi ở đây giang hùng cũng là một trong số những người này tu vi của anh ta chỉ đạt tới cảnh giới chân khí sơ kỳ miễn cưỡng đạt đến tư cách đánh giá giờ phút này tâm trạng anh ta vô cùng thấp thỏm đúng lúc này một cánh tay bỗng nhiên khoác lên bờ vai của anh ta anh là ai vậy giang hùng giật nảy mình quay người nhìn lại phát hiện sau lưng mình không biết từ lúc nào có thêm hai người hai người này giống như chủ tớ một trước một sau tuổi tác của người nam không chênh lệch anh ta bao nhiêu, nhưng trên người lại không có bất kỳ khí thức tu hành gì, nhìn có vẻ như là người bình thường. Cho nên giọng điệu của Giang Hùng không khỏi có chút không thân thiện. chương 1510 là người tu hành cảnh giới thần hải của kiếm môn. Cảnh giới chân khí có thể phóng ra chân khí, khi khí huyết lưu thông có thể phát ra âm thanh chân khí vang vọng, tựa như tiếng của làn sóng vỗ. Cách phân biệt này Giang Hùng đã thuộc nằm lòng từ lâu, nhưng trên người của hai tên trước mặt này đừng nói là tiếng vọng của chân khí, ngay cả khí tức cũng không hề có bất kỳ sự khác biệt nào so với người bình thường. Mà loại người này, có thể chính là những kẻ có tu vi thấp kém, hoặc có thể chính là những người có thực lực vượt xa sự tồn tại của anh ta. Giang Hùng quan sát hai người trước mặt, xem ra cũng chỉ chừng 30 tuổi. Muốn thực lực vượt xa anh ta, ít nhất phải là cảnh giới thần hải trung kỳ trở lên. Mà hai người trước mặt nhìn thế nào cũng thấy không giống. Bởi vậy lần đầu tiên khi Giang Hùng nhìn thấy bọn họ thì đã kết luận, hai người này rất có thể chính là tới đây để trải nghiệm chuyện đời, đục nước béo cò thôi. Một năm nay, mặc dù người tu hành dần dần trở nên nhiều hơn, nhưng mà người tu hành giống như người bình thường mà nói vẫn là một số nhỏ. Có vài người thích lôi kéo làm quen với người tu hành, sau đó trở về dễ nói khoác một chút. Ai, lại là một kẻ đáng thương không biết tu hành chỉ có thể xem náo nhiệt. Giang Hùng thở dài một hơi, anh tên là gì? chờ tôi tham gia đánh giá của kiếm môn xong chỉ dạy cho anh một chút vậy nói không chừng sau này anh cũng có cơ hội bước vào cảnh giới chân khí người thanh niên trước mặt giang hùng bình tĩnh nói tôi tên đường tuấn đây là người hầu của tôi đường tuấn hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi giang hùng nhíu nhíu mày sau đó càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình đi ra ngoài cũng mang theo người hầu xem ra lại là một công tử bột sống an nhàn sung sướng Loại người này không nếm khổ làm sao có thể hiểu được đạo lý tu hành. Dựa vào sự hầu hạ và bảo vệ của người hầu thì không trưởng thành được đâu, muốn đột phá cảnh giới chân khí, trước hết anh phải hiểu được độc lập." Giang Hùng khiển trách nói. Đường Tuấn cười cười, nhưng không nói lời nào. "Bỏ đi, tôi nói nhiều lời với cái tên như anh để làm cái gì chứ?" Giang Hùng dường như có chút mất mát, ngay cả bản thân có thể thông qua đánh giá hay không tôi cũng không biết, thế mà còn ở đây lãng phí thời gian với anh. Nói xong, Giang Hùng quay đầu đi, không thèm để ý Đường Tuấn nữa. Phía sau Giang Hùng, ánh mắt của Đường Tuấn lấp lóe, không ngờ rằng vừa trở lại Việt Nam đã đụng phải kiếm môn, lần trước trên biển Đông để trương kiếm luôn chạy trốn, không biết lần này có thể gặp được hay không. Sau khi Đường Tuấn ra khỏi nơi chấn giữ ma, ven đường cũng nghe ngóng không ít tin tức. Bây giờ trái đất đã đi vào thời đại đại tu hành, ai ai cũng có cơ hội tu hành. Đường Tuấn có chút ý động, lại đụng phải kiếm môn đang tuyển chọn học trò nên dứt khoát đứng ngoài quan sát một hồi một lát sau có một người ngự không mà đến là người tu hành cảnh giới thần hải của kiếm môn nhìn cường độ của khí tức dường như đạt đến cảnh giới thần hải trung kỳ đã lĩnh ngộ sự huyền bí của thiên địa huyền quan ánh mắt của giang hùng lộ ra vẻ ngưỡng ngộ ngự không phi hành cầm kiếm đi khắp thiên hạ đây mới là phong thái của người tu hành chúng ta tôi tên phùng hưng là quan chủ khảo của lần đánh giá này học trò của kiếm môn ngự không mà đến trầm giọng nói. Anh ta đáp trên mặt đất, khí thế nở rộ ra, lập tức khiến đám người cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng. Thế mà lại là Phùng Hưng, học trò của trương môn chủ của kiếm môn. Giang Hùng tự lẩm bẩm nếu như mình cũng có thể trở thành học trò của môn chủ kiếm môn, đời này cũng không uổng rồi. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1511 nếu như không có ai kiểm tra nữa. Được rồi, không nói nhiều lời nhảm nhí nữa. Nội dung của cuộc đánh giá hôm nay rất đơn giản. Ánh mắt lạnh lùng của Phùng Hưng quét một vòng quanh đám người, từng người các người ra tay với tôi, tôi chỉ dùng một tay để ứng phó, chỉ cần các người có thể khiến tôi lùi lại, coi như là đã thông qua đánh giá. Yên tâm, tôi chỉ dùng một phần mười thực lực, các người vẫn có cơ hội được thông qua. Anh ta châm chọc nói, nếu là như vậy mà cũng không thông qua đánh giá, vậy các người chính là phế vật, không có tư cách làm học trò của kiếm môn tôi. Được rồi, bắt đầu kiểm tra đi, đừng lãng phí thời gian tu luyện của tôi. Ai tới trước, giọng nói lạnh lùng của Phùng Hưng vang lên. Để tôi, một người đàn ông đạt tới cảnh giới chân khí trung kỳ dẫn đầu bước ra. Cảnh giới chân khí trung kỳ, không tệ. Phùng Hưng khẽ gật đầu. Phịch, người đàn ông ra tay, chân khí mạnh mẽ xuyên qua cánh tay, quần áo của anh ta phồng lên, phát ra tiếng sắt thép đan xen nhau. Phùng Hưng đưa tay ra, va chạm với bàn tay của người đàn ông một chân của anh ta lùi về sau nửa bước ai cảnh giới chân khí trung kỳ thế mà chỉ làm cho tôi lui nửa bước chất lượng của chân khí quá kém đối với việc vận dụng chân khí cũng không bằng học trò ngoại môn của kiếm môn phùng hưng lắc đầu nói miễn cưỡng có tư cách làm học trò ngoại môn của kiếm môn tôi vậy sau này phải xem duyên phận của bản thân anh vốn dĩ người đó còn cảm thấy đáng tiếc nghe thấy câu nói sau cùng thì lập tức quỳ xuống cảm ơn phùng sư huynh được rồi đứng đằng sau tôi đi chờ khi đánh giá xong sẽ cùng nhau quay về. Phùng Hưng chắp tay sau lưng, nói. Người đó lập tức cung kính đứng phía sau Phùng Hưng, vẻ mặt ngạo nghễ, giống như trở thành học trò của kiếm môn là một việc rất tự hào. Sau đó cuộc đánh giá tiếp tục diễn ra. Không đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn, miễn cưỡng đủ tư cách. Phùng Hưng giống như chúa tể thẩm phán, lời anh ta nói ra mang theo vẻ lạnh như băng. Những người đủ tiêu chuẩn tất nhiên sẽ có nét mặt vui mừng, còn những người không đủ tiêu chuẩn thì vẻ mặt như khóc tang. Nhưng không ai có lời oán giận, Phùng Hưng chỉ vận dụng một phần mười thực lực, hơn nữa chỉ dùng một tay, nói đúng ra thì chỉ có một phần hai mươi, ngay cả như vậy mà không thể nào khiến anh ta lùi bước, tất nhiên sẽ không có tư cách vào kiếm môn. Phịch, người cuối cùng ra tay chính là Giang Hùng, anh ta dốc hết toàn bộ sức mạnh để ra tay, vậy mà khiến Phùng Hưng lùi hơn nửa bước. Không tệ, mặc dù là cảnh giới chân khí trung kỳ, nhưng so về lực bộc phát lại không thua kém cảnh giới chân khí hậu kỳ bao nhiêu có thể khiến tôi lùi hơn nửa bước anh rất không tệ phùng hưng gật đầu khen ngợi vẻ mặt của giang hùng vui mừng như điên nếu như không có ai kiểm tra nữa vậy cuộc đánh giá hôm nay kết thúc ở đây phùng hưng trầm giọng nói phùng sư huynh hai người này cũng đến để tham gia đánh giá hãy cho bọn họ một cơ hội giang hùng chỉ vào đường tuấn và thủy thanh lam phùng hưng nhìn lướt qua bọn người đường tuấn Nhướng mày lên, có chút không vui nói, "Chút tu vi ấy cũng đến tham gia cuộc đánh giá của kiếm môn tôi, các người cho rằng kiếm môn tôi là nơi thu gom rác thải sao?" Chương 1512, đánh tôi bị thương. Với ánh mắt cảnh giới thần hải của anh ta, tất nhiên liếc mắt một cái thì sẽ nhìn ra trên người của bọn người Đường Tuấn không có một chút chân khí dao động. Tu vi thấp kém như vậy ngay cả học trò quét rác của kiếm môn cũng không sánh nổi, còn dám tới tham gia đánh giá. Thật là không biết tự lượng sức mình loại người này cũng có mặt tham gia đánh giá. Đừng nói là Phùng Hưng Sư Huynh chỉ dùng một tay, cho dù dùng một ngón tay cũng có thể đè chết anh ta. Ông đây là cảnh giới chân khí sơ kỳ cũng không được thông qua, hai người này vừa nhìn là biết không luyện được chân khí, nếu như có thể thông qua tôi đập đầu chết trên tảng đá. Những nam nữ tham gia đánh giá, khác, lộ bất kể là có được thông qua hay không, đều khinh thường mà nhìn bọn người đường tuấn, giống như đang xem một câu chuyện cười vậy. Sắc mặt của Giang Hùng đỏ lên, cũng biết mình nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai rồi. Tôi nói như vậy chắc chắn hai người không phục, tôi cũng không ra tay, chỉ đứng đấy thôi, hai người cứ dốc hết toàn bộ sức mạnh mà ra tay với tôi. Điều kiện giống như bọn họ, nếu như có thể khiến tôi lùi bước, bất kể là lùi bao nhiêu, tôi cũng có thể phá lệ cho hai người vào kiếm môn. Phùng Hưng hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, nhìn có vẻ như một cao thủ tuyệt thế đang chỉ dạy cho hậu bối. Đậu má vận may của hai người này tốt quá đi mất. Hừ, vận may tốt vậy cũng phải có thực lực, cho dù phùng sư huynh để bọn họ dùng hai tay hai chân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây là phúc phần mà hai người tu mấy đời mới có, lát nữa dốc hết toàn bộ sức mạnh ra tay. Phùng hưng sư huynh đã hứa với hai người, thì sẽ không đổi ý. Chỉ cần có thể vào kiếm môn, thì đã mạnh hơn nhiều so với anh làm công tử bột gì đó rồi. Giang Hùng đi đến bên cạnh đường Tuấn, Vẻ mặt nghiêm nghị nói với bọn họ. Anh không sợ tôi đánh anh ta bị thương sao? Đường Tuấn cười nói. Đánh tôi bị thương? Phùng Hưng lập tức cười lên, cho dù thực lực của anh lớn mạnh hơn gấp 10 lần, cũng không làm tôi bị thương được. Anh dốc hết toàn bộ sức mạnh ra tay, không cần kiêng kỵ gì cả. Nếu quả thật có thể làm tôi bị thương, tôi thậm chí có thể thu nhận anh làm học trò. Đám người nghe vậy, ai nấy đều ghen tị. Phùng Hưng là học trò của môn chủ kiếm môn Trương Kiếm Luân. Nếu như có thể được Phùng Hưng thu nhận làm học trò, đây chẳng phải là tương đương với việc trở thành trưởng giáo nhất mạch của kiếm môn sao? Địa vị như thế này không phải học trò bình thường có thể so sánh được. Được thôi, Đường Tuấn cười cười. Nói rồi, Đường Tuấn đi lên phía trước, từ từ duỗi một ngón tay ra. Tốc độ rất chậm, giống như giơ cành hoa lên vậy. Cái tên này muốn làm gì, chắc không phải muốn dùng một ngón tay đối phó với Phùng Hưng sư huynh đấy chứ? Đám người nhìn thấy động tác của Đường Tuấn, miệng đều mở ra thật to, ánh mắt kinh ngạc. Phùng Hưng là học trò của môn chủ kiếm môn, là người tu hành có tu vi đạt đến cảnh giới thần hải trung kỳ. Một tên ngay cả cảnh giới chân khí cũng không đạt tới như anh lại muốn dùng một ngón tay để ra tay với anh ta, nghĩ cái gì vậy? Đầu óc bị chập mạch rồi à? Đầu của tên này không phải là bị lừa đá rồi đấy chứ. Giang Hùng cũng thấy sửng sốt chương 1513, trương kiếm luân là thầy của anh. Phùng sư huynh, sơ cao đánh khẽ. a à, Giang Hùng vừa định kêu Phùng Hưng đừng ra tay quá nặng. Kết quả là ngay sau đó đã nhìn thấy Phùng Hưng sư huynh mà anh ta sùng bái bay ngược ra sau. Tốc độ đó còn nhanh hơn mấy phần so với lúc anh ta ngự không phi hành đến đây. Phùng sư huynh bị một ngón tay gảy bay rồi, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Yên lặng một hồi, những người khác ngây người đứng tại chỗ, trong lòng như trời rung đất chuyển. Bọn họ dùng ánh mắt kinh ngạc và e ngại nhìn đường Tuấn. Vù vù. Một lát sau, một bóng người bay trở về, chính là Phùng Hưng vừa mới bị gãy bay lúc nãy. Lúc này nhìn Phùng Hưng có chút chật vật, quần áo không ngay ngắn, khóe miệng còn có vết máu. Khí tức chấn động, khí thế thuộc về cảnh giới thần hải như là thác nước trút xuống. Âm âm âm. Những người tham gia đánh giá kia ngã toàn bộ trên mặt đất, trong số bọn họ người mạnh nhất chỉ có tu vi của cảnh giới chân khí hậu kỳ, nào có chống đỡ được khí thế tấn công của cảnh giới thần hải trung kỳ chỉ có đường tuấn và thủy thanh lam vẫn đứng đó thậm chí ngay cả góc áo cũng không rung động sốt cuộc anh là ai phùng hưng nhìn chằm chằm bọn người đường tuấn ánh mắt bén nhọn giống như đao thép anh chắc chắn muốn ra tay với tôi đường tuấn nhìn phùng hưng giọng điệu mang theo sự đùa cợt nói phùng hưng bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ trong mắt anh ta mặc dù đường tuấn đứng trên mặt đất nhưng lại cất cao vô hạn trở thành thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống anh ta thậm chí anh ta có cảm giác chỉ cần một ánh mắt của đường tuấn thì đã có thể giết chết anh ta đây đây là áp bách tinh thần của cường giả cực cảnh sau lưng của phùng hưng toát ra mồ hôi lạnh trong nháy mắt quần áo đều ẩm ướt có thể thi triển áp bách tinh thần đối với người tu hành có cảnh giới thần hải trung kỳ ít nhất là người tu hành cực cảnh trở lên vãn bối không dám phùng hưng cúi người hành lễ Người luyện võ cực cảnh đều là những người có cấp bậc trưởng lão trong kiếm môn. Hơn nữa tu vi của người đàn ông trước mặt cao hơn anh ta, tự xưng một tiếng vãn bối cũng là đương nhiên. Trương Kiếm Luân là thầy của anh, Đường Tuấn hỏi. Ừm, um, Phùng Hưng gật đầu. Kêu ông ta tới gặp tôi, Đường Tuấn nói. Nhưng mà tiền bối, thầy của tôi ông ấy đang tiếp đãi khách. Phùng Hưng có chút khó xử. Trở về nói cho ông ta biết, nếu như ông ta không tới, tôi sẽ phá hủy kiếm môn. Đường Tuấn nói. Phùng Hưng giật cả mình, do dự một chút, mới lên tiếng, tiền bối xưng hô như thế nào. Để tôi dễ ăn nói với thầy. Tôi họ đường, đường Tuấn khoát tay. Phùng Hưng khẽ cắn môi, sau khi cung kính hành lễ một lần, rồi quay người rời đi. chương 1514, to gan. Sau khi Phùng Hưng rời khỏi đó, một đám người cảnh giới chân khí ngã trên mặt đất mới đứng dậy, hoảng sợ mà nhìn đường Tuấn. Đáng tiếc lúc này đường Tuấn đã nhắm mắt lại, không thèm để ý tới bọn họ nữa giang hùng cuối cùng tên này là ai vậy anh có nhìn thấy không vừa rồi anh ta chỉ nhìn phùng hưng sư huynh một cái phùng hưng sư huynh đã rút lui rồi hơn nữa anh ta còn dùng một ngón tay gảy bay phùng hưng sư huynh e là thực lực vượt qua phùng hưng sư huynh rất nhiều tại sao anh lại biết anh ta mấy người lặng lẽ hỏi giang hùng thực lực của đường tuấn khiến bọn họ e ngại đồng thời cũng sùng bái giang hùng lắc đầu nói tôi cũng chỉ mới quen thôi nhưng mà hình như anh ta nói anh ta tên là đường tuấn nói xong đám người cao mày suy nghĩ xem ở việt nam có người luyện võ cảnh giới thần hải nào tên là đường tuấn đường tuấn hình như tôi từng nghe thấy người ta nhắc đến cái tên này rồi dường như là cái người trong trận chiến ở bắc giang kia tôi cũng từng nghe nói hình như là một người luyện võ cực cảnh vô cùng ghê gớm những người này đều trưởng thành trong thời đại đại tu hành cơ bản chưa từng nhìn thấy đường tuấn chỉ từng nghe thấy tên thôi thì ra là anh ta cuối cùng giang hùng cũng nhớ ra rồi anh ta chợt cao mày nói nhưng mà anh ta chỉ là người tu hành cực cảnh thần hải còn môn chủ trương kiếm luôn lại là cảnh giới nguyên đan thực lực chênh lệch không chỉ gấp trăm lần anh ta lại dám nói ra những lời như phá hủy kiếm môn chẳng lẽ có chỗ dựa gì sao tốc độ của phùng hưng rất nhanh mấy phút sau đã đi tới chủ điện của kiếm môn thời đại đại tu hành đến theo đó có rất nhiều thế gia tu hành và tông môn đều rời khỏi trạng thái ẩn cư, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Kiếm môn cũng giống như vậy, chủ điện của kiếm môn Nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững trên trên mặt đất, tựa như hoàng cung ở thời cổ đại. Xung quanh chủ điện còn có vô số học trò tu luyện, khí tức tung hoành, kiếm khí huy hoàng. Phùng Hưng là học trò của Trương Kiếm Luân, anh ta muốn đi vào chủ điện không ai dám ngăn cản. Một lát sau, Phùng Hưng đã nhìn của thầy của mình là Trương Kiếm Luân và một nam thanh niên đang uống trà. Nhìn dáng vẻ của nam thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, vô cùng đẹp trai, không nhìn ra khí tức. Nhưng có một cô gái giống như người hầu đang đứng phía sau của nam thanh niên. Khóe mắt của Phùng Hưng giật một cái, tu vi của cô gái này thế mà đã đạt tới cực cảnh. Một vị cực cảnh làm người hầu, thực lực của nam thanh niên tạm thời không nói đến, nhưng chắc chắn thân phận rất không bình thường. Thưa thầy, Phùng Hưng cung kính hành lễ với Trương Kiếm Luân. Trương Kiếm Luân khẽ nhíu mày, có chút không vui, không phải nói hôm nay không có chuyện quan trọng đừng tìm thầy sao. Phùng Hưng vội vàng nói, thưa thầy, học trò phụng lệnh chủ trì cuộc đánh giá hôm nay, xảy ra một chút chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, có chuyện gì, ngay cả con cũng không giải quyết được. Trương Kiếm Luân nói, chuyện là như thế này. Phùng Hưng nhanh chóng kể những chuyện xảy ra ở cuộc đánh giá một lần. Một ngón tay gảy bay con, người này ít nhất là tu vi cực cảnh." Trương Kiếm Luân gật đầu nói, quả thật con không phải là đối thủ. "Nhưng mà sư huynh của con không phải ở đây sao? Tìm bọn họ giải quyết là được rồi." "Thưa thầy, người đó chỉ định muốn tìm thầy, còn nói nếu như thầy không đến sẽ phá hủy kiếm môn." Phùng Hưng do dự một chút, giọng nói run rẩy vang lên. "To gan, Trương 1515 có lẽ là đã trốn đi chứ gì." Lời vừa dứt, Trương Kiếm Luân bỗng nhiên đứng lên, khí tức cuồng bá lấp đầy cả cung điện. Cung điện đều bị khí thế này chấn động đến nỗi lung lay sắp đổ, một thân tu vi của cảnh giới nguyên đan của trương kiếm luôn bày ra không sót chút gì. Giữa hai hàng lông mày của ông ta để lộ ra ý định giết người lạnh thấu xương, nhìn về phía phùng hồng, anh ta thật sự đã nói như vậy. Phịch, vô cùng chính xác, học trò không dám dối gạt, phùng hồng quỳ xuống, thấp thỏm lo sợ. Trương môn chủ, xem ra có người không xem kiếm môn của các ông không ra gì à lúc này người thanh niên đang ngồi kia bỗng nhiên cười nói nếu như trương môn chủ dự định hợp tác với lão tổ của bọn tôi vậy mọi người chính là người trên cùng một con thuyền rồi nếu có cần cứ việc mở miệng sắc mặt của trương kiếm luôn hơi hòa hoãn lại khách sáo nói chuyện này không cần phải làm phiền giao công tử đây nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được tôi cũng không làm được môn chủ của kiếm môn mặc dù tu vi của người thanh niên không bằng mình nhưng sự tồn tại của người đứng phía sau lưng thanh niên lại làm cho trương kiếm luân phải kiêng kỵ bởi vậy trương kiếm luân nói chuyện cũng khách sáo hơn rất nhiều ừm sao công tử nhẹ gật đầu phùng hồng người đó có nói mình là ai không sắc mặt của trương kiếm luân vô cùng u ám từ sau khi ông ta đột phá cảnh giới nguyên đan thì đây là lần đầu tiên có người dám khiêu khích kiếm môn như thế phá hủy kiếm môn ngoại trừ năm đó vị hậu thiên đạo thể kia từng nói câu này ra thì chưa từng nghe thấy nữa Phùng Hồng nói, anh ta nói anh ta họ đường, hình như là có quen biết với thầy. Lông mày của Trương Kiếm Luân nhướn lên, họ đường. Sắc mặt ông ta thay đổi, nói chẳng lẽ là anh ta đã trở về rồi. Trương môn chủ quen biết cái tên kiêu căng này sao? Sao công tử hỏi? Trương Kiếm Luân hừ lạnh một tiếng, ý định giết người trong mắt giống như thực chất, nói tôi còn hy vọng là anh ta. Một năm trước chính là anh ta khiến tôi phong sơn bất xuất, mối thù này tôi còn chưa trả nữa người mà trương môn chủ nói chính là vị hậu thiên đạo thể đường tuấn kia đúng chứ trong lòng giao công tử rung động hỏi trương kiếm luôn gật đầu trong giọng nói mang theo sự căm hận nồng nặc ngoại trừ anh ta ra thì còn ai lúc đó thời đại tu hành vẫn chưa bắt đầu tôi bị vây ở cực cảnh không thể nào đột phá được như vậy mới để anh ta làm những việc xấu xa một năm trước tôi ngừng tụ kim đan tam phẩm đột phá cảnh giới nguyên đan đi tìm anh ta để trả thù ai biết được anh ta lại biết đâu mất rồi có lẽ là đã trốn đi chứ gì. Hậu thiên đạo thể chỉ là một loại của hậu thiên thể chất, loại người này lại không gốc gác, không hiểu phương pháp tu hành, chỉ có thể vây trong cảnh giới thần hải cả một đời. Biết mình không phải là đối thủ của trương môn chủ, cho nên trốn đi không dám xuất hiện, để khỏi phải mất mặt xấu hổ. Ánh mắt của giao công tử lộ ra vẻ chiêu tức, không có bất kỳ kế thừa gì, sự cách biệt về thực lực giữa anh ta và trương môn chủ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Loại nhân vật nhỏ này, cũng không cần tôi ra tay, hầu nữ phía sau tôi có thể dùng một kiếm giết chết anh ta. Trương Kiếm Luân rất tán thành chương 1516 qua thêm 10 năm nữa. Giao công tử đứng lên, vươn vai một cái, tùy ý nói, đúng lúc tôi cũng rảnh rỗi nhàm chán, cũng đi cùng với trương môn chủ một chuyến. Nếu như tư chất của anh ta không tệ, nói không chừng tôi còn có thể nhận anh ta làm người hầu. Trương Kiếm Luân nói, nếu có thể có được sự coi trọng của Giao công tử, đó là phúc phần của anh ta. Giao công tử khoát khoát tay, nói, những lời này đừng nói sớm như vậy. Không phải là người như thế nào cũng có tư cách làm người hầu của Giao Đông Thanh tôi. Thời đại đại tu hành, quả nhiên người tu hành xuất hiện lấp lấp. Đường Tuấn cảm nhận được nguyên khí trời đất dày đặc, tự mình lẩm bẩm. Đường Tuấn cũng không ngờ rằng, bởi vì mình mở ra nơi chấn giữ ma, khơi thông nguyên khí chi nhãn, thế mà trong lúc vô tình đã sáng tạo ra một thời đại đại tu hành như thế này. Bây giờ nồng độ của nguyên khí trời đất càng ngày càng dày đặc, thậm chí sau này có thể đạt tới mức độ của thời đại tu chân. Qua thêm 10 năm nữa, e là trái đất sẽ đi vào thời đại toàn dân tu hành. Đường Tuấn nói nhỏ, cũng có thể, Thủy Thanh Lam gật đầu. Anh ta đến từ vùng đất bên ngoài trái đất, quê hương mà anh ta sinh sống giống như một đại tinh tu hành. Rất rõ ràng, một hành tinh thuộc về người tu luyện sẽ lớn mạnh và đáng sợ đến mức nào, mà bây giờ trái đất chỉ có loại hình thức ban đầu này, những người tu hành ở ngoại vực theo những lời anh nói kia, còn bao lâu nữa mới có thể đến trái đất?" Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Sau khi Thủy Thanh Lam bị ép nhận anh làm chủ, Đường Tuấn biết được rất nhiều chuyện. Thủy Thanh Lam khẽ giật mình, vẻ mặt rất phức tạp, năm đó nguyên khí trời đất ở hành tinh mà bọn tôi sinh sống đứng trước nguy cơ khô cạn, chỉ có thể đến nơi khác tìm kiếm những hành tinh thích hợp để tu hành. Tôi và 11 người khác làm bộ đội tiên phong, chia ra tìm kiếm. Cuối cùng tôi đã tới nơi này, phát hiện hoàn cảnh ở nơi này rất thích hợp để tu hành, nên đưa tin trở về. Không ngờ rằng lại bị người tu hành của trái đất các người trấn áp 2.000 năm. Tính toán thời gian, nhiều nhất là qua 5 năm nữa, bọn họ sẽ đi vào trái đất. Thủy Thanh Lam nhìn đường Tuấn, trong mắt mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác, ở hành tinh của bọn tôi, thực lực của tôi chẳng qua chỉ xếp ở hạng trung bình. Những người mạnh mẽ hơn tôi, ít nhất còn có vài trăm người, trong đó người tu hành cảnh giới hóa thần cũng có tận mấy người. Chỉ dựa vào trái đất của các anh thì không ngăn nổi. Hừ, sắc mặt của Đường Tuấn trầm xuống. Tâm niệm vừa động, mặt của Thủy Thanh Lam lập tức lộ ra vẻ đau đớn. Lúc này Thủy Thanh Lam mới thu hồi lại vẻ mặt khinh thường kia, vừa nãy anh ta nói đến nỗi quên trời quên đất, suýt chút nữa quên mất tính mạng của mình đang nằm trong tay của Đường Tuấn. Tâm trạng của Đường Tuấn rất nặng nề. Thực lực của anh hôm nay nhiều nhất chỉ cao hơn Thủy Thanh Lam một chút. Có thể thu phục được Thủy Thanh Lam vẫn là dựa vào năng lực của tinh thần chi thi. Nếu như thật sự giống với những gì Thủy Thanh Lam đã tới, mấy trăm người tu hành thực lực còn mạnh mẽ hơn cả anh đi vào trái đất, vậy trái đất có thể đỡ nổi không? Càng đừng nhắc đến còn có người tu hành cảnh giới hóa thần. Đối với người tu hành ở cảnh giới này, Đường Tuấn cũng biết một chút. Bất kỳ một người tu hành cảnh giới hóa thần nào, thực lực đều mạnh mẽ hơn cảnh giới nguyên anh viên mãn gấp trăm lần. E là một người tu hành cảnh giới hóa thần cũng có thể tiêu diệt hết toàn bộ trái đất. 5 năm, nắm đấm của Đường Tuấn siết chặt, anh nhất định phải có được sức mạnh chiến đấu của cảnh giới hóa thần trong vòng 5 năm mới có thể bảo vệ trái đất. Chương 1517, tôi không tin. 5 năm đạt tới cảnh giới hóa thần, làm sao có thể? Thủy Thanh Lam nhìn Đường Tuấn, dường như trong lòng cảm thấy anh có chút đáng thương. Tôi nghe từng nói người tu hành thiên tài nhất từ cảnh giới Nguyên Đan vào cảnh giới Hóa Thần cũng mất thời gian 50 năm, muốn đạt tới cảnh giới Hóa Thần trong vòng 5 năm, gần như là không thể nào. Mặc dù anh là thiên tài, đáng tiếc sinh nhầm nơi rồi. Ai dám nói muốn phá hủy kiếm môn của tôi? Đúng lúc này, một giọng nói ầm ầm truyền đến từ chỗ rất xa. Đường Tuấn đứng lên, hai tay chắp sau lưng. Vù vù. Một lát sau, mấy bóng người xuất hiện chính là trương kiếm luân và học trò phùng hồng còn có giao đông thanh và người hầu nữ kia của anh ta quả nhiên là anh trương kiếm luân nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đường tuấn trên mặt cũng không nhịn được mà lộ ra ý cười nhưng lại không có vẻ e ngại như trước kia trương kiếm luân đường tuấn nhìn trương kiếm luân còn nhớ những lời tôi từng nói ở trước bí cảnh bồng lai năm đó không vẻ mặt của trương kiếm luân cứng đờ dường như nhớ đến nỗi sỉ nhục khi bị thương nặng năm đó ánh mắt ông ta lộ ra vẻ hung ác, cười lạnh nói, vậy thì đã sao? Bây giờ tôi đã là cảnh giới nguyên đan tam phẩm, còn anh thì sao, vẫn dừng lại ở thần hải cực cảnh. Chẳng lẽ anh thật sự vẫn muốn phá hủy kiếm môn của tôi sao? Lời nói vừa dứt, một luồng khí thức mạnh mẽ vô song từ trên người trương kiếm luân bộc phát ra. Các học trò tham gia đánh giá ở phía dưới cùng nhau phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là cảnh giới nguyên đan sao, cho dù thực lực của mình lớn mạnh thêm một chục ngàn lần nữa, chị e cũng không phải là đối thủ. Bọn người Giang Hùng vô cùng hoảng sợ mà nghĩ thầm, nhìn bóng dáng của Trương Kiếm Luân giống như một thiên thần cao lớn. Nếu như nói trước đó sau khi Phùng Hưng thể hiện ra thực lực, bọn họ vẫn còn tâm tư theo đuổi, mà bây giờ sau khi Trương Kiếm Luân cho thấy khí thế của mình, thứ mà bọn họ có chỉ là phải ngước nhìn, không có bất kỳ một chút tâm tư thiếu tôn trọng nào. Tranh lệch một cảnh giới lại là cách biệt giữa người và thần. Trương Kiếm Luân nhìn xuống Đường Tuấn với ánh mắt khinh thường, bây giờ anh còn dám lặp lại câu nói đó một lần nữa không? Đường Tuấn thở dài một hơi, nói, nếu như bây giờ ông quỳ xuống nhận lỗi, tôi có thể chỉ giết một mình ông, không gây hại cho các học trò trong kiếm môn của ông. Ha ha ha, Trương Kiếm Luân giống như nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười, cao giọng cười to, chỉ dựa vào một hậu thiên đạo thể cực cảnh như anh sao? Không biết tự lượng sức mình ầm ầm trương kiếm luôn ngang nhiên ra tay bàn tay siết lại một nắm đấm cực lớn từ không trung nện xuống phía của đường tuấn một quyền này đủ để tiêu diệt bất kỳ cường giả cực cảnh nào ai đường tuấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng ngón tay gảy nhẹ xoạt xoạt chương một nghìn năm trăm tám không phân cao thấp trương kiếm luôn hét lớn một tiếng dường như nghe theo lệnh của ông ta một thanh kiếm phóng tới từ phía của kiếm môn ngay sau đó rơi vào trong tay ông ta Kiếm tên thất sát là bội kiếm của tổ sư khai phái của kiếm môn tôi vào năm đó. Từng chém 213 người cảnh giới thần hải, 17 người cảnh giới nguyên đan. Anh có thể chết dưới thanh kiếm này, đó là niềm vinh hạnh của anh. Vẻ mặt của trương kiếm luôn nghiêm nghị, dùng ánh mắt chiều thánh nhìn kiếm thất sát trong tay. Môn chủ thế mà sử dụng kiếm thất sát rồi, lần này tên kia chết chắc rồi. Kiếm thất sát là cái gì? kiếm thất sát là bội kiếm của tổ sư khai phái của kiếm môn chúng ta. Anh biết tại sao nó tên thất sát không? Là bởi vì năm đó vào ngày kiếm thành, tổ sư khai phái cầm kiếm này, trong một bước giết bảy vị cường giả cảnh giới nguyên đan, một bước thất sát, bởi vậy gọi là thất sát. Không chỉ có vậy, tôi còn nghe người ta nói tổ sư khai phái của chúng ta đã ngưng kết nguyên đan siêu phẩm, thiên phú có một không hai so với những người cùng thế hệ. Kiếm thất sát làm bội kiếm của ông ấy, cũng không tầm thường như thế môn chủ cầm kiếm này thậm chí có thể giết chết người tu hành cảnh giới nguyên đan không để ý tới những lời bàn tán ẩm ý của đám học trò phía dưới ngón tay của trương kiếm luân nhẹ nhàng gảy một cái lên thân kiếm lập tức kiếm minh như rồng gầm chém trương kiếm luân khẽ quát một tiếng kiếm thất sát trong tay phát ra một đường kiếm khí chém xuống đường tuấn một thanh kiếm nát cũng dám chém tôi đường tuấn cười lạnh một tiếng anh tiện tay nhặt một cái nhánh cây lên cổ tay khẽ động đậy một đường kiếm khí tương tự bắn ra. Chín người chín chữ cổ dường như đã hàm chứa tất cả võ kỹ và đạo thuật, cũng hàm chứa cả kiếm thuật của thế gian. Chỉ dựa vào một nhánh cây đã muốn đối đầu với kiếm thất sát, quá đề cao bản thân rồi đấy. Giao đông thanh lắc đầu, có chút đáng tiếc, nói, vốn dĩ thấy thực lực của anh ta không tệ, còn muốn nhận làm người hầu. Đáng tiếc người này quá kiêu ngạo, đã định sẵn phải chết dưới kiếm thất sát. Nói xong, giao đông thanh đã không còn kiên nhẫn nhìn tiếp nữa quay người muốn rời khỏi nơi đó thiếu chủ người hầu nữ phía sau anh ta bỗng nhiên run giọng nói bước chân của giao đông thanh dừng lại quay đầu nhìn cơ thể của anh ta lập tức cứng đờ chỉ thấy hai đường kiếm khí va chạm trong không trung sau đó đồng thời biến mất không phân cao thấp kiếm khí mà đường tuấn dùng nhánh cây phát ra vậy mà không phân cao thấp với kiếm khí của kiếm thất sát ừng ực ừ. Giao Đông Thanh nuốt nước bọt. Dừng tay, hai vị có chuyện gì từ từ nói. Giao Đông Thanh sửng sốt một hồi, nhanh chóng đứng ra khuyên nhủ. Đã muộn rồi, đường Tuấn vứt bỏ nhánh cây. Không có anh đưa chân khí vào, nhánh cây lập tức vỡ thành bột phấn. Giao Đông Thanh không hiểu ý nghĩa trong câu nói này của đường Tuấn. Nhưng ngay sau đó anh ta đã hiểu rồi. Lạch cạch, chương 1519, anh là hữu yêu biến hình kiếm thất sát trong tay trương kiếm luân gãy thành hai đoạn ngay sau đó một vệt máu xuất hiện trên mặt của trương kiếm luân chảy từ ấn đường đến cằm giống như một cái trục trung tâm chia cắt ông ta thành hai nửa máu tươi không ngừng chảy ra thì ra không phải là không phân cao thấp vừa rồi trong lúc đánh nhau đường tuấn đã thắng rồi dùng một cái nhánh cây phát ra một đường kiếm khí không chỉ chém đứt kiếm thất sát của kiếm môn còn giết chết môn chủ trương kiếm luân tôi máu tươi chảy vào trong miệng Cảm nhận được mùi máu tươi, Trương Kiếm Luân mới ý thức được. Phịch, Trương Kiếm Luân quỳ xuống. "Sau khi tôi chết, xin anh Đường hãy tha cho các học trò của kiếm môn, để lại một chút kế thừa cho kiếm môn của tôi." Trương Kiếm Luân thành khẩn nói. "Được." Đường Tuấn nói. "Phùng Hưng, sau khi thầy chết, con làm môn chủ của kiếm môn. Từ nay về sau, anh Đường chính là chủ nhân của kiếm môn chúng ta. Mệnh lệnh của anh ta, bất kể là cái gì, cũng phải làm theo." trương kiếm luân nói với phùng hưng thầy ơi phùng hưng quỳ xuống nước mắt chảy xuôi con thề đi trương kiếm luân nhìn chằm chằm phùng hưng phùng hưng do dự con muốn hủy hoại kiếm môn sao trương kiếm luân cắn răng khiển trách được thưa thầy con xin thề phùng hưng nhìn đường tuấn thề với trời được đây mới là học trò ngoan của thầy nói xong hơi thở của trương kiếm luân tắt lịm chuyện này sự thay đổi này tới thực sự quá đột ngột sau khi trương kiếm luân chết đi rồi giao đông thanh vẫn có chút không dám tin một người tu hành nguyên đan tam phẩm cứ như vậy bị người khác dùng một cái nhánh cây giết chết nói ra không khỏi cảm thấy quá kinh người anh là hữu yêu biến hình nhìn giao đông thanh đường tuấn khẽ nhíu mày trầm giọng hỏi Xoạt, người hầu nữ phía sau lưng giao đông thanh chắn trước người anh ta ánh mắt cảnh giác nhìn trầm chằm đường tuấn a à, tuyết anh ta có thể dùng một kiếm giết chết trương kiếm luân chắc chắn đã ngưng tụ nguyên đan cô không phải là đối thủ của anh ta giao đông thanh đẩy người hầu nữ ra cười nói là tôi đã xem thường hậu thiên đạo thể rồi không ngờ rằng anh lại ghê gớm như thế anh không nhìn lầm tôi quả thật là yêu biến hình ông nội của tôi là đại thánh giao thức của biển đông lần này tôi tới đây là để bàn chuyện hợp tác với kiếm môn không ngờ rằng anh giết chết ông ta rồi tôi nghe nói anh cũng có một chút thế lực hay là chúng ta hợp tác anh thấy thế nào chương 1520 lấy mật rắn ngâm rượu. Ông nội của anh ta chính là Đại Thánh Giao Thức, nghe nói một thân pháp lực của ông ta vô cùng cao cường, được gọi là cảnh giới nguyên đan đệ nhất Việt Nam, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá. Một đám người nhìn giao đông thanh, sắc mặt đều thay đổi. Những thay đổi trong một năm qua còn nhiều hơn cả mấy trăm năm trước, không chỉ có người biết tu hành, ngay một số động vật cũng biết tu hành. Động vật tu luyện có thành tựu, được gọi yêu mà yêu tu luyện thành nguyên đan, lại được gọi là đại thánh. Mà đại thánh giao thức, thì là một người lớn mạnh nhất trong đại thánh yêu tộc. Ông nội của tôi là một trong những người mạnh nhất ở trái đất hiện nay. Chỉ cần anh hợp tác với bọn tôi, nói không chừng ông nội của tôi có thể chỉ dạy cho tu vi của anh. Mặc dù anh đã giết chết Trương Kiếm Luân, nhưng trong mắt ông nội của tôi, anh chẳng là gì cả. Giao Đông Thanh ngạo nghễ nói. Hừ, vậy anh là cái thá gì? một bàn tay của tôi đã có thể bóp chết anh. Đường Tuấn cười lạnh nhìn Giao Đông Thanh. Anh nói cái gì? Giao Đông Thanh trở nên u ám, quát. Đường Tuấn châm chọc nói, ông nội của anh là ông nội của anh, anh ở đây đắc ý cái gì? Có tin tôi dùng một bàn tay đánh chết anh hay không? Anh dám, người hầu nữ phía sau Giao Đông Thanh nhíu mày, nói anh dám đụng đến cậu chủ nhà tôi, ông chủ nhà tôi là đại thánh giao thức sẽ không tha cho anh. Cho dù anh là cảnh giới nguyên đan, cũng nhất định phải trả một cái giá nặng nề. Ôn ào, một tiếng hừ lạnh vang lên, đường Tuấn phất tay một cái, người hầu nữ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất. A à, tuyết, giao đông thanh đỡ lấy người hầu nữ, ánh mắt nhìn về phía đường Tuấn mang theo nỗi căm hận khắc vào xương cốt, chờ đến khi tôi vào cảnh giới nguyên đan, mối thù hôm nay nhất định phải tìm anh trả lại. Trở về nói cho ông nội của anh, tu hành thành thánh không dễ dàng, nếu như không an phận, tôi không ngại đến biển đông một chuyến, lấy mật rắn ngâm rượu. Giọng nói lạnh lùng của đường Tuấn vang lên. Trên đường từ châu U trở về Việt Nam, đường Tuấn cũng có chút hiểu biết về đại thánh giao thức ở biển đông. Vị đại thánh giao thức này là một con thuồng luồng tu hành có thành tựu, một năm trước sau khi trời đất thay đổi nó xuất hiện ở một khu vực biển nào đó ở biển đông, rời sông lấp biển, không biết bao nhiêu ngư dân và người tu hành chết trong tay của nó. Từ đó về sau, đại thánh giao thức đã chiếm cứ khu vực biển đó, không ít người và yêu đi đến đó đầu quân, là một thế lực không nhỏ. Lấy mật rắn ngâm rượu. Giao đông thanh nghiến răng nghiến lợi nói, được, tôi sẽ chuyển lời cho ông nội của tôi không sót một chữ, hy vọng đến lúc đó anh có thể chịu đựng nổi cái giá phải trả. Nói xong, giao đông thanh mang theo người hầu nữ quay người rời khỏi đó. Quản lý kiếm môn cho tốt, sau khi để lại một câu nói, đường Tuấn cũng rời khỏi. Vù vù. Audio điện tử võ tấn bền chương 1521 tôi thấy không được. Chờ sau khi hai nhóm người đều đi rồi, bọn người phùng hưng mới thở dài một hơi. Bất kể là đường Tuấn, hay là giao đông thanh, đều đem đến cho anh ta áp lực rất lớn. Lấy mật rắn của đại thánh giao thức ngâm rượu, nghe nói đại thánh giao thức có thủ nhất định sẽ trả, nếu như nghe thấy câu nói này, e sẽ ra tay giết người luôn ấy chứ. Nhưng mà thực lực của vị hậu thiên đạo thể này mạnh quá, nói không chừng thật sự có thể đánh nhau với đại thánh giao thức có người sau khi trầm ngâm một lát nói. Tôi thấy không được, nghe nói tu vi của đại thánh giao thức đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn, hơn nữa đã ngừng tụ yêu đan nhất phẩm. Tôi nghe nói tân kiếm thánh liễu mộc thanh của Hàn Quốc từng đi khiêu chiến với nó, kết quả là bị một cái đuôi của đại thánh giao thức quất bay đi mất. Một cái đuôi quất bay kiếm thánh liễu mộc thanh của Hàn Quốc. Đậu má, thực lực lớn mạnh quá đi thôi. Không phải nói liễu mộc thanh đã ngừng tụ nguyên đan bán siêu phẩm, hơn nữa có được thực lực của cảnh giới nguyên đan, có hy vọng trở thành đệ nhất kiếm thánh của châu Á hay sao? Nếu như là thật, vị đại thánh giao thức này rất có thể là một trong những người mạnh nhất của trái đất. Xem ra lần này hậu thiên đạo thể thật sự đã chọc phải một rắc rối lớn rồi. Một đám người bàn tán ẩm ý, đối với cuộc xung đột của Đường Tuấn và Giao Đông Thanh lần này đều thấy vô cùng không khả quan. Đáng ghét, Giao Đông Thanh và người hầu nữ bay về phía biển Đông, sắc mặt u ám đến nỗi dường như có thể chảy ra nước. Một năm qua, anh ta ỷ có ông nội là đại thánh giao thức chống lưng, ngay cả người tu hành cảnh giới nguyên đan như Trương Kiếm Luân cũng phải vô cùng cung kính với anh ta. Không ngờ rằng hôm nay lại bị người khác sỉ nhục như thế này, tất nhiên là phải kìm nén một bụng tức giận. Nếu không phải tôi vẫn chưa ngưng tụ nguyên đan, hôm nay tôi đã nuốt sống anh rồi." Giao Đông Thanh không cam lòng nói. "Cậu chủ, ngưng tụ nguyên đan nhất định không thể nóng vội. Đại thánh giao thức dùng thời gian lâu như vậy để bồi dưỡng anh chính là muốn để anh ngưng tụ nguyên đan nhất phẩm thậm chí là nguyên đan bán siêu phẩm vì để xây dựng một nền tảng vững chắc cho tu hành sau này người hầu nữ tên a tuyết khuyên nhủ nắm đấm của dao đông thanh siết chặt nói tôi biết nếu không phải là vì như vậy tôi đã đột phá cảnh giới nguyên đan từ lâu rồi yên tâm đi tôi nhất định sẽ ngưng tụ nguyên đan nhất phẩm thậm chí là bán siêu phẩm đến lúc đó rồi mới trả thù ừ chỉ cần cậu chủ thật sự ngưng tụ được loại nguyên đan có phẩm giai này hậu thiên đạo thể gì đó chắc chắn không phải là đối thủ của anh a à, tuyết nói giao đông thanh gật đầu đắc ý nói e là tên kia cũng đã ngưng tụ nguyên đan nhất phẩm nếu không cũng không thể nào dễ dàng giết chết trương kiếm luân như vậy nhưng mà giao long nhất tộc của tôi là rồng rắn hỗn huyết trong cùng một cảnh giới thực lực mạnh hơn con người gấp 5-6 lần nghiền nát một hậu thiên đạo thể cũng không là gì Khoảng thời gian trước kiếm thánh liễu mục thanh của Hàn Quốc khiêu chiến với ông nội của tôi, cuối cùng không phải cũng bị một cái đuôi của ông nội tôi quất cho bị thương nặng sao? Đúng rồi, có tin tức của ông nội tôi hay không? A à, Tuyết lắc đầu, nói tạm thời vẫn chưa có. Nghe nói ông chủ tìm được chỗ ẩn thân của người bên ngoài trái đất đến vào 2.000 năm trước, đang tiến hành thăm dò, muốn tìm ra phương pháp đột phá cảnh giới nguyên anh. Chương 1522, qua một thời gian nữa rồi hẳn đi vậy cảnh giới Nguyên Anh, Giao Đông Thanh lộ ra vẻ mặt khát khao, chỉ cần ông nội có thể đạt được cảnh giới Nguyên Anh, đến lúc đó ông chính là đệ nhất cao thủ của trái đất rồi. Hậu thiên đạo thể tiên thiên đạo thể gì đó, cũng không phải là đối thủ của tôi. Thủy Thanh Lam, anh đến trái đất bằng cách nào vậy? Trên đường bay về tỉnh Khánh Hòa, đường Tuấn đột nhiên hỏi. Cơ thể của Thủy Thanh Lam run lên, có chút sợ hãi nói, mượn một món pháp bảo là tinh không phi hành, bay gần một ngàn năm mới đến. Trên đường gặp rất nhiều nguy hiểm, may mắn là đã đột phá cảnh giới nguyên anh mới đến được trái đất. Pháp bảo tinh không phi hành, Đường Tuấn nhướng mày, nói: "Món pháp bảo đó bây giờ đang ở đâu?" Thủy Thanh Lam suy nghĩ một chút, nói: "Ở một nơi nào đó trên biển Đông, nếu như chủ nhân muốn, tôi có thể dẫn anh đi." Trong món pháp bảo đó, còn khắc ấn trải nghiệm tâm đắc của tôi khi đột phá nguyên anh, nhưng mà có lẽ chủ nhân không dùng đến. Đường Tuấn gật gật đầu, qua một thời gian nữa rồi hắn đi vậy. Nửa giờ sau, Đường Tuấn đã về đến tỉnh Khánh Hòa. Xe nhẹ đường quen mà đi tới bên ngoài cửa lớn của Hiệp hội Y học cổ truyền, vừa định đi vào thì bị hai người canh cửa đưa tay ngăn lại, không phải nhân viên của Hiệp hội Y học cổ truyền, nhất định phải có hẹn trước mới có thể đi vào hiệp hội. "Thưa anh, anh có giấy hẹn trước không?" "Hẹn trước?" Đường Tuấn nhướng mày, lắc đầu. "Vậy mời anh về đi." Đợi sau khi anh hẹn trước thành công rồi đến, hai người cười lạnh nói, hiệp hội y học cổ truyền không phải là nơi bất kỳ ai cũng có thể đến được. Đường Tuấn không khỏi có chút cạn lời, không ngờ rằng hiệp hội do mình sáng lập, bây giờ ngay cả cửa lớn còn không thể nào vào được. Đúng lúc này, một chiếc xe Porsche dừng ở cửa lớn của hiệp hội, một cậu ấm nhanh nhẹn đi tới. "Mau rời khỏi đây đi, không nhìn thấy phó hội trưởng của bọn tôi tới rồi sao?" Hai bảo an nói phó hội trưởng đường tuấn quay người nhìn thoáng qua không khỏi cười nói thì ra là cái tên vương tấn lợi này người vừa tới không phải là truyền nhân của trung y thế gia nhà họ vương vương tấn lợi sao lúc đầu khi mình thành lập hiệp hội y học cổ truyền vương tấn lợi còn nghe theo mệnh lệnh của ông cụ vương đi theo bên cạnh mình học tập y thuật không ngờ bây giờ đã trở thành phó hội trưởng rồi dám gọi thẳng tên của phó hội trưởng anh không muốn sống nữa à hai bảo vệ trầm giọng nói mà phía bên kia sau khi vương tấn lợi nhìn thấy đường tuấn rõ ràng đã sửng sốt một chút sau đó bước chân tăng tốc đi qua anh xong đời rồi chắc chắn là phó hội trưởng nghe thấy lời của anh nói tới dạy dỗ anh đó hai bảo vệ cười trên nỗi đau của người khác nói cái tên này cuối cùng anh cũng trở về rồi dưới cái nhìn chăm chú của hai tên bảo an vương tấn lợi nện lên vai của đường tuấn một đấm cười nói hội trưởng như anh chẳng xứng đáng với chức vụ gì cả chương 1523, anh vừa nói cái gì? Vương Tấn Lợi vừa nói xong, Lã Trí Cương đã tới. Anh vừa nói cái gì? Lã Trí Cương nhìn chằm chằm đường Tuấn, trong mắt bừng bừng lửa giận. Hừ, một năm còn chưa đột phá cảnh giới nguyên đan. Thiên phú của Lã Kiến Trung cũng chỉ có thể đến vậy. Đường Tuấn thản nhiên nói. Ngài Lã, vị này là. Vương Tấn lợi vội vàng giới thiệu. Tôi không cần biết anh ta là ai, dám nói như vậy về cha nuôi tôi chính là đáng chết. lã trí cương xoay người nhìn về phía lý ngọc mai nói cô lý hiệp hội y học cổ truyền các người sao lại có loại người ngung cuồng tự đại như vậy? nếu loại người này vẫn còn ở lại hiệp hội y học cổ truyền thì việc hợp tác của chúng ta không cần phải bàn thêm nữa. vốn tưởng rằng khi nói ra những lời này lý ngọc mai nhất định sẽ đổi đi tên nhãi danh không có mắt trước mặt bèn thuận tiện ra oai phô trương sức mạnh của mình. không nghĩ tới được lý ngọc mai lại cười nhạt một tiếng nói không hợp tác thì không hợp tác đi hiệp hội y học cổ truyền tôi cũng không thiếu đối tượng hợp tác cô lý cô nói cái gì lã trí cương khiếp sợ nói ngài lã bây giờ tôi đại diện cho hiệp hội y học cổ truyền nói cho anh biết hiệp hội y học cổ truyền chúng tôi từ chối hợp tác với anh anh có thể đi rồi lý ngọc mai có chút khinh thường nói dựa vào uy tín của hiệp hội y học cổ truyền bây giờ thật sự không thiếu một đối tác như lã trí cương được, Lã Trí Cương cực kỳ tức giận cười ngược lại, nhìn chằm chằm đường Tuấn nói, nếu hai người muốn bảo vệ anh ta, vậy tôi nói cũng vô dụng. Nhưng mà anh ta xúc phạm cha nuôi tôi, anh ta phải trả giá cho việc này. Vừa dứt lời, Lã Trí Cương tát một cái vào má đường Tuấn. Một trường nguyên khí dâng trào như thủy triều, lại giống như một kích sấm sét, có thể dễ dàng phá nát mọi cốt thép. Bốp, một tiếng vang lanh lành. A, à, Lã Trí Cương chỉ cảm thấy đau đớn trên mặt một dấu vết của bàn tay xuất hiện trên má của anh ta. Đường Tuấn đã tiến tới trước, hung hăng tắt anh ta một cái chí mạng. Anh, hai mắt của lã trí cương đỏ bừng nhìn đường Tuấn, giống như một con đã thú tràn đầy phẫn nộ. Đến lã kiến trung còn không dám nói chuyện với tôi như vậy, anh muốn chết sao? Đường Tuấn thu tay lại, cái loại biểu cảm tùy ý này thật giống như vừa rồi đánh một con chó mà không phải là một người tu hành cảnh giới thần hải. Hung tợn nhìn lướt qua ba người Lý Ngọc Mai một cái, lã trí cương cũng biết thực lực của đối phương so với mình mạnh hơn nhiều phần nghiến răng nói tôi sẽ nhớ kỹ các ngươi đối với tôi như vậy cũng đừng hối hận cút đi đường tuấn khoát tay áo lã trí cương cũng không có mặt mũi nào ở lại chỉ có thể mặt mày xám xịt mà rời đi đường tuấn anh như vậy tương đương với đánh vào mặt lã kiến trung ông ta sẽ không bỏ qua cho anh vương tấn lợi thở dài nói với lý ngọc mai ngọc mai cô luôn làm việc cẩn trọng Sao lại cùng anh ta làm bậy như vậy? Chương 1524, buổi tối tôi đi với cô. Lý Ngọc Mai cười nói, toàn bộ hiệp hội y học cổ truyền đều là của anh ta, anh ta muốn làm bậy, ta cũng chỉ có thể nguyện ý làm theo. Khi nói chuyện, Lý Ngọc Mai giận dữ nói, lần trước ở Châu U không nói lời tạm biệt, lần này lại làm cho hiệp hội y học cổ truyền tổn thất một khoản lớn việc làm ăn, làm cho nỗ lực của tôi đều uổng phí, anh định bồi thường cho tôi như thế nào đây? Lúc ấy sau khi đường Tuấn đột nhiên mất tích, nếu không phải tuyết hầu và chủ tớ của đường Tuấn vẫn còn liên lạc, Lý Ngọc Mai thiếu chút nữa đã sụp đổ. Đường Tuấn cười một tiếng, nói chuyện lần trước ở châu U chờ sau này tôi sẽ giải thích với cô. Ánh mắt lóe lên, đường Tuấn kiên quyết nói về phần hợp tác với Lã Kiến Trung, chỉ cần tôi mở miệng, đừng nói là Lã Kiến Trung, cho dù là nhà họ mã hay nhà họ tào ở Phú Quốc cũng sẽ tranh nhau hợp tác với chúng ta. Lý Ngọc Mai nghe vậy, không khỏi trợn tròn mắt khi nghe lời, lời này mà anh ta cũng thật sự dám nói ra. Vương Tấn Lợi lắc đầu, cười nói, nhà họ Mã ở đảo Phú Quốc là gia tộc lâu đời nhất, mà nhà họ Tào là siêu cấp gia tộc mới tấn công hai năm nay, luận thực lực tuy rằng không bằng nhà họ Mã, nhưng cũng tranh lệch không xa. Quan trọng hơn là, phía sau nhà họ Tào nghe nói có một vị thuật pháp đại sư ngay cả Lã Kiến Trung cũng kiêng kỵ. Hai nhà này có thể nói là hai gia tộc cường đại nhất Phú Quốc cho dù là nhà họ Hoàng phủ cũng không dám nói những lời này. Ngô ý chính là Đường Tuấn đang khoác lác. Vương Tấn Lợi nói mấy lời này rất tự nhiên, không có bất kỳ ý chọc ghẹo Đường Tuấn nào. Chủ yếu là nhà họ Mã ở đảo Phú Quốc và nhà họ Tào thật sự quá mạnh. Một bên là thế gia lâu đời có nội tình thâm hậu, một bên là nhà họ Tào có siêu cường thuật pháp đại sư che chở, bất luận cái nào cũng không phải hiệp hội y học cổ truyền hiện tại có thể so sánh. Cho nên khi Đường Tuấn nói ra những lời này. Vương Tấn Lợi chỉ cảm thấy buồn cười. Thật giống như có người nói hoàng đế muốn nịnh bợ ăn mày ven đường vậy, không ai tin được. "Tôi nghiêm túc đấy, theo như anh nói thì thuật pháp đại sư sau lưng nhà họ Tào trong miệng ngươi chính là tôi." Đường Tuấn có chút bất đắc dĩ nói, "Anh không thể tưởng tượng được lúc ấy mình ở Phú Quốc cho nhà họ Tào một cơ hội, trải qua một năm thời gian, nhà họ Tào cư nhiên thật sự phát triển thành nhà họ Mã thứ hai, thậm chí còn mạnh hơn." "Được rồi, Đường Tuấn Anh đùa giỡn cũng đủ rồi, bây giờ chúng ta nói đến chuyện chính. Vương Tấn Lợi lơ đáng. Lý Ngọc Mai cũng cười nói, không nghĩ tới anh so với trước kia lại hài hước hơn nhiều. Buổi tối Lã Kiến Trung Lã Đại Sư sẽ tham dự một yến hội, đến lúc đó tôi tự mình giải thích với ông ta một chút sẽ không có việc gì đâu. Hiệp hội y học cổ truyền bây giờ cũng không tùy tiện để người ta coi thường. Đường Tuấn vỗ vỗ chán, nhưng không giải thích thêm, nói với Lý Ngọc Mai, buổi tối tôi đi với cô. Lý Ngọc Mai gật đầu đồng ý. Ở hiệp hội y học cổ truyền nửa ngày, tiện thể hướng dẫn các kỹ năng chữa bệnh cho mấy người Vương Tấn Lợi. Bỏ qua tu vi hoàn mỹ của cảnh giới nguyên đan không nói, y thuật của Đường Tuấn bây giờ đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Vốn trong hiệp hội y học cổ truyền còn có mấy bệnh nhân mắc bệnh nan y, Đường Tuấn chỉ dùng một cây ngân châm, thậm chí ngay cả mạch cũng không cần sờ liền chữa khỏi. Chương 1525, thẩm nhất nam sao? ngoại trừ hướng dẫn kỹ thuật cho đám người vương tấn lợi đường tuấn còn hướng dẫn võ đạo cho hàn bảo long trải qua khoảng thời gian tu luyện sau đó tu vi của hàn bảo long đã đạt tới cảnh giới thần hải trung kỳ lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa huyền quan một thân kiếm khí tinh thần ngay cả đường tuấn cũng không thể không khen ngợi cho được tuy rằng tu vi của trương kiếm luân so với hàn bảo long cao hơn nhiều lần nhưng luận về chất lượng cùng độ tinh khiết của kiếm khí ngược lại so ra lại kém hàn bảo long một phần là do hàn bảo long có niềm đam mê nhất định với kiếm pháp nguyên nhân khác là công pháp võ công đường tuấn truyền thụ cho hàn bảo long là pháp môn luyện khí sĩ đứng đầu tôi sửa lại công pháp lúc trước dạy cho anh một chút đường tuấn đưa một quyển sách cho hàn bảo long trước kia truyền thụ cho hàn bảo long công pháp tuy rằng không tệ nhưng bây giờ nhãn giới của anh ta chỉ sợ nói là đứng đầu thế giới cũng không quá đáng liếc mắt một cái liền phát hiện công pháp rất nhiều chỗ không hợp lý bởi vậy nên đã sửa đổi một chút Hàn Bảo Long nhận lấy, nhìn thoáng qua liền sửng sốt. Âm ầm. 5 phút sau, chân khí Hàn Bảo Long khuấy động, phát ra tiếng vang tựa như thủy triều cuồn cuộn tới tấp, kiếm khí phóng lên cao, phá nát mây giữa không trung. Cảnh giới thần hải hậu kỳ, còn gọi là cực cảnh. Chỉ nhìn liếc qua, Hàn Bảo Long đã có đột phá. Đa tạ thầy, Hàn Bảo Long thu hồi sách vở, quỳ dạp xuống đất. Tuy rằng anh ta tu vi có hạn, nhưng cũng biết loại công pháp này chân quý cỡ nào. Có bản công pháp này, Hàn Bảo Long thậm chí có thể nắm chắc trong vòng nửa năm đột phá nguyên đan, ngừng tụ nhất đẳng nguyên đan. Được rồi, tu luyện cho tốt đi, Đường Tuấn thản nhiên nói. Anh cho Hàn Bảo Long bản công pháp này quả thực phi thường, đạt tới trình độ tu chân công pháp, chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện kiếm khí dựa vào rèn luyện thân thể chủ nhân. Hàn Bảo Long chỉ cần cứ theo đó mà rèn luyện là có thể ngưng tụ nhất phẩm nguyên đan, có xác suất rất lớn ngưng tụ siêu phẩm nguyên đan nghe danh kiếm thánh liễu mộc thanh của Hàn Quốc mấy lần, không biết kiếm pháp của anh ta thế nào. Đường Tuấn hơi nheo, làm cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hàn Bảo Long trầm ngâm một lát, nói tôi đã xem qua trận anh ta giao thủ trước kiếm thánh pháp vô cường của Hàn Quốc, chỉ dùng ba kiếm, liễu mộc thanh đã đánh bại pháp vô cường, hoàn thành trận chiến phong thánh. Nếu như tôi tu luyện ở các công pháp trước, ở cùng một mức độ tu vi, nó gần như là 50%. Trong mắt Hàn Bảo Long bỗng nhiên lóe lên một tia sắc bén, nhưng hiện tại tôi đã tu luyện công pháp này, dưới cảnh giới ngang hàng, đánh bại anh ta, một kiếm là đủ. Rất tốt, Đường Tuấn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, Liễu Mộc Thanh tu luyện công pháp nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp bậc luyện khí sĩ, mà Hàn Bảo Long công pháp hiện tại đã là cấp bậc tu chân, nếu là dưới cảnh giới ngang nhau còn không thể một kiếm đánh bại, mới là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi giải quyết xong vấn đề công pháp của Hàn Bảo Long, Đường Tuấn lập tức chuẩn bị cùng Lý Ngọc Mai tham gia dạ hội. Dạ hội lần này là do nhà họ thẩm dầu nhất tỉnh Khánh Hòa tổ chức, để hoan nghênh lã kiến chung đến. Bên trong một chiếc Mercedes, Lý Ngọc Mai và Đường Tuấn ngồi ở hàng ghế sau, tiện thể giới thiệu. Thẩm nhất nam sao, Đường Tuấn nói. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1526, đã lâu không gặp ngài đường. Lý Ngọc Mai lắc đầu, không phải, Hiện tại nhà họ Thẩm đã do con trai lớn của Thẩm Nhất Nam là Thẩm Trung đảm nhiệm, quả nhiên anh ta có thiên phú tu luyện không tồi, nửa năm trước ở Phú Quốc được Lã Kiến Trung thu nhận làm học trò. Cũng chính là bởi vì Lã Kiến Trung, Thẩm Trung mới có thể nhất cử đánh bại Thẩm Dương, trở thành người chủ nhân mới của nhà họ Thẩm. Thẩm Trung. Đường Tuấn khẽ gật đầu, anh có chút ấn tượng với người này, chỉnh chu hơn so với em trai Thẩm Dương của anh ta lại còn ưu tú hơn, xét về sâu xa cũng là một kẻ đa mưu túc trí xe dừng lại trước một khách sạn xa hoa đường tuấn và lý ngọc mai bước vào khách sạn cả hai đi về phía bọn họ các ngươi đến xin lỗi tôi sao tôi cảm thấy không cần thiết về việc hợp tác với công hội y học việt nam đến đây là kết thúc người tới chính là lã trí cương vẻ mặt anh ta cười lạnh nhìn đường tuấn và lý ngọc mai anh suy diễn nhiều rồi tránh ra đường tuấn khinh thường nói trong lúc nói chuyện một luồng năng lượng tựa như cánh tay vươn ra ngoài đẩy lã trí cương ra lã trí cương tự hào tu vi cảnh giới thần hải thế nhưng không có tác dụng gì với anh ở trước mặt sức mạnh của đường tuấn anh ta thật giống như một đứa nhỏ vừa mới tập đi không chịu nổi một kích đáng ghét lã trí cương nghiến răng nghiến lợi gọi một người trung niên mặc âu phục lã trí cương hỏi chú trần cha nuôi của con khi nào mới tới chú trần nhìn đồng thời nói cũng gần tới rồi nhưng lần này người phụ nữ nhà họ tào cũng đi cùng chú nói là tào thanh vân ánh mắt lã trí cương nóng ran lên. Bản thân Tào Thanh Vân vô cùng xinh đẹp, một năm nay Tào Thanh Vân nắm trong tay nhà họ Tào, sau lưng lại có cường giả làm chỗ dựa. Một nữ nhân như vậy, làm không biết bao nhiêu cậu ấm thế ra muốn nhúng chàm, lã trí cương cũng không ngoại lệ. Chú Trần gật đầu, ngoại trừ cô ấy còn có ai nữa? Nghe nói hình như là đến tỉnh Khánh Hòa gặp một vị đại nhân vật. Chẳng lẽ là thuật pháp đại sư sau lưng nhà họ Tào? Lã Trí Cương lộ vẻ khiếp sợ nói. Đối với thuật pháp đại sư sau lưng nhà họ Tào, ngay cả thầy anh cũng tự thẹn không sánh bằng. Vừa nghĩ đến những chuyện này, thần sắc lã trí cương nhất thời nghiêm túc, nếu có thể được vị thuật pháp đại sư kia chỉ điểm, nói không chừng tu vi của tôi cũng có thể tăng lên một tầng, đột phá cực cảnh. Chú Trần nói, nếu như thật sự có thể gặp được, đích thị là cơ duyên của anh. Chỉ là loại thần nhân này không biết có nguyện ý chỉ điểm cho anh hay không. Lã Trí Cương nói, chỉ cần có thể được người ấy chỉ điểm, tôi cho dù có làm trâu làm ngựa cũng được bên này lã trí cương và chú trần đang nghĩ làm thế nào để nịnh bợ vị thuật pháp đại sư kia mà bên kia đường tuấn cùng lý ngọc mai đã gặp được thẩm trung đã lâu không gặp ngài đường thẩm trung cười ha hả nhìn đường tuấn đường tuấn cũng nhìn thẩm trung lông mày thoáng nhíu thẩm trung hiện tại so với trước kia càng thêm trầm ổn chứng chạc hơn nữa trên người cũng có biến động chân khí rõ ràng đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ chương 1527, cô không sao chứ? Cô Lý, tôi có tin muốn nói cho cô biết, thẩm trung chỉ nhìn thoáng qua đường Tuấn, lập tức không chú ý nữa. Có lẽ trước kia đường Tuấn rất xuất chúng, có thể khiến cho anh ta coi trọng, nhưng hiện tại tiến vào thời đại tu hành, mọi người đều có thể tu hành, đường Tuấn tự nhiên không đặc biệt như trước kia nữa. Cô Lý, tôi vừa mới nhận được tin tức, Tào Thanh Vân cô chiêu nhà họ Tào ở Phú Quốc sẽ cùng lã đại sư tham dự dạ hội, có tiết lộ ý định muốn hợp tác với nhà họ Thẩm chúng tôi. Cô còn muốn kiên trì lập trường của cô, cự tuyệt hợp tác với nhà họ Thẩm chúng tôi sao?" Thẩm Trung đắc ý nhìn Lý Ngọc Mai. Nhà họ Tào nổi lên như diều gặp gió, đi cùng nhà họ Tào, nhà họ Thẩm cũng sẽ có sự phát triển rất lớn. "Tôi biết lo lắng của cô." Thẩm Trung cười nói, thực lực trước kia của ngài Đường đúng là làm cho người ta bội phục, nhưng hiện tại thực lực của ngài Đường có chút không đủ nhìn. Sau lưng nhà họ Mã có lá kiến chung sau lưng nhà họ Tào có thuật pháp đại sư, hiệp hội y học cổ truyền có chỗ dựa gì. Nghe nói buổi sáng ngày đường còn xảy ra xung đột với ngài lã, chuyện này thật sự có chút không sáng suốt nhỉ. Thẩm Trung nói đến đây, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cung kính, chuẩn bị rời đi, lã đại sư cùng cô Tào tới, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nhưng đây là những lời khuyên của tôi, tôi hy vọng cô có thể lắng nghe một chút. Nói xong, Thẩm Trung không lãng phí thời gian với hai người nữa, đi ra ngoài. Cô không sao chứ, Lý Ngọc Mai nắm lấy tay Đường Tuấn, đừng nghe hai tên này nói lung tung, anh vĩnh viễn là anh hùng trong lòng chúng tôi. Ừm, Đường Tuấn gật đầu. Hai người quay lưng về phía đám đông, thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cha nuôi, cô Tào, bên ngoài khách sạn, Lã Trí Cương cung kính hành lễ với hai người xuống xe. Hai người này lần lượt là Đại sư Thuật Pháp Phú Quốc Lã Kiến Trung và người nắm quyền nhà họ Tào Tào Thanh Vân lã kiến trung mặc một thân y bào màu trắng bạc rộng lớn không gió tự bay làm cho ông ta thoạt nhìn tựa như tiên nhân có thể thừa gió mà bay đi bất cứ lúc nào tào thanh vân mặc một thân lễ phục màu oải hương tuy rằng không quá lộng lẫy nhưng khí chất cũng không phải người bình thường có thể so sánh được nàng điều hành nhà họ tào hơn một năm bản thân ở vị trí cao tự nhiên liền sinh ra khí thế nếu có thể cưới được nữ nhân này đời này sẽ không sống uổng công ở đây không biết bao nhiêu nam nhân trong lòng âm thầm cảm thán. Lã Đại Sư, Cô Tào, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi. Thẩm Trung dẫn đường ở phía trước. Trí Cường, sao anh lại bị thương? Vừa đi, Lã Kiến Trung chú ý tới khí thức của Lã Trí Cường có chút trì trệ, rõ ràng bị thương, nhịn không được bèn hỏi. Cùng một tên nhãi danh tỉ thí một chút trong cảnh giới cực hạn, thua mấy chiêu. Lã Trí Cương nói. Lã Kiến Trung khẽ nhíu mày, nói chờ giả hội kết thúc, còn dẫn ta đi gặp người đó một chút. Biết Lã Kiến Trung muốn vì mình ra mặt, Lã chí Cương vội vàng đáp lại, cha nuôi, lần này mọi người tới là vì gặp vị thuật pháp đại sư kia sao? Lã Trí Cương lặng lẽ liếc mắt nhìn Tào Thanh Vân một cái, nhỏ giọng hỏi. Lã Kiến Trung gật đầu, tỉnh Khánh Hòa là nơi phát triển của người kia, chúng ta vừa vặn thừa dịp cơ hội này nhìn một chút. Nhân tiện, xem có thể gặp cậu ta lần nữa không? Trường 1528, tên này xong đời rồi lã kiến trung dừng lại một chút thở dài nặng nề nói một năm trước cậu ta chính là cường giả ở cảnh giới thần hải cực cảnh hiện tại mà nói cậu ta hẳn là đã bước vào cảnh giới nguyên đan tu vi so với hàn quốc kiếm thánh liễu mộc thanh chỉ mạnh hơn không có kém nếu mà có thể được cậu ta chỉ điểm một chút nói không chừng ta có thể rút ngắn thời gian tiến vào cảnh giới nguyên đan có thể so với liễu mộc thanh rút ngắn thời gian đột phá cảnh giới nguyên đan lã trí cương trợn tròn mắt dường như không thể tin những gì mình nghe được. Liễu Mộc Thanh chính là đệ nhất kiếm thánh ở Hàn Quốc hiện nay, trăm năm tới, có khả năng trở thành người tu hành mạnh nhất của đệ nhất kiếm khách châu Á. Hơn nữa chỉ điểm một chút là có thể rút ngắn thời gian lã kiến trung đột phá, cái này không khỏi có chút quá kinh người. Lã kiến trung trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, nói con chưa từng gặp qua cậu ta, vĩnh viễn không rõ cảnh giới của cậu ta. Lã trí cương thấy thế, ý niệm trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải được vị đại sư kia chỉ điểm. Một đám người đi vào bên trong, ánh mắt Lã Trí Cương bỗng nhiên đảo qua vị trí một bên dựa vào cửa sổ, trong lòng khẽ động, nói với Lã Kiến Trung, cha nuôi, con giới thiệu cho cha một người. Lúc nói chuyện, Lã Trí Cương nhìn về phía đường Tuấn và Lý Ngọc Mai đang đứng trước cửa sổ thưởng thức cảnh đêm, trong mắt mang theo một chút đắc ý. Ừ, Lã Kiến Trung khẽ nhíu mày, cũng nhìn qua. Đường Tuấn lúc này đưa lưng về phía anh ta, bởi vậy Lã Kiến Trung cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, ngược lại sắc mặt Tào Thanh Vân thay đổi một chút, nắm tay bỗng nhiên siết chặt. Cha nuôi, người này chính là người tu hành thần hải cực cảnh lúc trước đánh bại con. Lã Chí Cương có chút khó chịu nói, con vốn không muốn động thủ với anh ta. Nhưng người này lại dám xúc phạm cha nuôi, nói cha thiên phú kém, không có năng lực. Con nhịn không được mới động thủ với anh ta. Sứt lời Sắc mặt Lã Kiến Trung nhất thời có chút khó coi. Tên này lại dám đánh giá Lã Kiến Trung như vậy, muốn chết sao? Cậu ta coi mình là kiếm thánh Liễu Mộc Thanh của Hàn Quốc sao? Liễu Mộc Thanh tuy rằng so với Lã đại sư trẻ hơn, nhưng tu vi của anh ta lại vượt qua Lã đại sư. Đạt giả vi sư, Liễu Mộc Thanh nói Lữ đại sư như vậy còn nói được, tên này dựa vào cái gì dám nói như vậy? Tên này xong đời rồi. Đám người vây quanh xem liền trở nên náo nhiệt anh bạn trẻ này cậu nói vậy không sợ cắn vào lưỡi sao lã kiến trung nhíu mày nhìn bóng lưng trước mặt hư một tiếng nói tôi làm trưởng bối lúc nói chuyện với cậu cậu ít nhất cũng nên quay lại chứ bộ giáo này đối với người khác không phải là quá vô lễ rồi hay sao ngoặc kép ngài đường đừng tự phạm sai lầm anh xin lỗi lữ đại sư thành khẩn một chút tôi tin tưởng lữ đại sư sẽ không làm khó anh thẩm trung khuyên nhủ đồng thời anh cũng nói với tào thanh vân Cô Tào thứ lỗi, vị ngài đường này tuy là khách của tôi, nhưng cũng không quá thân với tôi, tôi hy vọng sẽ không bởi vì anh ta ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta. Tào Thanh Vân không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn bóng lưng kia, khóe mắt dần ướt. Lã Kiến Trung, xem ra thực lực của ông có chút tiến bộ, đến lá gan cũng to lên, ngay cả tôi mà ông cũng định giáo huấn sao. Âm thanh nhàn nhạt vang lên, còn mang theo một tia tức giận. Đồng thời, đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay lại chương 1529, có muốn dạy đời tôi nữa không? Lã kiến trung vốn còn muốn cãi lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia, cả người bỗng nhiên run rẩy. Nhóc con, đến nước này mà còn dám kêu căng vậy. Ôi, cha nuôi ơi, cha bị làm sao vậy? Lã trí cương gào to, anh ta nhìn thấy đường tuấn mà còn dám ăn nói vô lễ như thế. Nhưng vừa dứt lời thì anh thấy lã kiến trung run rẩy như thể ông đang bị giật kinh phong. Cha nuôi, tại thằng nhóc này làm cha tức quá phải không? Cha cứ ở yên đó, để con dạy cho cậu ta một bài học, chút giận cho cha. Lã Trí Cương tức giận nói. Bốp, bỗng một cái tát đánh, bốp, vào đầu Lã Trí Cương. Lã Trí Cương tức điên, nhìn lại mới thấy người vừa đánh mình là cha nuôi Lã Kiến Trung. Lã Trí Cương càng nổi giận đùng đùng mà không dám mắng lại cha, nên anh ta ấm ức nói, cha nuôi, cha đánh con làm gì? Con định chút giận cho cha mà. Mẹ kiếp, cha đâu cần mày chút giận cho cha, thằng khốn nạn, thấy nãy giờ mày làm ra cái tích sự gì cho cha chưa, còn dám dọa đánh ngài đường cơ à? Mày chán sống rồi à? Lã kiến Trung lại bồi thêm hai phát đánh, bốp, vào đầu lã trí cương, tiếng, bốp, rõ kêu, ông đánh chẳng hề nương tay tí nào. Lã trí cương vô duyên vô cớ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo sau lại khiến anh càng ngơ ngác hơn nữa. Sau khi lã kiến trung tát vào đầu anh ta vài cái, Ông khom lưng bước tới trước mặt cái tên khó ưa đó, rồi ông lại càng khom lưng xuống thấp hơn nữa, ông nói với giọng điệu rất kính trọng, "Lã Kiến Trung kính chào ngài Đường." Đường Tuấn nhìn ông cười chế giễu, "Có muốn dạy đời tôi nữa không?" Lã Kiến Trung toát mồ hôi lạnh, bèn nói ngay, "Ngài Đường đừng nói đùa nữa ạ." À. Lã Kiến Trung chắc chắn phải kính cẩn như thế, năm xưa khi còn ở trong Hàn cung, cứ hễ nói chuyện không vừa ý thì ngay cả con cháu đích tôn ở núi chứa chan mà Đường Tuấn cũng dám giết huống chi người bây giờ là ông đường tuấn im lặng không nói nữa lã kiến trung thậm chí còn không dám đứng thẳng người lên cha nuôi cha đang làm gì vậy cậu nhóc này nói cha vốn không thông minh chê cha không đủ năng lực mà lã trí cương sửng sốt một lúc anh nói với vẻ không tin được vào mắt mình ngài đường nói phải lắm vốn từ nhỏ tôi đã không thông minh lã kiến trung thở dài so với đường tuấn thì tài năng của ông thực sự rất kém qua đây quỳ xuống xin lỗi ngài đường, nếu không thì cha chẳng có đứa con nuôi nào như con. Lã kiến trung lạnh lùng nói, cha nuôi, cha bị làm sao vậy? Lã trí cương không cam lòng mà nói, cho dù cậu ta mạnh hơn cha, thì cha cũng đâu đến nỗi phải làm như vậy. Mày thì biết cái mô tê gì, sở dĩ cha có được thành tựu ngày hôm nay, đều là nhờ vào sự hướng dẫn chỉ dạy của ngài đường ngày xưa, Lã Kiến Trung nói. Tim Lã Trí Cương đập thình thịch, giờ này anh mới chợt hiểu ra, nói với giọng run run, chẳng lẽ cậu ta là vị đại sư thuật pháp nhà họ Tào? Thình thịch, chương 1530, Liễu Mộc Thanh sao? Lã Trí Cương quỳ xuống, lên tiếng nói giọng run run, là tôi có mắt không tròng, mong ngài đường tha thứ cho tôi. Lã Trí Cương vừa dứt lời, thẩm trung nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, anh thầm giống lên chắc chắn không phải. Làm sao mà anh ta là đại sư thuật pháp nhà họ Tào được? Anh liếc nhìn Tào Thanh Vân, chỉ thấy Tào Thanh Vân đã đứng trước mặt Đường Tuấn, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy trên má, Ôn Tồn nói chỉ cần người không sao là được. Đường Tuấn thầm thở dài, nhìn Tào Thanh Vân rồi gật đầu. Tào Thanh Vân lau nước mắt, rồi vẻ mặt cô lại trở nên nghiêm trang lạnh lùng, quay sang nhìn Thẩm Trung, cô nói: "Anh Thẩm, tôi quyết định hủy bỏ hợp tác với nhà họ Thẩm." Thẩm Trung sướng sờ, việc hợp tác với nhà họ Tào sẽ giúp anh thu về lợi nhuận hàng tỷ đồng số tiền đó cũng gần bằng lợi nhuận một năm của nhà họ thẩm rồi. Nói cách khác, một câu nói này của Tào Thanh Vân đã khiến nhà họ thẩm thiệt hại hàng tỷ đồng mỗi năm. Cô Tào, cô thật sự muốn vì anh ta mà hủy bỏ hợp tác với nhà họ thẩm chúng tôi sao? Thẩm Trung vẫn không cam lòng. Tào Thanh Vân nói, nếu khi nãy cậu nói giúp cho Đường Tuấn vài câu, thì bây giờ tôi sẽ ký ngay hợp đồng với anh. Nhưng thật đáng tiếc anh đã nhìn lầm người rồi. Cô nhìn Đường Tuấn, mắt cô ánh lên vẻ cảm động, ông nội tôi từng nói, mọi thứ trong nhà họ Tào đều thuộc về cậu ấy, bao gồm cả tôi. Sắc mặt thẩm trung bỗng trắng bệt, chẳng còn tí hy vọng nào. Đi thôi, Đường Tuấn cũng không thèm nhìn thẩm trung, anh đi cùng Lý Ngọc Mai ra ngoài. Tào Thanh Vân và hai cha con lã kiến trung cẩn thận theo sau anh ấy. Sau khi Đường Tuấn đi khỏi đó, không khí trong sảnh bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Mọi người xung quanh nhìn thẩm trung bằng ánh mắt thương hại anh muốn dẫm lên vị trí của đường Tuấn, nhưng không ngờ kết cục lại thành ra như vậy. Chết tiệt, anh ta làm sao lại là đại sư thuật pháp nhà họ tào được. Đôi mắt thẩm trung ánh lên sự căm phẫn và không cam lòng. Các người đến đây làm gì? Mới vừa ra khỏi khách sạn, đường Tuấn hỏi Lã Kiến Trung và Tào Thanh Vân. Lã Kiến Trung đáp, vài ngày nữa, kiếm sĩ của Hàn Quốc Liễu Mộc Thanh sẽ đến Việt Nam để thách đấu với nhiều môn phái võ thuật và các gia tộc quý tộc, tuy bề ngoài nói là trao đổi kiếm đạo, nhưng mà vì sợ sẽ gây ra bạo loạn, nên tin tức này chỉ được truyền tai trong giới tu tiên. Chắc có lẽ là anh vừa trở về, nên chưa hay. Liễu Mộc Thanh sao? Đường Tuấn lạnh lùng nói, một mình anh ta mà dám thách đấu kiếm pháp của toàn bộ người trong võ lâm Trung Quốc. Lã Kiến Trung cười khổ sở, nói không chừng Liễu Mộc Thanh làm như vậy cũng là vì anh. Năm xưa anh từng thách đấu y thuật với với Liễu Thiên Tuyết người Hàn Quốc, và Liễu Thiên Tuyết đã thất bại trong cuộc thách đấu đó. Nhưng sau đó, lúc vẫn còn chưa về nước thì liễu thiên tuyết đã chết một cách bí ẩn liễu mộc thanh cũng là một thành viên của gia đình họ liễu nói trắng ra thì anh ta là anh trai của liễu thiên tuyết anh ta tuy không có nhiều thành tựu về y thuật nhưng tài năng về kiếm đạo của anh ta thực sự xứng đáng với danh xưng là quái vật hơn một năm trước sức mạnh tu luyện của anh ta cũng chỉ mới đạt giai đoạn giữa của thần hải cảnh nhưng sau sự thay đổi lớn của đất trời vào một năm trước Liễu Mộc Thanh bỗng dưng thăng cấp một mạch mấy cảnh giới liền trong khoảng thời gian nhanh như chớp, cuối cùng anh ngưng tụ ra một viên bán nguyên đan siêu phẩm, mà viên nguyên đan này chỉ kém một chút so với nguyên đan siêu phẩm có tên là Kiếm Nguyên Đan trong truyền thuyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1531, đây là vị cao thủ kiếm sĩ nào đang luyện kiếm? Đường Tuấn chỉ cười mà không giải thích nhiều. Nếu đã như thế, tôi sẽ đến gặp Liễu Mộc Thanh. Đường Tuấn nói giọng anh nghe có vẻ tự tin. Ngài đường cũng sử dụng kiếm hay sao? Lã Kiến Trung nói, Liễu Mộc Thanh chỉ thách đấu với những người dùng kiếm, và chỉ chiến đấu với những người cùng cấp bậc tu luyện. Anh ta có vẻ rất thận trọng, Đường Tuấn nói, nhưng cũng không đến lượt tôi ra tay, mà nhân cơ hội này, tôi cứ để cho anh ta dạy dỗ các học trò của tôi. Cấp bậc tu luyện của Hàn Bảo Long đã đạt đến mức cực cảnh, với sự trợ giúp từ các bài công pháp của Đường Tuấn, thì không bao lâu cậu ấy sẽ có thể ngưng tụ nguyên đan. Tuy rằng cấp bậc thấp nhất chính là nguyên đan nhất phẩm, nhưng Đường Tuấn vẫn muốn cho đồ đệ thử đọ sức với nguyên đan siêu cấp có tên là kiến nguyên đan. Nếu Bảo Long có thể ngưng tụ kiếm nguyên đan, thì tương lai cậu ta có thể thế chỗ của tôi. Đường Tuấn thầm nghĩ, người sở hữu cấp bậc tu chân như Hàn Bảo Long, chắc chắn là người tu luyện có năng lực ngưng tụ ra kiếm nguyên đan nhất. Lã Kiến Trung hơi do dự, bèn hỏi, học trò của ngài đường đã tu luyện đạt đến cảnh giới nguyên đan rồi sao? cậu ta vừa mới đạt cực cảnh vài ngày trước, Đường Tuấn nói. Lã Kiến Trung nói, vậy thì tốt hơn hết ngài đường không nên thử. Kiếm pháp của Liễu Mộc Thanh quả thật rất khủng khiếp, anh ta thậm chí có thể giao đấu xuyên cảnh giới. Cho dù trong lúc giao đấu anh ta có thể khống chế cùng một sức mạnh tu luyện, nhưng chỉ với cấp độ cực cảnh vẫn không thể đối phó nổi, tôi e rằng anh ta chỉ cần vung một kiếm cũng có thể giết chết học trò của ngài lã kiến trung vẫn tiếp tục thầm nghĩ có lẽ ngay cả đường tuấn cũng chưa phải là đối thủ của liễu mộc thanh huống chi là đồ đệ của ngài ông không cần phải lo lắng về điều đó đường tuấn nói một đoàn người rất nhanh đã đến công đoàn y học cổ truyền ánh trăng như nước thủy ngân tỏa xuống khắp trời đất công đoàn y học cổ truyền có một quảng trường rất to lớn được dùng làm nơi đặt các phòng khám miễn phí thông thường lúc này trên quảng trường một người đàn ông đang luyện kiếm dưới ánh trăng kiếm khí kinh người hoành hành tàn sát bừa bãi, ngang dọc tứ phía. Xa xa cũng có thể cảm nhận được hào quang sắc bén. Đến nỗi khiến cho lã kiến trung và những người khác đều nổi cả da gà lên dày đặc. Người đi cùng kiếm, thân nhẹ huyền chuyển tựa ngỗng trời, người kiếm như một. Đây thật sự là cảnh giới của kiếm tâm. Lã kiến trung nhìn vào bóng người trên sân, lên tiếng nói, đây là vị cao thủ kiếm sĩ nào đang luyện kiếm. Bố già, thế nào là cảnh giới kiếm tâm? Lã Trí Cương hỏi. Sắc mặt của Lã Kiến Trung phảng phất một tia sáng, kinh hãi nói kiếm sĩ tu luyện kiếm pháp đến trình độ nhất định, sau khi lĩnh hội đầy đủ ý nghĩa sâu xa của kiếm pháp, khả năng cao sẽ lĩnh hội được kiếm tâm, muốn ngưng tụ được nguyên đan siêu cấp, trước tiên phải ngưng tụ được kiếm tâm. Tôi đã từng giao đấu với Liễu Mộc Thanh, anh ta vừa mới ngưng tụ được kiếm tâm, nhưng đáng tiếc là đã xuyên thủng nguyên đan khi khi anh ta đã ngưng tụ được kiếm tâm hoàn thiện, nhưng ngay cả khi kiếm tâm chưa hoàn thiện của anh ta, cũng đã cho phép anh ta ngưng tụ nguyên đan bán siêu cấp, anh ta chính là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất trên thế giới. Chương 1532, ông Đường, vị kiếm sĩ này là học trò của ông sao? Lã Kiến Trung càng nói càng vui mừng, thật không ngờ tôi lại có thể ở đây gặp được một kiếm sĩ cơ thể lĩnh hội được kiếm tâm, hơn nữa kiếm tâm của người này lại có vẻ tinh anh hơn là Liễu Mộc Thanh. Cuối cùng là vị bậc thầy kiếm sĩ nào đang luyện kiếm? Lã Kiến Trung vừa nói dứt lời xong, những người đang luyện kiếm trong sân cũng ngừng luyện tập. Quay người lại, đó là một thanh niên chạc tuổi đôi mươi. Còn trẻ như vậy, hơn nữa linh khí của cậu ta dường như vẫn chưa là cảnh giới nguyên đan." Lã Kiến Trung kinh ngạc nói. Nhìn thấy dung mạo của người kia và cảm nhận được linh khí có thể yếu hơn mình một chút, Lã Kiến Trung không còn giữ được bình tĩnh trong lòng được nữa. Nhìn thấy người thanh niên đó bước tới, Lã Kiến Trung chỉnh trang lại y phục một chút, "Chào người thanh niên." Nói kiếm thuật của anh quá siêu phàm, tôi đến tận bây giờ chỉ nhìn thấy hai lần. Một lần là trên kiếm sĩ Hàn Quốc Liễu Mộc Thanh, một lần nữa là từ anh. Qua thời gian, kiếm thuật của anh sẽ vượt qua Liễu Mộc Thanh. Vậy là kiếm đạo Việt Nam của tôi vẫn còn hy vọng rồi. Cô Lý, vị cao thủ kiếm thuật này là do công đoàn y học cổ truyền cô mời sao? Thật sự quá tuyệt vời rồi, không biết thầy của anh ấy là ai, có cơ hội tôi cũng muốn gặp một lần có thể dạy được một học trò như thế này, nhất định không phải là người thường." Lã Kiến Trung nói một cách rất nghiêm túc. Lý Ngọc Mai cứng họng một lúc và không biết phải giải thích như thế nào. May mắn thay, người thanh niên đó bước gần tới phía trước Đường Tuấn, cúi đầu chào, "Chào thầy." Người thanh niên luyện kiếm này chính là Hàn Bảo Long. "Con đã làm rất tốt." Đường Tuấn trong ánh mắt hiện lên sự hài lòng, anh không ngờ rằng mình chỉ dạy cho Hàn Bảo Long kỹ thuật Hàn Bảo Long có thể tự mình lĩnh hội được kiếm tâm trong một thời gian ngắn như vậy. Ơ, ờ, Lã Kiến Trung sững sờ, không dám tin vào cảnh trước mắt, lẩm bẩm nói, "Ông Đường, vị kiếm sĩ này là học trò của ông sao?" Đường Tuấn gật đầu. Lã Kiến Trung há hốc mồm miệng đến mức không biết phải nói gì nữa. Lã Kiến Trung cảm thấy khuôn mặt già nua của mình nóng bừng lên khi nghĩ đến những lời khen ngợi vừa rồi mà ông dành cho Hàn Bảo Long. Liễu Mộc Thanh khi còn trẻ e rằng không bằng người thanh niên này. Lã Kiến Trung nghĩ đến việc mình vừa nãy còn khuyên Đường Tuấn không nên để học trò của mình thi đấu với Liễu Mộc Thanh, trong lòng lại càng cảm thấy nực cười. Dù có lĩnh hội được kiếm tâm, nhưng cũng không được phép tự mãn. Đường Tuấn nói với Hàn Bảo Long. Hàn Bảo Long nên đi xuống. Có lẽ trước đây anh ta với Đường Tuấn là biết ơn rất nhiều, nhưng bây giờ sau khi hiểu được kiếm tâm, anh ta càng ngưỡng mộ biết ơn cao tựa núi. Lĩnh hội được kiếm tâm, anh ta chắc chắn có tài năng của riêng mình, nhưng mà kỹ thuật luyện tập cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Khi nào thì Liễu Mộc Thanh đến Việt Nam? Đường Tuấn hỏi. Trường 1533 kỷ lục kiểu này thật kinh khủng. Trong vòng 3 ngày nữa, học trò của ông ấy là Ngô Tùng đã đến tỉnh Thiên Hà rồi, Lã Kiến Trung nói. Tỉnh Thiên Hà, tôi cũng đã lâu rồi không đi đến đó, ánh mắt Đường Tuấn có vẻ hơi buồn. Nhà của Mộ Dung ở Thiên Hà, đã hơn một năm trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp lại Mộ Dung Lan, Thấy vậy, Lý Ngọc Mai trong lòng thở dài một hơi, thầm nói, vẫn là không ai có thể thay thế được vị trí của cô ấy. Cùng ngày, Đường Tuấn đưa Hàn Bảo Long đến tỉnh Thiên Hà. Còn Tào Thanh Vân và Lã Kiến Trung ở lại công đoàn y học cổ truyền cùng với Lý Ngọc Mai thảo luận về vấn đề hợp tác. Các bạn có nghe nói rằng, Ngô Tùng một học trò của kiếm sư Hàn Quốc Liễu Mộc Thanh đã đánh bại gần 10 bậc thầy kiếm thuật ở tỉnh Thiên Hà, trong số đó có cả ô thất tinh, kiếm thuật số 1 của Thiên Hà không? Kiếm pháp bảy bậc của ô thất tinh là không có đối thủ ở thiên hà, hơn nữa anh ta còn là một học viên cực hạt, ấy thế mà vẫn không phải là đối thủ của Ngô Tùng, chẳng lẽ thiên hà không có ai có thể ngăn cản được anh ta sao? Thiên hà đương nhiên vẫn có người có căn cơ tu luyện vượt qua Ngô Tùng. Nhưng Ngô Tùng đã nói rằng đó là một cuộc đấu kiếm. Mặc dù những người đó có tu vi cao, kiếm pháp trung bình thì vẫn không thể là đối thủ của Ngô Tùng. Ngô Tùng đã có được 5 phần chân truyền của Liễu Mộc Thanh, sau này anh ta có thể đảm nhận vị trí thánh kiếm. Chỉ đáng tiếc khi Việt Nam tôi không thể tìm được ai có thể thay thế được anh ấy sao? Ngô Tùng đã mạnh đến như vậy, vậy thì Liễu Mộc Thanh còn mạnh đến nhường nào? Khi Đường Tuấn và Hàn Bảo Long đến sân bay của Tỉnh Thiên Hà, họ đã nghe được gần như tất cả các tin tức từ Ngô Tùng và Liễu Mộc Thanh, nếu anh ta thật sự lợi hại, Liễu Mộc Thanh đã kiêu ngạo lâu như vậy, tại sao không ra tay thử thách anh ta? bây giờ ngay cả nữ nhân của mình cũng bị ngô tùng cướp đi anh ta còn mặt mũi nào nữa lúc này một vài lời đến được tai của đường tuấn gương mặt choáng váng một thần sắc tức giận tràn ra từ đường tuấn vẻ mặt của hàn bảo long có chút kinh ngạc thay đổi đến nhà mộ dung đường tuấn trịnh trọng nói bên ngoài nhà của mộ dung vô số xe hơi sang trọng đang đậu trong đó có rất nhiều xe của các thương hiệu ngoại thành mấy ngày nay ngô tùng thách đấu kiếm pháp của cả tỉnh thiên hà không phân thắng bại, không biết có bao nhiêu doanh nhân, công tử nhà giàu ngưỡng mộ kiếm sĩ trẻ tuổi này. trong phòng khách nhà của mộ dung, một người đàn ông với đôi mày kiếm đang ngồi trên ghế sofa với một nụ cười tô tét, tay vuốt thanh trường kiếm, có thể thấy ánh sáng của trường kiếm nhưng lại mang theo sát khí uy áp. cậu chủ ngô, đây là quà của phòng thương mại thiên hà chúng tôi. trước ghế sofa, một người đàn ông trung niên bụng bự cúi xuống, cung kính đưa một cái thẻ ngân hàng. người thanh niên đối diện không nhúc nhích mà người đàn ông trung niên cũng càng không dám nhúc nhích. Bởi vì người thanh niên này là Ngô Tùng, một đệ tử của kiếm sư Hàn Quốc Liễu Mộc Thanh, người đã thách đấu kiếm thuật cả tỉnh Thiên Hà, với một người, một kiếm trong nửa tháng qua. Anh ta đã thực hiện tổng cộng 13 lần lần thách đấu, kết quả là 8 người chết và 5 người bị thương. chương 1534, cô e rằng còn không biết kiếm tâm là gì. Ngô kiếm sư, trước kia ông muốn chúng tôi lắng nghe tin tức về đường Tuấn, hiện tại đã có chút manh mối rồi, nghe nói anh ta đã hơn một năm không xuất hiện, hơn nữa còn chưa trở về công đoàn y học cổ truyền Việt Nam. Người đàn ông trung niên nói tiếp, Ngô Tùng ánh mắt xíu cợt, xem ra cũng giống như tôi đoán, anh ta cũng tự biết mình cũng đã hết thời rồi, không dám lộ diện nữa cho đỡ mất mặt. Thật tiếc khi tôi không thể tự mình đánh bại anh ta. Ngô Kiếm Sư nói không sai, cho dù đường Tuấn lại xuất hiện, đừng nói đến Kiếm Sư Đại Nhân, ngay cả anh, cậu ta cũng không phải là đối thủ người đàn ông trung niên nói một cách chế nhạo ngô tùng gật nhẹ đầu rất đắc ý anh không phải đối thủ của anh ấy đúng lúc này một giọng nói vang lên người vừa nói là mộ dung lan cô ấy đã giảm rất nhiều cân và trông cô ấy không được tốt cho lắm khi nghe xong điều này ngô tùng mỉm cười đầy chế nhạo nói tôi không phải đối thủ anh ta nực cười thầy của tôi là kiếm sư liễu mộc thanh đệ nhất kiếm sĩ trong tương lai tôi đã đánh bại 13 bậc thầy kiếm thuật ở tỉnh Thiên Hà này trong vòng nửa tháng. Hơn nữa ta cũng đã lĩnh hội được kiếm tâm. Ngô Tùng nhìn mộ dung lan, đắc thắng nói, cô e rằng còn không biết kiếm tâm là gì. Hồi đó thầy của tôi ngưng tụ một nửa kiếm tâm, và ngưng tụ được một nửa nguyên đan bán siêu cấp, chừng chỉ cần 10 năm sau, tôi có thể hoàn toàn ngưng tụ kiếm pháp, đến lúc đó một khi ngưng tụ được những nguyên đan siêu cấp, bất cả chiến bại trong một cảnh giới. Năm đó, hậu thiên đạo thể là bất khả chiến bại trong cùng một cảnh giới, nhưng theo tôi thì nó chỉ là một trò đùa mà thôi, cô bây giờ còn tưởng rằng tôi không phải là đối thủ của anh ta sao? Ngô Tùng búng kiếm, thanh kiếm đột nhiên bắn ra tiếng rồng ngâm, nhiệt độ trong phòng dường như đã giảm xuống rất nhiều. Cô mộ dung, ngô kiếm sư quan tâm đến cô, đó là phúc phần của cô, đi theo ngô kiếm sư so với đi theo đường tuấn thì tốt hơn nhiều. Người đàn ông trung niên tỏ ra vẻ khinh thường nói, nếu không có anh ngô, chúng tôi sẽ không bao giờ bước chân vào ngưỡng cửa của một gia tộc nhỏ như mộ dung ra các cô. Cô đang đứng trong hào quang của ngô kiếm sư, nên đừng coi trọng bản thân mình quá. Hừ, dám động đến nữ nhân của chủ nhân, vượt qua tôi trước, đúng lúc này, một bóng người xông vào, hộ vệ mộ dung lan. Đó là một người đàn ông hơi gầy, mũi móc câu, mắt sắc lạnh, hơi thở phập phồng, đã đạt đến cực điểm đó là đường tuấn đã mang ra từ trong bồng lai bí cảnh một đại bàng cánh bạc giữa ba con quái vật được đưa ra sau thần nông giá đường tuấn yêu cầu anh ta đi theo mộ dung lan để bảo vệ cô phồng 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 vài người từ phòng thương mại tỉnh thiên hà tái mặt vì hơi thở của đôi cánh bạc và lùi lại vài bước mặc dù họ cũng đã tập luyện nhưng họ còn kém xa đối thủ của cánh bạc ngân thiên vài người nhìn về phía ngô tùng chẳng qua là quái vật biến hình ngô tùng liếc nhìn ngân thiên trong mắt lướt qua sát ý kinh người, thì thào nói, lần đầu tiên bước vào nhà của mộ dung, tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của mày, đường tuấn có thể làm mày khuất phục, anh ta khá là có năng lực, nhưng đáng tiếc vẫn nhìn không thấu. Ngân thiên khẹt mũi một tiếng, cùng một cấp độ cực hạn, tôi vẫn là quái vật biến thân, anh cho rằng anh so với tôi mạnh hơn sao. Ngô Tùng đứng dậy, cầm một thanh kiếm trong tay, mắt nhìn cao cao tại thượng, nói, dù mạnh đến đâu, nó vẫn sẽ là một con quái vật với cái đầu không văn minh. Làm sao có thể biết được sự rộng lớn và tinh xảo trong kiếm thuật của tôi? Chương 1535 Ngô Tùng không lừa dối bất cứ ai. Tôi đã đánh bại liên tiếp 13 người tại Thiên Hà, nhưng ai biết được tôi còn không có dùng nửa phần sức lực. Với thanh kiếm này hôm nay, tôi sẽ cho mọi người thấy được toàn bộ sức mạnh của tôi và cho cả thế giới thấy kiếm thuật của thầy tôi bí ẩn và vô song như thế nào. Giọng nói của Ngô Tùng như một vị thần, vang vọng từ vô số hướng. Khi nói đến chữ cuối cùng, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, kiếm quang hùng dũng, tựa như huyền phù thiên hà. Mặc dù kiếm thuyết này không mạnh bằng kiếm của Trương Kiếm Luân, nhưng quan niệm nghệ thuật và sự tinh tế của nó đã vượt qua rồi. Nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt của Ngân Thiên bỗng nhiên thay đổi. Ngô Tùng không lừa dối bất cứ ai, trong 13 trận đấu trước đó, anh ta thực sự chỉ sử dụng một nửa sức mạnh của mình, hoặc thậm chí ít hơn thế bởi vì thanh kiếm này mạnh hơn gấp đôi so với bất kỳ thanh kiếm nào trước đây của anh ta. Ngân thiên thân chỉ là một con đại bàng cánh bạc, tốc độ rất tốt, nhưng ở trước ánh kiếm này, nó lại chậm như một con ốc sên. Anh ta đang chuẩn bị di chuyển, kiếm quang đã rơi xuống. Thiên ngân chỉ có thời gian kịp để tránh sang một bên. Toàn bộ cánh tay phải của thiên ngân bị chặt đứt, cánh tay dày cộp ngã trên mặt đất, máu phun trên khắp mặt đất. A, à, cơn đau dữ dội lập tức xâm chiếm toàn thân, thiên ngân lúc này kêu lên. Mộ dung lan che miệng, trong mắt hiện lên vẻ một vẻ kinh hãi. Đối với những người từ phòng thương mại tỉnh Thiên Hà, họ sợ hãi đến mức hai chân trở nên yếu ớt và ngã xuống đất. Mặc dù ngô tùng một kiếm không nhắm vào họ, nhưng nó cũng gây ra áp chế tinh thần rất lớn đối với họ rồi. Giao. Sau một kiếm, ngô tùng rút kiếm ra, vẻ mặt vẫn như trước, không có một chút gì dao động như thể là vừa rồi anh ta không dùng kiếm vậy ngô tùng lắc đầu nhìn về phía thiên ngân thở dài cậu có thể nhận toàn bộ kiếm của tôi thực lực của cậu thật khá nhưng thật là đáng tiếc cậu chỉ có thể nhận một kiếm của tôi nếu tôi cho một kiếm nữa cậu chắc chắn sẽ chết cậu đi đi cậu không còn đủ tư cách để cho tôi động thủ ngô tùng xua tay mời sau đó nói tôi nghe nói rằng đường tuấn có mối quan hệ không rõ ràng với nữ chủ tịch của gia đình hoàng phủ còn có Lý Ngọc Mai của công đoàn y học cổ truyền cũng có quan hệ mập mờ. Hưm, sau khi thầy của tôi lật tẩy kiếm đạo của Việt Nam, tôi sẽ nhận họ làm người giúp việc. Đường Tuấn lại có thể làm gì được với tôi? Mộ Dung Lan nghiến răng nghiến lợi răng rắc, nhưng cô cũng thật sự bất lực. Suốt cuộc, Ngô Tùng thực sự quá lợi hại. Lạch cạch lạch cạch. Đúng lúc này, cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra. Hai thanh niên bước vào, một người vẫn trong tay cầm một thanh kiếm, người còn lại hai tay chống lưng, ung dung bước vào trong sân các người là ai các người không biết kiếm sư ngô đang ở đây sao còn không mau ra ngoài vài người từ phòng thương mại tỉnh thiên hà hét lên hai người dường như vờ không nghe thấy tiếp tục đi vào tay cầm kiếm của ngô tùng siết chặt chân mày khẽ cao lại vừa rồi anh không hề nghe thấy tiếng bước chân của hai người này đi vào chủ nhân người quay lại rồi khi thiên ngân và mộ dung lan nhìn thấy hai người hai mắt đồng thời sáng lên, kinh ngạc thốt lên. Audio điện tử võ tấn bền chương 1536 anh ta đang làm gì vậy? Anh là Đường Tuấn, ngô tùng hai mắt nhíu chặt, lạnh lùng nhìn bọn họ. Thanh niên chắp tay gật đầu nói, là ta. Hai người này chính là Đường Tuấn và Hàn Bảo Long. Anh vẫn còn sống, tốt lắm, ngô tùng sửng sốt một chút, hai mắt đột nhiên sáng ngời, đáy mắt sâu thẳm như có vô số kiếm quang đan vào nhau anh ta tiến lên một bước sắc bén nói tôi ngô tùng thách đấu với anh khi giọng nói vừa thoát ra một luồng khí sắc bén và không gì sánh được đột nhiên bay lên trời như thể nó đã hóa thành một thanh kiếm lấy thân hóa kiếm uy lực kiếm pháp của ngô kiếm sư có thể gia tăng gấp đôi một kiếm như vậy sợ là có thể so sánh được một trường của cảnh giới nguyên đan không hổ là thiên tài lĩnh ngộ kiếm cảnh giới tâm ý trong thương hội thiên hà cũng có người tinh tường lập tức nhận ra hành động của ngô tùng nhìn khí thức của đường tuấn dường như rất bình thường hẳn là còn chưa đột phá cảnh giới nguyên đan bộ dạng như vậy làm sao ngăn được một kiếm của ngô tùng nghe nói anh tỉ thí với người khác chỉ so về kiếm thuật đường tuấn hỏi ngô tùng lắc đầu nói anh có thể dùng chiêu thức tùy ý tôi chỉ dùng kiếm vừa rồi vị thủ hạ của anh chỉ nhận được một kiếm của tôi không biết anh có thể chịu được của tôi mấy kiếm Đường Tuấn cười cười, anh ra tay đi, nếu như tôi ra tay trước, anh sẽ không có cơ hội ra tay. Thật điên rồ, anh ta đây không phải là đang nói ngô tùng ngay cả một chiêu của anh ta cũng không ngăn được sao. Mặt mọi người liền đổi sắc. Ngô tùng lĩnh ngộ kiếm cảnh giới tâm ý, tương đương coi là vô địch cùng cảnh. Trừ khi người lĩnh ngộ hoàn chỉnh tâm kiếm có tồn tại, nhưng lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm tâm dưới cảnh giới nguyên đan giới, thật sự có loại thiên tài yêu nghiệt như vậy sao? Được rồi, tôi hy vọng là anh chưa bị điên. Vẻ mặt của Ngô Tùng nghiêm túc, trường kiếm trong tay phát ra một mảnh kim quang, bao phủ bốn phía không gian, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn tránh không thể tránh được. Chiêu này của Ngô Kiếm Sư như tạo một phong ấn, phong tỏa tất cả không gian, chỉ cần đối phương vừa lui, kiếm lực sẽ mạnh hơn ba phần. Đường lui là đường chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Kiếm lực sắc bén như vậy, đừng nói là cực cảnh, ngay cả cảnh giới nguyên đan cũng không nhất nhất dám khẳng định cửa kiếm môn chủ trương kiếm các chỉ sợ cũng không sử dụng được kiếm chiêu cường đạo như vậy. a à, anh ta đang làm gì vậy? Mọi người vốn nghị luận sôi nổi, bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên. Trương 1537 đáng tiếc vẫn như cũ không có bất kỳ tác dụng gì. Mọi người đều kinh hãi. Thổi một hơi phá kiếm chiêu, đây căn bản là chuyện chưa từng nghe nói qua. Trong thời đại thần thoại, đã có truyền thuyết về các tiên nhân thở ra khí tạo thành kiếm chẳng lẽ tu vi của người này so với thời đại tiên nhân thần thoại còn lợi hại hơn sao ngô tùng kinh hãi lùi lại sắc mặt nghi ngờ bất định nhìn đường tuấn tôi còn tưởng rằng học trò liễu mộc thanh lợi hại như thế nào không nghĩ tới chẳng qua chỉ là như thế tôi thổi một hơi liền phá kiếm khí của anh thật sự làm cho người ta thất vọng đường tuấn thở dài vẻ mặt có chút thất vọng anh dám xúc phạm tôi ngô tùng cắn răng đường tuấn trêu chọc nhìn anh ta đúng vậy tôi đang xúc phạm anh đấy. Anh một kiếm chặt đứt cánh tay Ngân Thiên, lại muốn thu nạp tiểu tuệ làm thị nữ nâng kiếm, chẳng lẽ không phải anh đang xúc phạm tôi đấy sao? Anh khó chịu tiếp tục động thủ, tôi đang đứng ở chỗ này cho anh chém. Hai tay hai chân bất động, xem anh có thể làm gì tôi. Đường Tuấn vô cùng kiêu ngạo nói, anh ta thật sự giơ hai tay lên, không có ý định đánh lại đối phương. Là anh muốn chết, Ngô Tùng rốt cuộc không nhịn được nữa. Anh ta lần thứ hai đánh ra một kiếm, kiếm quang hóa thành một mảnh rừng kiếm, kiếm khí lạnh lẽo. Rừng kiếm, đây là tuyệt chiêu thành danh của Liễu Mộc Thanh, nghe nói Liễu Mộc Thanh dùng chiêu này trọng thương một bậc thầy cao thủ cấp bậc đại thánh. Tôi không tin rằng anh vẫn có thể thở một hơi để phá vỡ nó. Đại thánh, chính là yêu thú cảnh giới nguyên đan. Hô, vừa dứt lời, chỉ thấy miệng đường Tuấn hơi phồng lên, nhẹ nhàng thổi một hơi. Rừng rậm kiếm tiêu biến không tung tích. Bốp bốp, mọi người chỉ cảm giác được hai má một trận đau đớn nóng bỏng một giây trước còn nói đường tuấn làm không được giây sau đường tuấn lại một hơi phá kiếm chiêu đây không phải là đánh vào mặt là gì a à, tôi không tin điều đó sắc mặt ngô tùng sầm xuống hai tay không ngừng lắc lư kiếm khí bàng bạc to lớn tung hoành trong sân đáng tiếc vẫn như cũ không có bất kỳ tác dụng gì đường tuấn vẫn nhẹ nhàng thổi một hơi vô số kiếm khí nhất thời tiêu tán liên tục 18 đạo kiếm khí qua đi, chân khí trong cơ thể Ngô Tùng gần như cạn kiệt, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, hơi thở hổn hển. Mà nhìn Đường Tuấn, vẫn là bộ dáng ngênh ngang thoải mái kia, 18 đạo kiếm khí ngay cả tóc anh ta cũng không bị đứt mất một sợi. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Nó giống như người khổng lồ đùa giỡn với con kiến dưới chân. Vừa rồi anh đối với tôi đã xuất ra 18 kiếm, đối với Ngân Thiên xuất ra một kiếm tổng cộng 19 kiếm. Hiện tại tôi chỉ xuất ra một kiếm, nếu anh có thể chịu được, tôi liền tha chết cho anh. Đường Tuấn thản nhiên nói. chương 1538, không cần ông ta tìm tôi. Vẫn là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy rằng rất tức giận, nhưng lần này mọi người lại thấy vô cùng rõ ràng. Một đạo bạch luyện từ trong miệng đường Tuấn phun ra, xuyên qua không chung, trong nháy mắt bắn vào mi tâm mô tùng. Một giọt máu tươi từ mi tâm ngô tùng chảy ra thổ khí thành kiếm ngô tùng kinh ngạc nói thì ra thần thoại và truyền thuyết là thật sư phụ của ta không thể làm điều đó nói xong ngô tùng nhìn đường tuấn bằng ánh mắt phức tạp có hối hận có không cam lòng đáng tiếc đều đã muộn phụt qua sinh lực cạn kiệt không có bất kỳ vật chống đỡ nào cả người ngô tùng ngã xuống đất cái này cái này mọi người trong thương hội tỉnh thiên hà hai chân run lên thanh âm run rẩy ngô kiếm sư đã chết một đám người chỉ vào đường tuấn quát lớn anh có biết mình đã làm gì không ngô kiếm sư chính là học trò liễu kiếm thánh kiếm thánh nổi giận anh có biết có bao nhiêu người vì vậy mà sẽ gặp phải tai họa hay không đường tuấn nhìn về phía người lên tiếng tôi không biết có bao nhiêu người sẽ gặp tai họa nhưng các anh nhất định sẽ gặp phải người của thương hội thiên hà đồng loạt giật mình một cái trong mắt toát ra sự sợ hãi người trước mắt chính là thổ khí thành kiếm giết ngô tùng mặc kệ có phải là đối thủ của liễu mộc thanh hay không đều không phải người bọn họ có thể chống lại phốc phốc suy suy đáng tiếc họ đã quá muộn để hiểu chỉ thấy ngón tay đường tuấn búng ngón tay liên tục mấy người thương hội tỉnh thiên hà đồng thời ngã xuống đất đám người này vừa rồi liên hợp lại bắt nạt mộ dung lan hiện tại đường tuấn làm sao có thể tha cho bọn họ trong nháy mắt trong phòng cũng chỉ còn lại bốn người đường tuấn mộ dung lan ngân thiên và hàn bảo long chủ nhân ngân thiên kính sợ nhìn đường tuấn một năm không gặp chủ nhân của anh ta thật sự đã đạt tới trình độ này đường tuấn nhặt cánh tay trên mặt đất lên nối vào cánh tay bị gãy của ngân thiên chân khí chỉ là một cây kim cánh tay gãy được nối lại cánh tay này trong vòng nửa tháng không thể dùng sức sau đó có thể khôi phục bình thường đường tuấn nói ngân thiên ngây người gật gật đầu anh biết rõ vừa rồi một kiếm của ngô tùng đã chặt đứt tất cả sinh lực cánh tay của anh ta không có bất kỳ khả năng khôi phục nào. Nhưng bây giờ Đường Tuấn chỉ dùng chân khí tái sinh cơ, loại cảm giác cốt nhục tương đồng này lại trở lại. Hít sâu một hơi, Ngân Thiên mới hơi khôi phục bình tĩnh, nói chủ nhân, bọn họ nói không sai, Liễu Mộc Thanh đích thị là đại địch. Nghe nói người này gặp được kỳ ngộ, ngừng tụ kiếm tâm, là thiên tài kiếm đạo vạn năm vừa xuất hiện. Anh giết Ngô Tùng, ông ta tuyệt đối sẽ tìm tới anh. Không cần ông ta tìm tôi, Đường Tuấn xua tay nói. Đường Tuấn lấy một tờ giấy còn loang lổ đầy vết mực, vừa định đặt bút, lại bỗng nhiên dừng lại. Trường 1539 mới có thể tu luyện ra kiếm pháp mạnh nhất. Quay đầu nhìn Hàn Bảo Long, hỏi, muốn giao thủ với ông ta sao? Chiến ý trong mắt Hàn Bảo Long dâng trào, gật đầu thật mạnh. Vậy anh viết, Đường Tuấn nói. Được, Hàn Bảo Long không khách khí, nhận lấy bút. Cầm bút như cầm kiếm, một lát sau, Hàn Bảo Long viết xong gấp tờ giấy lại, Đường Tuấn đưa giấy cho Thiên Ngân, nói, để anh đưa cho Liễu Mộc Thanh. Ngân Thiên tiếp nhận bức thư, lông mày khẽ nhíu lại, nói chủ nhân, anh xác định muốn hàn bảo Long tỉ thí với Liễu Mộc Thanh. Một năm nay Liễu Mộc Thanh tiếng tăm vang dội, bản thân cũng là cư sở tu vi cảnh giới nguyên đan, được coi là một trong thập đại kỳ thủ mạnh nhất châu Á. Thập đại kỳ thủ mạnh nhất châu Á, Đường Tuấn hỏi, vậy Liễu Mộc Thanh xếp hạng mấy? Từ tên có thể thấy, hẳn là bảng xếp hạng 10 người, người mạnh nhất châu Á. Ngân Thiên nói, xếp thứ sáu, xếp thứ nhất là Đại Thánh Giao Thức ở Biển Đông. Việt Nam chúng ta cũng có ba người tiến vào bảng xếp hạng này, theo thứ tự là Long Vương của Nghịch Lân, cửa chủ trương kiếm các của kiếm môn và lãnh chủ hoa tiểu nam của dân tộc mèo, lần lượt xếp thứ bảy, thứ tám và thứ 10. Những người khác đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á và các nước khác. Mười người này mỗi một người đều là cảnh giới nguyên đan cường giả, Đại Thánh Giao Thức nghe nói đã là đạt tới cấp độ của cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, một viên yêu đan không yếu hơn siêu phẩm nguyên đan bao nhiêu? Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi một chút, cười nói, không nghĩ tới Tiểu Nam bây giờ cũng lọt vào bảng xếp hạng này. Tuy nhiên anh cũng không cảm thấy quá bất ngờ, dù sao Hoa Tiểu Nam tu luyện công pháp cũng được anh chỉnh sửa một lần, đã đạt tới kỹ thuật luyện khí sĩ công pháp đỉnh cao, không yếu hơn tu chân công pháp bình thường. Nếu là như vậy còn không đột phá được nguyên đan, mới là bất hợp lý. Ngân Thiên lắc đầu, nói chủ nhân tuy rằng cô Hoa tiến vào bảng xếp hạng, nhưng chỉ xếp thứ 10. Trong mấy tháng này, không ngừng có những người muốn thách thức cô ấy để thay thế vị trí. Mặc dù thiên phú của Hàn Bảo Long tốt, nhưng dù sao Tu Vi không đủ, vẫn cần thời gian bồi dưỡng, hiện tại còn không phải là đối thủ của những đại kỳ thủ này. Tôi thấy lần tỉ thí này vẫn là do anh tự ra tay thì tốt hơn. Đường Tuấn nghiêm giọng nói, không cần, chỉ có chiến thắng ở trong nghịch cảnh mới có thể tu luyện ra kiếm pháp mạnh nhất được rồi nhưng đến lúc đó chủ nhân như anh phải ở bên cạnh canh chừng vất vả như vậy mới thu được một học trò không thể cứ để thế mà chết thấy không khuyên được đường tuấn ngân thiên đành phải nhắc nhở một chút đường tuấn gật đầu busan hàn quốc mặc dù thành phố này không phải là thủ đô của hàn quốc nhưng danh tiếng không hề thua kém seoul bởi vì kiếm thánh liễu mộc thanh quanh năm trấn thủ ở chỗ này mỗi ngày có biết bao nhiêu cao thủ võ thuật và pháp thuật vì danh tiếng này mà đến Điều này thúc đẩy kinh tế du lịch rất nhiều. Thậm chí, có người còn gọi Busan là thánh địa của võ đạo Hàn Quốc. Trong một ngôi biệt thự cổ kính, một nam một nữ đối diện nhau đang ngồi uống trà. Người nam đại khái khoảng 35 tuổi, làn da so với người con gái còn trắng nõn hơn, một tay vững chắc cầm tách trà, nước trong chén cũng không có chút sóng sánh nào. Người con gái so với nam nhân trẻ hơn mấy tuổi, dung mạo không tính là tuyệt sắc, nhưng trên hàng lông mày lộ ra khí chất của anh hùng. Chương 1540 Khương Oanh Vũ. Kiếm Thánh đại nhân, lần này đa tạ ngài chỉ điểm, tôi đã lĩnh ngộ rất nhiều, trong thời gian nhất định có thể lên một cấp độ cao hơn." Người con gái có chút hưng phấn nói, trong ánh mắt nhìn nam nhân mang theo vẻ sùng kính. Nàng tuy rằng cũng đột phá cảnh giới Nguyên Đan, thậm chí ngưng luyện ra Tam phẩm Kim Đan, được ca tụng là thiên tài. Nhưng ở trước mặt nam nhân này, những điều này đều không đáng nhắc tới, bởi vì nam nhân này là Kiếm Thánh Liễu Mộc Thanh có khả năng trở thành đệ nhất kiếm pháp đại sư châu Á, thần tượng của vô số người tu hành Hàn Quốc, càng là trụ cột của võ đạo giới Hàn Quốc. Liễu Mộc uống một ngụm trà, nói thiên khiếu của cô không tệ, bằng không cũng không có khả năng từ trong chỉ điểm của tôi lĩnh ngộ được điều gì. Đặt tách trà xuống bàn, Liễu Mộc thanh nghiêm giọng nói, giới võ đạo Hàn Quốc ta vẫn còn ở thế yếu. Trong 10 đại kỳ thủ hàng đầu châu Á, mặc dù tôi xếp thứ 6, ở phía trước ba người Việt Nam, nhưng trong top 10 người này Việt Nam lại có 3 người, mà Hàn Quốc chúng ta chỉ có một người và không có người kế thừa. Khương Oanh Vũ, cô đã từng nghĩ tới những điều này chưa? Khương Oanh Vũ, nếu có người trong giới võ đạo Hàn Quốc nghe được cái tên này, nhất định biết tới người này. Sau khi thời đại khắp nơi tu hành đến, vị tu hành thứ hai của Hàn Quốc đột phá đến cảnh giới Nguyên Đan. Ngoại trừ Liễu Mộc Thanh gia, vị trí thực lực cao nhất Hàn Quốc thuộc của nàng vẻ mặt của Khương Oanh Vũ nghiêm túc, trầm giọng nói tự nhiên đã nghĩ tới điều đó. Chờ tôi sau khi củng cố Tu Vi, sẽ đi tới Việt Nam, khiêu chiến hoa tiểu nam trong 10 đại kỳ thủ, kéo cô ta từ vị trí đó xuống. Mặc dù kinh tế của Việt Nam khá phát triển, nhưng mà luận võ đạo, Hàn Quốc tôi cũng không thua kém. Liễu Mộc Thanh gật đầu, khen ngợi cô có ý nghĩ này rất tốt. Trong 10 người, thực lực của Hoa Tiểu Nam là yếu nhất, lần này nếu cô có thể đem những thứ tôi dạy để mà lĩnh ngộ toàn bộ, đánh bại cô ta cũng không khó. Tôi lần này đi tới Việt Nam, nhất định có thể càn quét kiếm đạo giới của Việt Nam, làm cho võ đạo giới Việt Nam không gượng dậy nổi. Cho đến lúc đó thừa thắng sông lên, triệt để dẫm đạp đám người tu hành Việt Nam dưới chân. Tâm nghi liễu mộc thanh đột nhiên lóe lên khí thức sắc bén, trong lời nói mang theo sự tự tin vô cùng. Ừm, Khương Oanh vũ nặng nề gật đầu. Nghe nói học trò kiếm thánh đại sư là đã ngô tùng đến Việt Nam để khiêu chiến cao thủ trẻ tuổi, không biết tình hình thách đấu như thế nào. Khương Oanh Vũ bỗng nhiên hỏi. Liễu Mộc Thanh trên hiếm khi lại lộ ra thần sắc ngạo nghế, nói, hai ngày trước anh ta vừa truyền đến tin tức, nói đánh bại 13 vị kiếm pháp đại sư tỉnh Thiên Hà, còn nói không cần dùng đến một nửa sức lực. Hiện tại anh ta đang ở nhà của Mộ Dung, muốn đem người con gái hậu thiên đạo thể kia thu làm thị nữ nâng kiếm cho anh ta, mang về Hàn Quốc cái này khương oanh vũ nhíu nhíu mày nói bộ dáng như vậy có lẽ có chút không thích hợp hừ liễu mộc hừ lạnh một tiếng trong phòng nhất thời hiện ra kiếm quang lạnh lẽo có gì không thích hợp ngô tùng có đủ khả năng làm như vậy anh ta là học trò mà tôi coi trọng nhất lại lĩnh ngộ ra kiếm cảnh giới tâm ý đừng nói cướp một người con gái hậu thiên đạo thể cho dù đem về người con gái hoàng tộc cũng không có gì không thích hợp audio điện tử võ tấn bền chương 1541, Ngô Tùng bị người ta giết ở Việt Nam. Liễu Mộc Thanh lúc này mới gật gật đầu, có anh ta ở đây, tôi có người kế thừa. Trong 30 năm tới, kiếm đạo Hàn Quốc thăng trầm do tôi làm chủ, trăm năm sau chính là thiên hạ của Ngô Tùng. Thân thể Khương Oanh vỗ chấn động, cô ta không thể tưởng được Liễu Mộc Thanh lại có đánh giá phi phàm như vậy đối với Ngô Tùng. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân rồn rập. Liễu Mộc Trắng mày nhíu lại, nói, hẳn là tin tức Ngô Tùng truyền đến, không biết lần này anh ta lại đánh bại vị kiếm pháp đại sư nào của Việt Nam. Lần trước đánh bại Thiên Hà đệ nhất kiếm ô thất tinh, tôi còn phá lệ uống nửa vò rượu. Khương Oanh Vũ, đợi lát nữa ở lại, cùng tôi uống hai chén. Khương Oanh Vũ gật đầu đồng ý. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người đàn ông trung niên mặc trang phục kiếm đạo Hàn Quốc đi vào, trên tay cầm một phong thư, khẽ run rẩy, sắc mặt có chút trắng bệch. Sư đệ làm sao vậy? Liễu Mộc Thanh nhìn thấy người tới, lông mày nhíu càng sâu, có chút khiển trách, đệ đã ở cực cảnh gần 10 năm, biết vì sao còn chưa đột phá không? Đó là bởi vì tâm tính của đệ không ổn định, một điều nhỏ có thể làm hỏng tâm trạng của đệ. Người đàn ông trung niên cúi đầu nói, sư huynh chỉ giáo đúng. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Mộc Thanh nhẹ nhớn mày, rót cho mình một chén trà. Sư huynh, Ngô Tùng đã chết, người đàn ông trung niên nói, Ồ, nước trong chén trà tràn ra, Liễu Mộc Thanh cũng không nhận ra. Giây tiếp theo, một giọng nói khủng khiếp vang lên, để nói gì? Trong căn phòng nhỏ, sinh ra vô số kiếm khí mỏng mảnh. Kiếm khí tung hoành, sàn nhà, bàn, cửa sổ đều bị cắt đứt. Ra 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 ra, người đàn ông trung niên lùi liên tục vài bước, để lại vết máu trên thất khiếu. Ngay cả Khương Oanh vỗ sắc mặt cũng trắng bệch. Uy lực tức giận của kiếm thánh, kinh khủng như vậy. Ngô Tùng bị người ta giết ở Việt Nam, người đàn ông trung niên cắn răng chống đỡ, khó khăn nói. Hô! Liễu Mộc Thanh nặng nề thở ra một hơi, sắc mặt vẫn u ám như cũ, nhưng khí tức cuồng bạo trong phòng đã tiêu tán. Ai giết? Liễu Mộc Thanh ngồi xuống, thanh âm đè nén, như thể một ngọn núi lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Là hậu thiên đạo thể đường Tuấn, Ngô Tùng động thủ ở nhà mộ dung, bị một chiêu của đường Tuấn đánh chết. Một chiêu đánh chết, sắc mặt Liễu Mộc Thanh không khỏi có chút khó coi. Lúc trước anh ta còn khoe khoang học trò của mình trên trời dưới đất, giờ lại bị một chiêu đánh chết, hai má cảm giác nóng bừng. Vâng, nghe nói Ngô Tùng tổng cộng xuất ra 18 kiếm với Đường Tuấn, mỗi lần Đường Tuấn đều chỉ thổi một hơi liền hóa giải. Cuối cùng, Đường Tuấn thổi ra một hơi, một đạo kiếm khí xuyên qua mi tâm Ngô Tùng. Người đàn ông trung niên run rẩy nói. Chương 1542, Kiếm Thánh đại nhân định tính toán làm như thế nào? Thổ khí thành kiếm, khương oanh vô thất thanh, theo bản năng nhìn về phía Liễu Mộc Thanh. Đây chính là cách thức trong truyền thuyết thần thoại, chỉ sợ ngay cả Liễu Mộc Thanh cũng chưa chắc có thể thi triển ra. Thổ khí thành kiếm là tốt, xem ra tu vi kiếm đạo của anh ta sẽ không thua kém ta, khó trách có thể giết Ngô Tùng. Nhưng mà học trò Liễu Mộc Thanh tôi không thể chết vô ích, để thay tôi đi viết chiến thư, nói luôn rằng tôi muốn cùng anh ta quyết đầu sinh tử một trận. Tôi muốn dùng Máu Hậu Thiên Đạo thể để bắt đầu hành trình chinh phục của tôi ở Việt Nam." Sắc mặt Liễu Mộc Thanh nghiêm trọng. Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ ngượng ngùng, nói: "Sư huynh, anh ta đã gửi thư khiêu chiến cho huynh rồi." Trong khi nói chuyện, ông đưa cho Mộc Thanh phong bì trong tay của mình. Liễu Mộc Thanh ngẩn ra, nắm lấy khoảng không giữa hai lòng bàn tay, phong thư rơi vào lòng bàn tay anh ta. Phong bì bị xé ra, để lộ một tờ giấy trắng bên trong. Liễu Mộc Thanh chỉ nhìn thoáng qua một chút, cười lạnh nói, chỉ chút tu vi này, cũng dám khiêu chiến tôi. Khương Oanh Vũ nhắc nhở, kiếm thánh đại nhân, vẫn phải cẩn thận một chút. Nếu hậu thiên đạo thể có khả năng thi triển thổ khí thành kiếm, kiếm đạo tu vi khẳng định 10 phần tinh thông, người không nên khinh thường. Liễu Mộc Thanh đưa giấy trắng trong tay cho Khương Oanh Vũ, chế nhạo nói, sơ suất. Chỉ chút tu vi này, cho dù tôi chỉ dùng một tay cũng có thể dễ dàng chém chết anh ta. Khương Oanh Vũ không rõ nguyên nhân, cầm lấy tờ giấy trắng, chỉ thấy trên giấy trắng viết mấy chữ: Ba ngày sau, chiến đấu ở núi Châu Thới. Mấy chữ đơn giản, nhưng Khương Oanh Vũ lại cảm giác được một luồng kiếm khí lẫm liệt đi tới trước mặt. "Đây, đây là kiếm tâm chi cảnh." Khương Oanh Vũ thất thanh. Tuy rằng cô ta không tu luyện kiếm đạo, nhưng võ đạo tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đều là nhất pháp thông vạn pháp thông. Bởi vậy lập tức nhận ra hàm ý mấy chữ trên giấy mang theo kiếm tâm cảnh có thể đem ý cảnh vào thư pháp, nhất định là lĩnh ngộ được hoàn chỉnh kiếm tâm. Không sai, đích thật là kiếm tâm chi cảnh. Liễu Mộc Thanh nhịn không được chế diễu nói, đáng tiếc loại kiếm tâm này quá yếu ớt, phỏng trừng vừa mới lĩnh ngộ không quá 10 ngày, hơn nữa vị hậu thiên đạo thể tu vi này một năm qua không có chút tịnh tiến nào. Một năm trước anh ta chính là cực cảnh, một năm sau còn là cực cảnh, tại thời đại tu hành này, nếu như không có một chút tiến bộ nào, căn bản chỉ là phế vật. Liễu Mộc Thanh không hổ là kiếm thánh, chỉ liếc mắt một cái đã nói rõ tu vi và cảnh giới của người viết chữ, đáng tiếc anh không đoán được người viết chữ cũng không phải Đường Tuấn. Ừm, Khương Oanh vũ cảm ứng một chút, phát hiện quả nhiên giống như Liễu Mộc Thanh nói. Trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cho dù đối phương lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh, nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi cực cảnh, cho dù như thế nào cũng không phải là đối thủ của Liễu Mộc Thanh. Kiếm thánh đại nhân định tính toán làm như thế nào? Khương Oanh vũ hỏi, Đương nhiên là tôi đồng ý anh ta." Liễu Mộc Thanh chắp tay sau lưng, nói, "Người này với chút tu vi này tuyệt đối không làm được thổ khí thành kiếm, nói vậy là phải dùng thủ đoạn đặc biệt gì mới giết được Mô Tùng. Dựa vào loại thủ đoạn không tầm thường này liền dám khiêu chiến tôi, quả thực là không biết xấu hổ." Chương 1543 anh ta giết chết học trò của Liễu Mộc Thanh. Giới võ đạo Việt Nam và Hàn Quốc chấn động. Trong một căn cứ bí mật ở Nghịch Luân, Long Vương Khoanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng mũi hơi hé mở, sinh khí trời đất tỏa thành một luồng chân khí nhàn nhạt, nhạt chui vào trong huyệt đạo quanh người ông ta, làm cho khí thức của ông ta không ngừng gia tăng. Không nghĩ tới tôi từ trong di tích biển đông lại có thể tìm ra công pháp thần kỳ như vậy, không chỉ để cho tôi đột phá cảnh giới nguyên đan, còn ngưng luyện tam phẩm kim đan. Một lúc lâu sau, Long Vương bỗng nhiên mở mắt ra, sâu trong mắt hiện ra vài tầng mây dày. Lúc ấy ngoại trừ tôi ra, còn có liễu mộc thanh cũng tiến vào trong di tích kia chỉ là tên kia vận khí thật sự tốt, tuyệt nhiên còn thăm dò được sâu hơn tôi. Hừ, nếu không phải từ trong di tích có thu hoạch lớn, liễu mộc thanh ông ta dựa vào cái gì mà trở thành kiếm thánh? Hiện giờ nghiễm nhiên còn muốn một mình khiêu chiến võ đạo giới Việt Nam tôi, đáng ghét. Long Vương có chút không cam lòng nói. Mặc dù cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng Long Vương lại không thể làm gì được. Dù sao thực lực của Liễu Mộc Thanh thực sự rất mạnh, trong top 10 kỳ thủ hàng đầu châu Á thứ hạng còn cao hơn ông ta nếu tên kia ở đây trong đầu long vương không khỏi hiện ra một đạo thân ảnh ông ta cười khổ lắc đầu nói là ta suy nghĩ quá nhiều từ sau lần núi công xanh đó anh ta đã hơn một năm không lộ diện cho dù thật sự xuất hiện dựa vào tam đảng nguyên đan xám thì có thể phát huy tác dụng gì năm đó ta khuyên anh ta anh ta không nghe thật tiếc một hạt giống tốt ai đây chẳng lẽ việt nam ta thật sự không ai có thể chiến thắng liễu mộc thanh sao Long Vương khuôn mặt sầu khổ vạn phần. Nếu võ đạo giới Việt Nam thật sự bị Liễu Mộc Thanh một kiếm lật đổ, vậy đối với võ đạo giới Việt Nam sẽ là một đả kích vô cùng nặng nề, là sỉ nhục lớn nhất, từ nay về sau đều sẽ thua kém người khác. Long Vương, đúng lúc này, có một giọng nói vô cùng khẩn trương vang lên ở bên ngoài. Vào đi, Long Vương dân bình phục tâm tình. Một cô gái bước vào, rõ ràng là thanh minh. Lúc này vị thiên tri kiêu nữ nghịch luân này tu vi đã đạt tới trình độ cực cảnh, Khí tức vô cùng mạnh mẽ. "Chuyện gì?" Long Vương bình tĩnh nói, "Chẳng lẽ Liễu Mộc Thanh có động tĩnh gì sao?" Sắc mặt Thanh Minh có chút mất tự nhiên, nói, "Long Vương, Đường Tuấn đã trở lại." "Cái gì?" Long Vương đột ngột đứng dậy. Ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Thanh Minh càng làm cho Long Vương khiếp sợ. "Anh ta giết chết học trò của Liễu Mộc Thanh Mô Tùng, hơn nữa còn chủ động khiêu chiến Liễu Mộc Thanh." Khiêu chiến Liễu Mộc Thanh? gương mặt Long Vương run lên một chút, do dự nói: Liễu Mộc Thanh kia đáp ứng sao? Đồng ý. Ba ngày sau ở núi Châu Thời Quyết sinh tử. Thanh Minh nói: Hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Anh ta đối với Liễu Mộc Thanh là cái gì? Anh ta có nghĩ đây là bây giờ hay một năm trước không? Long Vương phất ống tay áo lên, trên mặt như bao trùm một tầng sương mỏng. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Long Vương hỏi. Ở nhà mộ dung. Thanh Minh nói chương 1544 đối với anh ta mà nói chỉ là một người xa lạ. Cùng lúc đó, tin tức tương tự cũng truyền đến núi Yên Tử. Bên ngoài đại sảnh trên đỉnh núi Yên Tử, Trương tính Hòa mặc một thân áo choàng thiền sư rộng lớn, đối diện với những ngọn núi bị biển mây trùng trùng điệp điệp che lấp, gió núi mạnh mẽ khuấy động ống tay áo của anh ta, làm cho anh ta thoạt nhìn giống như tiên nhân tùy ý có thể thừa gió mà đi. Phía sau anh ta là triệu trưởng lão núi Yên Tử, trưởng quản tình báo trưởng giáo, còn có một chuyện, là về hậu thiên đạo thể đường Tuấn. Triệu trưởng lão cúi người, vừa cung kính mang theo vài phần sợ hãi cùng đề phòng. Mặc dù ông ta là võ giả cực cảnh lại là trưởng quản nguồn tình báo của núi Yên Tử, nhưng ở trước mặt vị trưởng giáo bọn họ không là gì. Bởi vì vị trưởng giáo này của bọn họ trước đó không lâu đã đột phá cảnh giới nguyên đan, thành công ngưng tụ nguyên đan. Trương Tĩnh Hòa vừa mới bắt đầu tiếp nhận núi Yên Tử, không ít trưởng lão xem thường anh ta tuổi còn trẻ không hiểu chuyện liền bên ngoài cung phụng bên trong bất mãn. Nhưng sau đó những trưởng lão này hoặc là bị mất tích rất kỳ lạ, hoặc là tự động từ chức vị trí trưởng lão. Nếu nói trong chuyện này không dính dáng đến vị giáo chủ mới, triệu trưởng lão đánh chết cũng không tin. Nói đi, hững lại một lát, Trương Tĩnh Hòa bình tĩnh nói, cứ như thể đường tuấn đối với anh ta mà nói chỉ là một người xa lạ. Cả người triệu trưởng lão run lên từng chút một, vừa rồi ông ta rõ ràng cảm giác được lúc nhắc tới cái tên, Đường Tuấn, trên người Trương Tĩnh Hòa bất giác tỏa ra một cỗ sát khí. Xét về thực lực tu vi, e rằng giáo chủ cũng không yếu hơn người kỳ thủ mạnh nhất châu Á. Triệu trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ông ta cũng không dám trì hoãn, vội vàng nói ra tin tình báo về Đường Tuấn. Khiêu chiến liễu Mộc Thanh, Trương Tĩnh Hòa khẽ cười nói, anh ta quả nhiên là người không biết sợ. Nguyên đan tam đẳng, lại dám khiêu chiến Liễu Mộc Thanh, quả thực khiến người ta bật cười. Giáo chủ, lần này Liễu Mộc Thanh sẽ tới Việt Nam khiêu chiến võ đạo giới. Nếu anh ta tìm tới núi Yên Tử, người giao thủ với anh ta, có vài phần thắng. Triệu trưởng lão hỏi, vấn đề này không chỉ có anh ta, mà ngay cả các trưởng lão khác của núi Yên Tử cũng rất muốn biết. Hiện tại tôi hai phần anh ta 8 phần, nếu qua 10 năm nữa, sẽ là 50 đến 50. Trong 20 năm nữa, tôi có thể đánh bại anh ta chỉ bằng một chiêu trương tĩnh hòa thản nhiên nói một chiêu đánh bại bán siêu phẩm cảnh giới nguyên đan giáo chủ chẳng lẽ cũng ngưng luyện siêu phẩm nguyên đan sao triệu trưởng lão trong lòng cả kinh thầm nghĩ được rồi trừ khi ông muốn chết còn lại không cần phải quan tâm đến anh ta mấy ngày nay tạ phù diệu có động tính gì không trương tĩnh hòa hỏi triệu trưởng lão lắc đầu nói không có từ một năm dưới trước khi trần tùng ân chết anh ta vẫn không đi ra khỏi tòa đạo quan kia nửa bước, sinh hoạt hàng ngày chính là quét dọn đạo quan, nhổ cỏ cho một phần, tu vi không có nửa phần tiến bộ. Hừ, như vậy là tốt nhất, chờ sau khi đường tuấn chết, đem tin tức này nói cho anh ta biết. Xem anh ta có thể phá vỡ lời thề của mình hay không. Trương Tĩnh Hòa nói, triệu trưởng lão gật đầu đáp ứng, trường 1545, anh cho rằng anh còn là bất khả chiến bại sao. Mộ Dung ra, Đường Tuấn ngồi trong tiểu viện uống trà, Hàn Bảo Long ở một bên luyện kiếm. Anh thỉnh thoảng chỉ điểm sửa chữa một chút, đều làm cho Hàn Bảo Long hiểu ra không ít phần. Chủ nhân, tôi ra thử cùng anh ta đọ sức, Ngân Thiên quát to một tiếng, tung người chạy về phía Hàn Bảo Long. Thân pháp của anh ta cực nhanh, tuy thực lực không thâm sâu bằng mô Tùng, nhưng một năm nay tu vi của anh cũng tiến bộ không ít. Lát nữa ta sẽ toàn lực ra tay, nếu tên này ngay cả ta cũng không ngăn được, đi giao thủ với Liễu Mộc Thanh chính là tìm đến cái chết. Ngân Thiên trong lòng thầm nghĩ. Đường Tuấn gật gật đầu, nói, xuống tay nhẹ nhàng một chút. Ngân Thiên cười ha ha, tôi biết chủ nhân. Đường Tuấn không khỏi cứng họng, lẩm bẩm nói, tôi là để bảo bảo Long ra tay nhẹ hơn một chút. Bên này anh ta vừa dứt lời, bên kia Ngân Thiên lập tức hét lên. Bản thân của Ngân Thiên chính là yêu thú, trời sinh mỗi lần chiến đấu đều tương sinh, tương thông với đạo, thủ đoạn dường như không chút khuyết điểm. Nhưng Hàn Bảo Long chỉ nhìn thoáng qua, trường kiếm trong tay đâm ra. Nhất thời, Ngân Thiên cũng cảm giác được kiếm thế của Hàn Bảo Long bao phủ quanh thân mình, toàn thân trên dưới đều là khuyết điểm. Chỉ cần bị một kiếm này đâm tới, ít nhất kết cục cũng là bị trọng thương. Kiếm thế sắc bén thật, không hổ là học trò của chủ nhân. Ngân Thiên hơi sửng sốt, cong người một cái, đổi phương hướng lần nữa nhào về phía Hàn Bảo Long. Hàn Bảo Long vẫn là một kiếm đâm ra, cái loại cảm giác như kiếm ở sau lưng lại xuất hiện. Lại nhào tới, Hàn Bảo Long vẫn là một kiếm. Dần dần, chán ngân thiên toát ra mồ hôi lạnh, một lần cũng không sao, có thể nói là luyện thành kiếm pháp, còn có chút may mắn. Nhưng mỗi một kiếm của Hàn Bảo Long đều cho anh loại cảm giác tránh không thể tránh được, chiêu trùng chiêu chí mạng. Đây đã không phải là may mắn, mà thực sự là một thực lực mạnh mẽ đang chiến đấu, sau khi liên tục ra tay 23 lần, Ngân Thiên rốt cuộc từ bỏ. Tuy rằng là thời gian ngắn ngủi, nhưng toàn thân anh ta mồ hôi đầm đìa, như vừa trải qua một hồi đại chiến. Chủ yếu là kiếm thế của Hàn Bảo Long tạo thành áp lực cực lớn đối với thể chất và tâm lý của anh, để cho anh mỗi một lần đều giống như tính mạng treo một sợi chỉ. Ánh mắt Ngân Thiên nhìn về phía Hàn Bảo Long cũng từ khinh khỉnh lúc trước chuyển sang xem trọng cùng tôn kính, hành lễ với Hàn Bảo Long, nói: "Đa tạ Vừa rồi nếu không phải đường Tuấn bảo Hàn Bảo Long xuống tay nhẹ một chút, chỉ sợ kiếm đầu tiên của Hàn Bảo Long đã có thể cho anh thành phế nhân. Được rồi, đường Tuấn khoát tay áo, nói Bảo Long có kiếm thuật chỉ điểm của tôi, anh không phải đối thủ cũng bình thường. Đúng lúc này, sắc mặt đường Tuấn chợt thay đổi. Ngay sau đó, tiếng gào thét điên cuồng vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện trong tiểu viện, dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Người vừa tới khuôn mặt thô kịch, không giận tự uy, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm đường tuấn mày nhíu chặt thoạt nhìn thập phần không vui đã biến mất một năm rồi vì sao còn muốn lộ diện thanh âm người tới nặng nề đè nén lửa giận việt nam là gốc rễ của tôi tôi tự nhiên phải trở về ngược lại là ông thân là long vương của nghịch luân có thể không để ý quy củ xông vào nhà người khác sao đường tuấn trêu chọc nhìn người đàn ông trước mắt người tới chính là long vương hừ tôi không phải tới tranh luận với anh những thứ này. Long Vương hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, anh xuất hiện thì thôi, vì sao phải giết Ngô Tùng? Còn muốn khiêu chiến Liễu Mộc Thanh, anh có biết hậu quả của việc này không? Ồ, Đường Tuấn cười nói, có cái gì là không thể. Ngô Tùng dám động thủ với Mộ Dung ra, lại sỉ nhục gia đình Mộ Dung, tôi giết anh là đương nhiên. Về phần khiêu chiến Liễu Mộc Thanh, ông cảm thấy ông ta lần này khiêu chiến võ đạo giới Việt Nam, Ông sẽ để lại cho ông chút mặt mũi nào sao?" Long Vương vùng ống tay áo, giận dữ nói, cho dù như vậy, anh cũng không thể giết Ngô Tùng. "Anh có biết anh ta là ai không? Anh ta là kiếm thánh thân truyền, hạt giống kiếm thánh tương lai, Liễu Mộc đối xử với anh ta yêu quý chẳng khác nào con trai." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1546, chẳng lẽ chủ nhân bị mắng đến choáng rồi? Đường Tuấn cười nói, ông làm sao có thể biết được thực lực của tôi? Long Vương cười diễu cợt, nói thực lực của anh. Cảnh giới nguyên đan tam phẩm sơ kỳ thì có thể có thực lực gì? Nói xong, từ trên người ông ta phóng ra một cỗ khí thế cường đại, một quả cầu nguyên đan có màu vàng kim nhạt từ đỉnh đầu ông ta bay lên từ từ. Sắc mặt ngân thiên thay đổi nhanh chóng, lui về phía sau, lùi lại mấy bước, ngược lại trường kiếm trong tay hàn bảo Long dơ lên, chống lại đạo sức mạnh của Long Vương, chặn lại đòn đánh của ông ta. Ánh mắt Long Vương tràn ngập vẻ khinh thường, tiếng nói ồm ồm, vang dội, mạnh mẽ như cơn đại hồng thủy, thấy không? Đây chính là nguyên đan kim sắc, so với nguyên đan màu xám của anh cao hơn hẳn hai cấp bậc. Thực lực của Liễu Mộc Thanh so với tôi còn mạnh hơn nhiều. Anh dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến với ông ta? Nhìn thấy Đường Tuấn trầm mặc, Long Vương thở dài, rồi thu hồi khí thế của mình, nói, anh không nên đi đến đó đâu nể tình anh trước đây đã cống hiến cho nước Việt Nam, tôi sẽ thay anh nhận trận khiêu chiến lần này. Nói xong, Long Vương cũng lười nghe Đường Tuấn nói tiếp, xoay người rời đi, rồi một giọng nói từ xa xa chuyển đến, thời đại này không thuộc về anh, anh nên nhận rõ điều đó đi. Chủ nhân, chờ Long Vương đi xa, Ngân Thiên lúng túng nhìn Đường Tuấn, vừa định an ủi chủ nhân hai câu, lại phát hiện chủ nhân của mình vẫn còn đang treo một nụ cười thản nhiên trên miệng. Chẳng lẽ chủ nhân bị mắng đến choáng rồi? Ngân Thiên thầm nhủ trong lòng. Một tên cảnh giới nguyên đan tam phẩm sơ kỳ nho nhỏ mà cũng dám phách lối như vậy, tôi chỉ cần một hơi cũng có thể thổi chết một đống. Lúc này, một âm thanh khinh thường vang lên. Ngân Thiên nhìn theo hướng giọng nói phát ra, khóe miệng run lên, thầm nghĩ tên này rốt cuộc là ai, đã đi theo chủ nhân, thế mà giọng điệu còn phách lối hơn cả chủ nhân. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, nói không có sự đồng ý của tôi, anh không được phép ra tay. Thế nhưng, người trước mắt chính là người đã gây náo loạn Việt Nam 2.000 năm trước, Thủy Thanh Lam Đại Nhân, người có một thân tu vi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, có thể làm ra bán siêu phẩm Nguyên Đan. Đừng nói chỉ cần một hơi cũng có thể thổi chết những người mới đạt cảnh giới Nguyên Đan Sơ Kỳ như Long Vương, e rằng người đạt cảnh giới Nguyên Đan Trung Kỳ cũng không đấu lại nổi. Hừ, Thủy Thanh Lam Đại Nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên truyền âm cho Đường Tuấn, nói thế nhưng khí tức trên người tên này rất quen thuộc, dường như công pháp của anh ta là công pháp tôi đã lưu lại trong tinh không phi chu không nghĩ tới bọn họ lại có thể phát hiện ra tinh không phi chu chắc là bởi vì tinh không phi chu cảm ứng được tôi đã thoát ra nên phát sinh biến đổi thế nhưng tôi đã lưu lại cấm chế trên tinh không phi chu trừ tu sĩ đạt cảnh giới nguyên anh bằng không căn bản là không thể xâm nhập vào nó được không thể chiếm được đồ vật tôi để bên trong thủy thanh làm đại nhân rất đắc ý nếu không phải vì tinh thần lực có vấn đề lúc này anh ta đã xưng bá địa cầu rồi. Ngoại trừ những đồ vật ông còn lưu lại bên ngoài khi đột phá cảnh giới Nguyên Anh, ông còn lưu lại đồ ở trong tinh không phi chu. Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Tinh không phi chu chính là công cụ đưa Thủy Thanh Lam Đại Nhân tới địa cầu. Lúc trước anh đã nghe Thủy Thanh Lam Đại Nhân nói qua. Tôi để một ngàn khối nguyên thạch trong tinh không phi chu, chúng là thứ tôi chuẩn bị để dùng trong trường hợp cấp bách. Thủy Thanh Lam Đại Nhân nói. Lúc nói chuyện, Thủy Thanh Lam đại nhân lấy ra một tảng đá nhỏ. Đường Tuấn nhận lấy. Chương 1547, năng lượng này quả nhiên tinh khiết hơn so với nguyên khí thiên địa. Tảng đá chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, lúc chạm vào có cảm giác ôn hòa, thoải mái, màu sắc rực rỡ, long lanh như kim cương, thủy tinh, hơn nữa sâu bên trong tảng đá ẩn chứa một nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng này so nguyên khí thiên địa còn thuần khiết hơn gấp trăm lần. Đây chính là nguyên thạch, Đường Tuấn kinh ngạc nói. Đúng, một khối nguyên thạch có thể cung cấp năng lượng cho người tu luyện cảnh giới nguyên anh tầm nửa tháng. Viên nguyên thạch này là thứ tôi để dành trước khi bị chân áp. Thủy Thanh Lam Đại Nhân nói, năng lượng loại nguyên thạch này mặc dù tinh khiết, nhưng cũng rất mạnh mẽ, chỉ có cảnh giới nguyên anh mới có thể hấp thu. Nếu có cho anh, anh cũng không hấp thu được. Thủy Thanh Lam Đại Nhân còn muốn mượn cơ hội mỉa mai đường Tuấn một chút, không nghĩ tới khi anh ta vừa mới dứt lời, trong tay đường Tuấn tản ra một luồng ánh sáng trắng lung linh lộng lẫy, luồng ánh sáng ấy đua nhau chui vào lòng bàn tay của anh, chỉ trong chốc lát, kích thước khối nguyên thạch kia nhỏ đi trông thấy. Ô, năng lượng này quả nhiên tinh khiết hơn so với nguyên khí thiên địa. Đường Tuấn cảm thán, trong mắt chứa một chút rung động. Chỉ bằng một công pháp nho nhỏ vừa rồi, anh đã cảm thấy tu vi của mình tăng lên một chút. Thủy Thanh Lam đại nhân nhìn trợn mắt há hốc mồm, chỉ có cảnh giới nguyên anh mới có thể hấp thu nguyên thạch. Người tu hành cảnh giới nguyên đan như anh nếu như cưỡng ép hấp thu, có khả năng sẽ qua sức mà chết, trừ khi thân thể của anh có lực lượng có thể so với cường giả cảnh giới nguyên anh. Đường Tuấn cười cười, không nói tiếp, mà nhìn chằm chằm nguyên thạch trong tay, nói anh nói bên trong tinh không phi chu còn một ngàn khối nguyên thạch đúng không? Lực lượng bây giờ của anh đã đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn, trong thời gian ngắn không có cách nào để đột phá, chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới nhập thần trong vòng 5 năm. Nhưng giờ nguyên thạch đã cho anh một con đường mới để đột phá. Nhiệm Thủy Thanh Lam đại nhân giật giật, lần này gật đầu nói, đúng vậy. Được, sau khi Hàn Bảo Long đấu xong với Liễu Mộc Thanh, anh hãy đưa tôi đi đến chỗ anh đặt tinh không phi chu. Đường Tuấn nói, ba ngày sau, tại địa điểm biển đông gần núi Châu Thới, ngay lúc này, mặt trời đang dần nhô lên, ánh sáng của mặt trời từ mặt biển nở rộ. Ngọn núi này nhìn như nằm ở cuối đường chân trời, tận cùng của trái đất, bởi vậy nên được đặt tên là núi Châu Thới. Trong ngày này, Vô số người tu hành từ các quốc gia khắp mọi nơi đều đến, trong đó có đại sư nước Nhật tinh thông nhẫn thuật, cũng có các đại sư từ Ấn Độ cùng nước Thái. Đạt đến cảnh giới thần hải, người tu hành có thể ngự không bay đi. Nhưng một ngày này, tất cả các vị tu hành cảnh giới thần hải đều ngoan ngoãn đi bộ trên mặt đất, không dám ngự không bay đến. Với tình hình ngày hôm nay, người nào dám ngự không đến lập tức sẽ trở thành đối tượng bị mọi người công kích. Chỉ có cao thủ đạt đến cảnh giới Nguyên Đan mới có dũng khí ngự không để đi đến. Châu Thới chân nhân, lần này thế mà ông lại lộ mặt. Hôm nay cả núi Châu Thới trăm dặm đều là của Phạm Vi địa bàn thế lực của ông, kiếm thánh cùng người phía sau tổ chức Heaven kia muốn ở trên núi Châu Thới quyết đấu, ông giống như là chủ nhà, nên tận lực hoàn thành vai trò chủ nhân của mình. Một cái đỉnh bên cạnh núi Châu Thới, có mấy người đang ngồi nói chuyện phiếm. Trong đó một người gọi là Châu Thới chân nhân chính là tu sĩ bản địa của núi Châu Thới, cũng là người mạnh nhất núi Châu Thới, Tu Vi đạt đến cảnh giới thần hải trung kỳ. Người ngồi xung quanh ông ta, Tu Vi mỗi người cũng đều là ở cảnh giới thần hải. chương 1548, chẳng lẽ vẫn là cảnh giới chân khí sao? Châu Thới chân nhân cười khổ nói, các ông cũng đừng cười đùa tôi. Bất luận là kiếm thánh liễu mộc thanh hay là vị phía sau đạo thể kia, có người nào tôi có thể đắc tội đâu. Đám người cười ha ha một tiếng, Bỗng nhiên có người đặt câu hỏi, Từ Hướng, tin tức của ông là nhanh nhạy nhất, ông cảm thấy lần này người nào có xác suất thắng lớn hơn. Từ Hướng là một người đàn ông trung niên khoảng gần 30 tuổi, nghe vậy, cười ha hả nói, đạo thể. Đám người chợt nhíu mày, nói Từ Hướng, xem ra lần này ông đoán lầm rồi. Từ Hướng nói tiếp, tôi còn chưa nói xong mà, ý của tôi là, lần quyết đấu này, xác suất chiến thắng của đạo thể là bằng không. Các ông không biết rằng ba ngày trước Long Vương vừa đi tìm gặp đạo thể trực tiếp không? Từ hướng nhìn lướt qua đám người, nhìn thấy đủ loại biểu cảm của tất cả mọi người. Đám người nhao nhao lắc đầu. Từ hướng cười nói, Long Vương nói người đứng đầu đạo thể không biết tự lượng sức mình ngay trước mặt biết bao học trò của đạo thể, hơn nữa đạo thể đến phản bác cũng không dám. Các ông biết tu vi của đạo thể là gì không? Đám người lắc đầu, có người do dự nói, chẳng lẽ vẫn là cảnh giới chân khí sao? Từ hướng nói, "Không phải, đạo thể chẳng qua là cảnh giới nguyên đan tam phẩm sơ kỳ." Đây là lời do chính miệng Long Vương nói, mà Liễu Mộc Thanh đã ngưng kết ra cảnh giới nguyên đan giới bán nguyên đan siêu phẩm, cả hai có thể nói một người trên trời một người dưới đất, cho nên tôi mới nói cơ hội thắng chỉ có thể là bằng không." Nghe Từ hướng nói, tất cả mọi người gật đầu nói, "Bộ dạng này thật khó thắng." Chỉ là đáng tiếc, năm đó, đạo thể hăng hái khí phách như vậy, giờ lại trở thành thằng hề đi lòe thiên hạ nhìn xem liễu mộc thanh tới đây đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên có một vài bóng người bay qua tốc độ không nhanh mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng người đứng đầu là liễu mộc thanh anh ta mang theo một thanh kiếm dài ngự không mà đi trông vô cùng đẹp khiến các cô gái bên dưới phải hét lên trước kia những minh tinh xứ hẳn có thể khiến người hâm mộ điên cuồng theo đuổi huống chi một kiếm thánh hiện tại như liễu mộc thanh và bên cạnh liễu mộc thanh còn có một người đàn ông Ấn Độ trong trang phục yoga, hai người họ đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Người đó hình như là thượng sư Hamrama nằm trong 10 cường giả hàng đầu châu Á. Có người tinh mắt lập tức nhận ra người bên cạnh Liễu Mộc Thanh. Hamrama, đứng thứ tư trong số 10 người, người mạnh nhất châu Á, là đạo sư quyền năng nhất ở Ấn Độ. Thực sự là anh ta, nghe nói Liễu Mộc Thanh và anh ta có quan hệ rất tốt. Lần này có vẻ là mời Hamrama đến làm chứng. Người nào đó nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Hai trong số 10 kỳ thủ mạnh nhất châu Á đã đến, dù là Liễu Mộc Thanh hay Ham Rama, thứ hạng đều cao hơn ba người của Hoa Hạ. Hai người này có thể càn quét giới võ thuật Hoa Hạ. Chương 1549, nếu ông muốn chết, tôi sẽ đáp ứng. Hơn nữa, số lượng vượt trội cũng vô dụng, kiếm thánh Liễu Mộc Thanh một mình có thể sánh ngang với Trường Kiếm Các và Long Vương hợp lực. Khi giọng nói đó vang lên, một cảm giác đau buồn và tức giận lan tỏa. Liễu Mộc Thanh, có vẻ như sự xuất hiện của tôi là một đòn dáng mạnh vào giới tu hành của Hoa Hạ. Trên không trung, Đại sư Ấn Độ Hamrama cười nói. Đó là đương nhiên, trong 10 người mạnh hàng đầu, anh xếp thứ tư và tôi xếp thứ sáu. Hai người liên thủ có thể chiến đấu với ba người đứng đầu, huống hồ là một Hoa Hạ. Liễu Mộc Thanh lạnh lùng nói, chờ lần này tôi thắng giới võ thuật Hoa Hạ, Xem ai còn dám nói võ thuật Hàn Quốc của tôi thua kém võ thuật Hoa Hạ. Sau sự kiện này, anh không quên lời hứa của mình chứ, Hamrama nói. Liễu Mộc Thanh hơi nheo mắt nói, "Đừng lo, tôi cũng sẽ tới biển Đông thăm dò di tích kia. Đưa anh tới đó không có vấn đề gì, nhưng còn tùy xem anh lấy được cái gì. Tôi phải nói với anh trước, tàn tích đó có vẻ không thuộc về trái đất, trận pháp bên trong và cấm chế trong đó có thể bị phá hủy trong cảnh giới Nguyên Đan hậu kỳ." Ham Brahma sừng sốt, lập tức nói, đừng lo, tôi còn có biện pháp cứu mạng. Trong khi nói chuyện, cả hai từ không chung rừng ở đỉnh núi Châu Thới. Ngồi xếp bằng trên đỉnh núi là một người đàn ông trang nghiêm với vẻ độc đoán và uy nghiêm giữa hai hàng lông mày. Nhìn thấy người này, Liễu Mộc Thanh cao mày, trịnh trọng nói, Long Vương, anh ở đây làm gì? Người này là Long Vương. Long Vương nghiêm nghị nói, Đường Tuấn hôm nay sẽ không tới tôi sẽ tiếp quản trận chiến hôm nay giọng nói của long vương không lớn nhưng hầu như tất cả học viên tới hôm nay có căn cơ tu luyện chung trong thần giới đều nghe rõ những lời này cái gì đạo thể không tới để cho long vương thay anh ta sao lại có người không biết xấu hổ như vậy tự mình khiêu chiến nhưng không dám ra tới lại cho long vương nghênh chiến với liễu mộc thanh điều này thực sự khiến người đời thất vọng thật chẳng xứng đáng là thủ lĩnh của nghịch luân Tuy đạo thể không biết xấu hổ nhưng Long Vương có trách nhiệm cũng khiến người đời kính nể. Các học viên ở núi Châu Thới như cái nồi chiên tỏ ra khinh thường Đường Tuấn là một kẻ đào ngũ nhưng lại rất ngưỡng mộ Long Vương. Không tới. sắc mặt của Liễu Mộc Thanh ảm đạm, thấp giọng nói, tưởng rằng không tới là có thể tránh được sao? Hừm. Sau khi giết anh, tôi sẽ đi tìm anh ta. Người mà Liễu Mộc Thanh muốn giết trên trời hay dưới đất không ai có thể trốn thoát. Hambrama anh ở một bên xem liễu mộc thanh nghiêm giọng nói nghe vậy ham rama ôm tay đứng một bên bộ dạng như đang xem một chương trình hay sắp diễn ra nếu ông muốn chết tôi sẽ đáp ứng liễu mộc thanh đằng đằng sát khí nói nói xong liễu mộc thanh liền ra tay thanh kiếm vẫn còn trong vỏ long vương không có tư cách để anh ta rút thanh kiếm ra nhưng dù vậy những cú sút của liễu mộc thanh vẫn rất kinh hoàng tay anh ta như một thanh kiếm kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay, dài tới ba thước. Có sóng, không khí dọc đường phát ra tiếng hú như ma sói, rất thê lương. Trường 1550 rốt cuộc anh ta còn có lương tâm không? Không ngờ, căn cơ tu luyện kiếm đạo của Liễu Mộc Thanh đã tiến bộ như vậy. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ham drama lóe lên, anh ta thầm nói, mình đứng thứ tư trong 10 người mạnh nhất, Liễu Mộc Thanh đứng thứ sáu. Với tốc độ tiến bộ như này, anh ta sẽ sớm vượt qua mình người này đúng là thiên tài kiếm thuật vạn năm mới có một lần liễu mộc thanh và long vương tỉ thí ham rama không hề lo lắng về kết quả về phương diện tu luyện liễu mộc thanh đang ở cảnh giới nguyên đan trung kỳ long vương ở cảnh giới nguyên đan sơ kỳ xét về phẩm chất của nguyên đan liễu mộc thanh là nguyên đan bán siêu phẩm long vương là nguyên đan bậc ba dù so sánh thế nào thì long vương cũng chưa chắc đã thắng kiếm khí giải ba thước của liễu mộc thanh vung lên long vương hết sức cảnh giác ông ta rút lui cực kỳ nhanh chóng cố gắng thoát khỏi phạm vi bao phủ bởi thanh kiếm này thật không may động tác của long vương vẫn còn quá chậm hào quang kiếm của liễu mộc thanh dường như bỏ qua khoảng cách không gian nó đâm thẳng vào ngực trái của long vương ngay lập tức máu không ngừng chảy ra quần áo của long vương bị nhuộm đỏ ông có thể tiếp một kiếm của tôi tu luyện của ông cũng không tệ đáng tiếc tôi còn chưa rút kiếm đã để lại vết sẹo không thể xóa nhòa trong tim ông như vậy tính là tôi chưa hề ra tay, ông cũng không còn nhiều thời gian sống nữa." Liễu Mộc Thanh nói. Long Vương cười khổ, vừa rồi kiếm của Liễu Mộc Thanh quả thực đã đâm vào trái tim của ông ta, hiện tại là dựa vào trợ lực bởi sức sống mạnh mẽ của cảnh giới Nguyên Đan mà cầm cự. "Cái gì? Long Vương sắp chết, kẻ đáng chết chính là đạo thể, không phải Long Vương. Nếu không phải anh ta giết Mô Tùng và chọc giận Liễu Mộc Thanh, làm sao có ngày hôm nay?" "Đúng vậy," Con rùa rụt đầu này đến giờ còn chưa ra. Khi nghe tin Long Vương sắp chết, không biết có bao nhiêu học viên Hoa Hạ tràn ngập sự phẫn nộ. Long Vương, ai kêu ông ra tay? Đúng lúc này, từ xa vang lên một giọng nói, sau đó ba bóng người dừng trên đỉnh núi Châu Thới. Ba người là Đường Tuấn, Thủy Thanh Lam và Hàn Bảo Long. Vừa rồi là Đường Tuấn lên tiếng, không ngờ Long Vương lại có thể tự ý như vậy. Mặc dù Long Vương ban đầu có ý tốt với anh nhưng anh không đồng ý điều này thực sự khiến đường tuấn cảm kích anh ta chính là đạo thể tên này là thái độ gì vậy long vương thế thân cho anh ta ra tay giờ thì gần chết bộ dạng anh ta còn tỏ vẻ không vui rốt cuộc anh ta còn có lương tâm không nhìn thấy người đến là đường tuấn lại thêm đường tuấn còn cau mày khiến người xem không thể chịu nổi im lặng đường tuấn nhướn mày nhẹ nói giống như tiếng sấm giọng nói của đường tuấn vang lên bên tai mọi người không biết bao nhiêu người tái mặt, lui về phía sau mấy bước. Lúc này mọi người mới nhớ tới, dù đạo thể như thế nào, anh cũng là cường giả ở cảnh giới nguyên đan, không thể tùy tiện chỉ trích. Từ hướng, ông thấy đạo thể thế nào? Trong đình, vài người hỏi từ hướng. Từ hướng mỉm cười, lắc đầu nói cũng có ca tính lắm. Nhưng đáng tiếc thay, tính tình thì chẳng nói lên được thực lực. Hôm nay Long Vương ra mặt thay cho anh ta, mà anh ta còn dám mắng chửi mọi người như thế, cho dù chót lọt qua ngày hôm nay, nhưng sau này anh ta cũng sẽ trở thành con rối trong giới võ thuật Việt Nam. Ngoại trừ Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1550